xinh đẹp nhưng mà kia cái mặt nhìn nhìn trời luôn. Lúc nãy mà trước khi ra ghi hình đây là vẫn còn cãi nhau. Chị có lấy không? Không lấy trả đây. Trời ơi. Bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai bạn trẻ. Chào anh chị. Hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Võ Vạn Thành, còn vợ em là Lê Thị Hà Xuyên. Em công tác đâu? Dạ em đang làm ở một công ty bia. Còn em? Dạ em với lại ông xã thì làm trong công ty. Em làm kế toán, ông xã em làm sale. Hai người gặp nhau là chắc là đi nhậu hả? Hay là đầu tiên gặp nhau á, làm khi em vào thang máy của công ty á, trong thang máy đó là có ba người cùng đi, em và một người bạn với vợ đây. Thì ấn tượng đầu tiên gặp á là cô này kêu lắm, nhìn thế rất là thế xinh đẹp nhưng mà kêu mặt nhìn nhìn trời luôn. Mà lý do tại sao mà nhìn lên trời mà không nhìn dưới đất vậy? Cũng phải là nhìn trên trời đâu anh, nếu như là mình không để xung quanh thôi. Tại vì là ngày đi thang máy nhiêu lần, gặp biết nhiêu lượt người mà hơi sức tao để cho mệt. Mà nếu mà để ý thì chắc là đã giúp chúng anh nào rồi, chứ không phải anh mạnh. Có nghĩa là nhờ cái sự mà ngước lên trời á thì mới tới tay ảnh. Vậy hả? Vậy là em có cảm ơn cái sự mà chậm đó chứ bộ, đúng không? Thì sau cái lần đó thì em vô tình một lần á, thì là sếp em mới tổ chức một chuyến đi du lịch, đi Vũng Tàu chơi, ngồi trên chung xe. Thì sau đó thì trao đổi qua, nói chuyện qua lại thì đầu thấy, mặc dù ăn đầu là thấy chậm gì nhưng mà nói chuyện rất là dễ thương. Mỏng nhẹ nhàng với hòa đồng dễ dãi. Lúc đó là hai người có ngồi gần. Dễ dãi. Xong rồi cái đầu em triển khai theo cái là xin số điện thoại, cái tối tối về nhắn tin em đang làm gì vậy. Nhưng mà cái chính là em đã có ấn tượng gì với anh này chưa? Cũng nhắn tin qua lại rồi, cũng anh này anh cũng không có thể hiện rõ ràng là ảnh nói thì mình biết hay tỏ tình hay gì kia hết. Nhưng mà bằng cảm giác thì em cũng biết là ảnh thích mình rồi. Nhưng mà do là em thì không có thích con trai nhỏ tuổi hơn. Anh này nhỏ hơn em 1 tuổi. Có một lần á là có sự kiện làm trong công ty, vợ của một cái anh bạn ảnh sanh con. Thì anh này ảnh chứng kiến cái giờ phút đó thì ảnh nhắn tin cho em. Trong đó có câu anh nói là không biết sau này thì ảnh sẽ như thế nào, nhưng mà chắc chắn một điều là ảnh sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, với vợ con. Đúng thì đọc rồi. Cái câu đó thì mình cảm thấy là đã bắt được cái nhịp của mình, là em mong muốn một người đàn ông chân thành. Tôi nhắc cho vợ trả lời đây là em đọc xong em muốn khóc. Có nghĩa là em đã bị gọi là ấn tượng vì cái tin nhắn đó đúng không? Dạ. Đó em thấy không? Có nghĩa là trong cái cuộc đời này nó nhiều những cái bất ngờ lắm. Mà đôi khi những cái bất ngờ nó làm thay đổi cả một cái suy nghĩ cũng như cả một cái gọi là cái tương lai của mình luôn á. Đùng một cái tin nhắn, 300 cảm đồng xúc của người khác. 300 đồng thay đổi. 300 đồng thay đổi thì thay đổi một cái quan niệm về một cái người. Với một cảm xúc của một người khác thì tự dưng hai người cộng hưởng với nhau. Chắc có lẽ là sau cái tin nhắn đó là hai người đã bắt đầu dần dần bắt đầu là yêu nhau chưa? Rồi bao nhiêu lâu thì em cầu hôn? Thì đến mãi đến khoảng 6 tháng sau. Chắc có lẽ sẽ là một cái màn cầu hôn rất là lãng mạn giống như cái tin nhắn của bạn. Lãng xẹt quá hả? Một màn cầu hôn lãng xẹt chứ không phải lãng mạn em. Tin nhắn này là lãng mạn nhưng mà cầu hôn là lãng xẹt hả? Sao em? Dạ. Sao đâu kể nghe nói cầu hôn lãng nhách á. Cái lúc đó thì đi Phú Quốc chơi, mà tự nhiên ra tới sân bay thì bắt đầu kiếm chuyện. Tính hai đứa thì nóng rồi mà cứ kiếm chuyện nghe lộn, cãi nhau tơi bời. Xong tới tối đi ăn về xong tình hình cũng vẫn căng thẳng, mà còn căng thẳng hơn lúc sáng nữa. Thế là anh này nóng rồi, bực bội, em cũng bực bội. Cái anh này quát lên là anh mệt mỏi lắm rồi, anh không muốn làm bạn trai em nữa. Anh em cũng nóng không có kém, em kêu mệt rồi thì thôi, vậy thôi chia tay đi. Sao chia tay thì sao? Bỏ về hả? Nói chia tay xong thì cái em đóng, lúc em đang mở cửa tủ, em lấy đồ. Cái đồ tính gì? Em đóng cửa tủ, em tặng đâm lại một cái. Giờ không làm bạn trai em nữa. Xong cái móc trong túi ra cái chứng nhận, anh cũng làm chồng em thôi. Wow. Trời ơi. Tại vì thực sự hay 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 tại sao em phải làm như vậy? Thực ra những cái chuyện mà cãi vã là em cố tình em làm hết. Trước khi xuống sân bay ở khách sạn á là em cất đồ, cất cái chứng nhận kỹ càng hết, xong rồi thì cái đó giả bộ làm cãi vã lung tung hết trơn, xong là cho nó rất là tức nước vỡ bờ luôn, là làm vậy. Xong cái điểm đột ngột không đổi thì tự nhiên em nghĩ trong đầu á là sẽ gọi sẽ bất ngờ rồi vâng rồi cuối cùng thì lúc đó em như thế nào? Em chân hững, không bất ngờ, không xúc động, mà cảm thấy là
thất vọng. Ủa sao thất vọng? Bực bội, đang bực bội mà ít nhất thì cũng phải cầu hôn trong ánh nến lung linh của nhà hàng. Hoặc ít nhất thì là vẫn phải giữa tiếng sóng mênh mông của biển. Tại đang đi Phú Quốc mà. Đằng này không là trường hợp là trong đó hết, rất là lãng xẹt như vậy. Em nghĩ trong đầu là vậy, tại em tính kỹ quá rồi. Xong rồi tự nhiên đưa, xong rồi nhận cái cầm ra, cũng cầm. Xong mặt nhìn em lực bơ tơ. Ủa vậy là được cầu hôn rồi hả? Xong rồi cái đơ vậy đơ 5 phút làm em cũng đơ theo luôn, em cũng thấy quê sệ rồi. Tính đơ luôn xong cái hỏi cái em mới ngồi em thấy không gian im lặng quá, em mới phá mở không gian bằng câu thì có lấy không, không lấy trả thôi. Trời ơi. Cú xăng tô này quá mạnh luôn. Rồi dạ, sao lấy không, lấy không? Tụi em chắc là hay gây lộn nhau lắm phải không? Dạ đúng rồi. Khắc khẩu. Thấy có vẻ khắc khẩu đúng không? Dạ. Nhưng mà hỏi thiệt nè, tức là một ngày trung bình tụi em gây lộn với nhau mấy lần? Ngày chắc phải 5 lần, trung bình 5 lần. Trung bình 5 lần một ngày. Và sau mỗi lần gây lộn thì bao nhiêu lâu thì quề lại với nhau? Dạ cãi xong quề liền. Quề liền. Rồi sau cái quề liền đó làm gì? Dạ. Là lại cãi tiếp. Nói chuyện cái hồi luyện có vấn đề là khác, lại cãi tiếp. Cãi tiếp xong lại quề. Tới bây giờ thời điểm này tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ được 5 tháng. Vậy hả? Dạ. Còn khắc khẩu không? Dạ, dạ còn, mức độ tăng cường. Tăng cường. Dạ. Nói thật luôn là lúc nãy mà trước khi ra ghi hình đây là vẫn còn cãi nhau á. Vẫn còn gây lộn không nói chuyện. Vợ em thì có một cái là hay nói nhiều. À, như là có một phụ nữ bao giờ nói nhiều không, như là nói nhiều mà ví dụ có một sự việc nó dùng dặn rồi sáng mai 8 giờ đi làm hay ví dụ vậy đi, cứ nói hoài tám mai là nó dạ hiểu, dạ hiểu, bực quá dạ hiểu rồi dạ, rồi lúc đó thì mới chịu im, lúc khi là em quát lên là mới chịu im. Trời ơi quát rồi. Thì tại vì nói nhiều quá em hết lằng nhằng, em hết nói đi nói lại, tại vì em tính em nói một lần ok em hiểu rồi thôi. Hết. Làm như nói đóng nhiều hết. Sướng lắm vậy. Nói nhiều cũng tốn calo rồi bực bội vậy. Nói chung không muốn nói nhiều quá thì vợ nói lần phải biết nghe đi, lần sau đừng có lặp lại. Điển hình đi, ví dụ đó. Đi tập thể dục. Xong cuối cùng làm sao ý em? Em nói là phải giữ sức khỏe, đi tập thể dục đi. Cái đó là vợ cũng muốn tốt cho chồng thôi đúng không? Và hứa xong rồi đi tập. Mà em nói từ hồi em biết tới giờ tập chắc phải đã 5 môn là ít nhất. Mà một môn tập được chuẩn khoảng tuần 10 ngày là bỏ. Ừ, tới giờ này là nghỉ luôn rồi. Rồi em cũng hết nói nổi luôn rồi. Giờ coi như là không biết sao để thay đổi cải tạo nữa. Thì do công việc là do thời gian phải đi tiếp khách, phải đi qua 10 giờ sáng mới làm anh. Thì thời gian từ 5 giờ sáng đến 10 giờ thì mình đi tập thể dục chừng tiếng. Trong khoảng thời gian đó là dư sức luôn. Mà cái này chứng tỏ là không có quyết tâm. Hứa mà không có làm được. Đó, bây giờ chỉ cần tập thể dục thôi là một tật xấu nữa là thất hứa. Em hiểu không? Chị hỏi thăm tụi em nè, có khi tụi em yêu nhau được mấy năm thì quên người ta. Dạ. Cái thời gian yêu nhau đến khi cưới khoảng tầm 8-9 tháng rồi. Rồi lấy nhau được 5 tháng rồi, năm ấy. Dạ. Vậy chị hỏi thiệt nha, nếu như bây giờ trong trường hợp mà cứ cãi nhau một ngày 5-6 lần như vậy đó thì hai bạn chịu đựng nhau được bao lâu nữa? Em nghĩ là chắc không được lâu. Cái vấn đề ở đây á là cái nguyên nhân để đi đến cái việc mà cãi nhau quá nhiều như vậy. Bây giờ còn đang xong rỗi chưa có con này, còn có thời gian mà cãi nhau, còn có thời gian mà làm quề. Sau này có con rồi á là cãi nhau á là đi đến cái xung đột đỉnh điểm luôn. Thì cái đó nó hoàn toàn nó không hay chút xíu nào cho cái gia đình của mình. Dạ. Thì nó bây giờ này chỉ có thứ nhất là cái vấn đề đi nhậu khuya về. Thứ hai là bữa mà không làm. Ví dụ như theo chị là như vậy nè, cái chuyện thể dục thể thao á là cái chuyện mà tự mình nó phải thấy cơ thể mình nó cần thiết cái nhu cầu đó thì là rồi em tự em phải cố gắng. Cái cốt lõi bây giờ vấn đề về khuya, sau cái buổi này tụi em về suy nghĩ lại yếu tố đó. Chị nghĩ sau đây hai vợ chồng nên có một cái buổi ngồi nói chuyện với nhau để mà mình thỏa thuận với nhau về vấn đề giờ giấc của hai vợ chồng. Dạ. Để chi? Để mà cái tần suất mà gây lộn nó giảm đi, để nó tạo cái nền móng cho gia đình mà đón thành viên mới. Xin cảm ơn em. Dạ, dạ, em cảm ơn chị. Xin chào hai bạn. Ôi, anh này vừa gặp là mình nghĩ ngay anh giống như là một phát thanh viên trên truyền hình đúng không chị? Đúng rồi. Phong thái rất là đậm đạt nè, đẹp trai nè, uy nghi nữa. Đó. Vậy chắc chắn là không có sợ cái gì đâu. Không à, không sợ gì. Đúng rồi, không có chị sợ thì đến chút nữa mình tính. Câu giờ rồi. Mời hai người giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Nga, năm nay em 33 tuổi. Em đang là nhân viên văn phòng. Em tên là Trần Phương Nam, hiện nay 37 tuổi, quản lý về cái mảng sale. Dạ. Hai bạn gặp nhau
nhau trong trường hợp nào? Trong một lần đi đá banh cùng với đội, thì sau khi thắng trận rồi thì cả nhóm kéo nhau ra cái nhà hàng cũng ngồi nhậu theo một cái bàn dài. Kế bên đó thì lại có một cái bàn nhỏ bốn người kế bên. Lúc đó thì nhân vật này ngồi xéo với nam mình đặt. Mình cũng hơi liếc liếc cái một cô gái cũng khá là dễ thương, cái trán cũng dầu dầu chút xíu. Một người đàn ông mà nhìn mình liếc liếc mình vậy lúc đó thì như thế nào? Lúc đó em cũng chẳng ấn tượng gì về chồng em hết á. Tại vì cái form người mà hồi đó đến giờ em thích đó, là những cái người nhanh nhon một chút xíu, thì chồng em lúc đó thì cũng hơi mập mạp. Mình đây mà di thần chứ không phải di thun. Di thần mà. Để thần như vậy là... Giống bây giờ không hay là bự hơn? À, cỡ cỡ dài chút xíu. Vậy mà cũng không lọt vô tầm ngắm của em được hay chưa lọt vô tầm ngắm. Mà bên đây thì em cũng vô tư nói chuyện mà không có để ý gì hết. Bên kia thì rất là muốn làm quen mà hỏi xin em cái số điện thoại. Em nói thẳng với ảnh là em chỉ đọc 3 lần thôi. Anh lưu được thì anh lưu, còn không lưu được cái đó là cái duyên của tụi mình. Thế là em đọc mà rất là nhanh, 0999 lỡ 998. Ba lần vậy đó. Ba lần mà lúc đó là đã tan xỉn rồi. Người số nhớ đừng số, phải dùng chiến thuật là trong bài đó. Bốn người thì một người đàn ông và ba người gái. Mình chuyển qua mình tấn công anh đàn ông trước để mình có cái số anh đàn ông rồi có gì mình liên qua. Đó, xin số điện thoại rồi mình cũng an tâm chắc mẻ rồi. Tối đó về như mưa hay sao á, điện thoại chập mạch, thế là cái sim trắng, tất cả các số điện thoại không còn nữa, coi như là tiêu tan cái công lao của mình. Ừ, rồi cơ duyên nào mà hai người lại gặp lại nhau? Chắc em nghĩ chắc ngày nào cũng lợi làng nướng ngồi chứ. Thật ra thì cũng may mắn cho ảnh là sau khi về rồi thì em lại đi chơi với cái nhóm bạn mà ba cô nữ đó. Một cô bạn mới góp ý là thì thấy anh Nam cũng dễ thương, tại sao không thử tìm hiểu anh Nam đi. Mình nói là mình không thích, nhưng mà thôi thì sẵn hôm nay nhóm mình đi karaoke, nếu mà muốn thì Nga sẽ điện thoại rủ Nam tới rồi mọi người xem rồi góp ý giùm Nga như thế nào. Thì em mới điện thoại cho anh Nam đang nằm nghỉ, thì tự nhiên có một cái điện thoại gọi tới, số lạ quá. Thì theo quán tính thì vừa ngủ vừa lê mơ vừa nói alo, mới đó là em là Nga nè. Tự nhiên bật dậy và cũng bất ngờ, cũng vui vui. Thế là qua cuộc điện thoại thì Nga có rủ đi karaoke. Mà mình cũng thấy lạ, không hiểu tại sao Nga là có số điện thoại của Nam. Nam có trao đổi điện thoại qua người bạn trai đó. Theo phép lịch sự thì Nam vẫn cho người đó số điện thoại lại. Em cũng là người nhớ cái số điện thoại rất là hay. Số điện thoại nó rất là dễ nhớ. Tự nhiên nó không phải là một trường hợp đâu, phải có một cái sự để ý. Thì đó. Nhưng mà thật ra nữa, thêm một cái yếu tố nữa mà lúc đầu không ấn tượng với anh Nam nữa. Em không thích người tên Nam. Ủa sao vậy? Bạn đại học của em tên Nam, tính tình như con gái vậy đó. Em không thích tí nào hết. Lúc đầu á, anh Nam giới thiệu tên Nam nào, em dị ứng liền. Nhà. Kê ảnh một câu, anh tên Nam vậy chắc chị anh tên nữ đó. Trong cái thời gian hai bạn hẹn hò nhau như vậy thì có điều gì bất ngờ? Sau khi một thời gian quen nhau thì mình mới về nói chuyện với ba má. Là con cũng tính tiến tới hôn nhân với một người. Và người đó tên là Nga. Ba má ngâm nhìn một cách rất là ngỡ ngàng. Sao không hiểu tại sao? Cũng không hiểu nữa. Nam cũng không hiểu, nhưng mà cuối cùng má Nam lại hỏi là tên Nga hả? Đó là tên của dì hai với cô Út con á. Ở dưới quê thì lại là hay kỵ cái tên. Thì mình mới hiểu rằng là, ủa, như vậy là mình hình như mình cũng chọn khéo dữ. Chị hỏi nè, trước khi mà gặp gỡ tụi em á, là chị với Quốc Thuận đang tranh luận về cái đề tài là nỗi sợ của đàn ông. Thuận á, thì Thuận cứ chắc chắn rằng á, cái cặp sắp tới đây á, cái người đàn ông này chắc chắn phải sợ một cái gì đó. Đúng dạ. Nhưng mà khi gặp em rồi á, thì chị cảm giác là em mình như không sợ một cái gì trên đời, dạ. Đúng không? Trước khi em trả lời chị Hồng Vân cái đó, em xin phép bắt tay với Thuận đó. Là sao? À, bắt tay anh. Bối rối gì? Là sao? Cái sợ, nỗi sợ của Nam giống nỗi sợ của anh. Sợ gì? Sợ ma. Trời ơi. Thì không nghĩ Nam sợ ma. À, dạ. Khi mà mới quen á thì ba má chồng em thì có ở dưới Củ Chi. Cuối tuần tụi em hay về nhà ba má chơi. Thường là anh Nam đi làm về trễ lắm, khoảng 7-8 giờ mới về. Nên tụi em đi xuống thăm tầm tầm giờ đó. Và lần nào thì gần tới thì cũng nhận được điện thoại của ba má anh Nam. Nói là có cần ra đón không con? Thì lúc đó anh Nam cứ nói là không, con đi với Nga, con chở Nga theo, có Nga rồi. Tại vì sao nguyên tắc á, mà nếu đi một mình xuống dưới á, thì tới cái khúc mà đầu hẻm đó là phải có người ra. Tối thui là thành nên sợ lắm. Dạ, cái đô cũng nặng như tôi. Thực ra xuống dưới quê á, mà đi ở những cái chỗ mà hoang vắng á, dạ, nhiều những cái nỗi sợ lắm, không phải là ma không, nhiều sợ trộm cướp, sợ đủ thứ hòa quyện lại thành ra một nỗi sợ chung chung. Nhưng mà có khi nào mà ở tại gia mình á mà
Chồng của em biểu hiện cái sự sợ hãi đó không? Con em á thì lúc nhỏ nó cũng hơi khó, hay khóc đêm. Mỗi lần khóc đêm như vậy á thì hay bồng lên cầu nguyện ông bà hoặc là Phật. Em mới nói là thôi, em mặc đồ không có tiện lên thì thôi anh bồng con lên đi trước đi. Thì anh nói là thôi anh không dám đi, em đi chung với anh thì được. Vậy hả? Hoặc là nhiều khi tả dưới đây cũng hết rồi mà kêu ảnh lên trên lầu thì thôi. Chẳng là anh giữ con chứ em cứ lên. Chỉ có bao giờ mà sợ ở đâu mà nó quá đáng ta? À, cái này là ở nơi công cộng mà cũng sợ ma nữa. Công cộng cũng sợ ma, ở đâu vậy? Ở một quán cà phê. Hả? Lúc đó thì em cũng không nghĩ là chồng em sợ ma. Em với chồng em đi khảo sát để làm một cái hội thảo. Là khi vào khảo sát á thì cái quán nó hơi âm u và tối tối, tường thì rêu phong. Sau khi mà tham quan ở trên lầu xong thì chồng em mới gợi ý cho em là thôi ngồi uống cà phê cho vui. Trong cái lúc ngồi chờ thì chồng em lại ngồi dựa vô cái ghế. Nó là dạng bập bên chứ nó không phải là giống như ghế cái, ngồi cái mình... loại ghế mà có bỏng mình bật dậy. Tự nhiên có bật ra sao? Mình hơi lạnh rồi. Mình cũng nói chuyện bình thường và bật thêm một lần nữa. Đó đâu, nhẫn lên rồi. Nhìn qua coi có ai không. Tới lần bật thứ ba mình đứng dậy luôn. Mình đứng dậy luôn. Sau này thôi về đi em. Trên đường về thì chồng em mới nói là không biết tại sao mà anh ngồi cứ ghế nó cứ tự bật lên bật xuống không à. Thì lúc đó em mắc cười, em mới cười đã rồi em mới nói tại lúc đó cái chân em đạp vô cái ghế. Thì chồng em lại không nhìn phía trước, tại cái cặp bên đó nó ở phía trước này thì em cứ vô tình em cứ đạp tới đạp lui đạp tới. Ê, cái lúc đó mà tưởng tượng có một cái cô nhân viên rồi đó mà tóc để xõa rồi mặc đồ trắng rồi dám không biết cái chuyện gì xảy ra rồi. Rồi tụi em vui vẻ ghê á. Nói nghe nè, thường thì ở nhà thường có cái sự phân công đúng không? Em là dạy con hay là chăm con? Dạy con là nhiều hơn là chăm. Rồi có khi nào mà hai vợ chồng bất bình nhau trong cái vấn đề mà dạy con không? Chuyện sẽ hàng ngày, hàng giờ luôn. Tại vì á đang ngủ cái bé khóc và xã dậy làm sữa đút cho bé uống. Thì đút sao thì nó ọc ra cái mình lồm cồm rồi vậy la vợ. Lúc ổng la thì em cũng nói vậy chắc là em đút không có khéo thôi anh đút thử đi. Có đút không? Có. Và con cũng ọc cũng ọc luôn. Cũng ọc luôn á. Hai vợ chồng. Em có bị stress sau khi mà sanh không? Dạ cũng có rất là nhiều. Những lúc đó thì chắc có lẽ là anh Nam là cái người mà kề cận bên chị Nga đúng không? Khi mà em stress á thì anh Nam lại kề cận với khách hàng ở Đà Nẵng. Ảnh là tiếp xúc với khách hàng rất là nhiều và làm quản lý thì cái tính cộng đồng cũng cao. Tiệc sinh nhật của nhân viên thì ảnh không bao giờ vắng mặt. Và chị Nga mong muốn anh Nam thay đổi điều gì? Tại vì em thì rất là thương con, muốn anh Nam gần gũi với con nhiều hơn và dành thời gian nhiều hơn cho mấy đứa nhỏ. Còn Nam có mong muốn gì ở Nga? Thì sau khi cưới xong thì mình thấy là vợ mình cũng hơi dữ hơn bình thường. Không phải là hiền như là mình ở trước. Em cứ là muốn vợ mình là giữ bớt xíu. Dạ. Nhiều khi nóng nảy lên thì không có gì cản được hết. Cũng muốn vợ kiềm chế của mình. Ví dụ nóng là nóng làm sao? Cách đây mấy ngày thì cũng đi khách về. Vừa bước vào thì mận được một câu giận dỗi. Giờ này mấy giờ rồi mà chưa về nữa. Mình biết tính nên lẳng lặng đi vô toilet, khóa cửa lại, tự tắm. Tắm xong là ngầm ngủ, không cho cơ hội người này nói. Thực ra chị thấy là cái chuyện mà vợ chồng á mà cãi nhau đó là chuyện không thể không có được. Thực ra cái chuyện mà tranh luận nó lại là một cái chất xúc tác trong cái tình yêu đó. Dạ. Nhưng cái chuyện đó mà nó bị quá đi thì nó sẽ là bi kịch của gia đình. Chị nghĩ rằng cặp vợ chồng mà có trình độ như tụi em á thì chị nghĩ là tụi em tự biết cách tiết chế cảm xúc của mình cũng như là cái cách làm sao để mà hai vợ chồng có thể hòa hợp được. Trước khi mà chia tay nhau đó, chị rất muốn nghe một cái tâm sự của em. Em cũng muốn nhắn gửi với tất cả mọi người là gia đình luôn là cái quan trọng nhất, nên các ông chồng thì hãy dành nhiều thời gian hơn cho các bà vợ cũng như các con, như vậy thì mới giữ được cái tổ ấm của mình hạnh phúc lâu dài được. Đó là một cái thông điệp gọi là giống như em đã nói thay dùm cho chương trình rồi đó. Rất cảm ơn hai em. Xin cảm ơn hai bạn. Chúc hai em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Qua em. Wow, một cặp vợ chồng rất là trẻ trung. Đúng mới rồi. Bước ra tưởng được hot boy hot girl không ạ? À? Hai em có thể giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Anh Đức, em 27 tuổi, hiện nay là giáo viên và ngoài ra còn làm MC nữa. Wow, giáo viên và MC hàng gì cũng giọng rất là ẩm. Loát quá. Nhưng mà 27 tuổi như vậy là em quá trẻ so với lứa tuổi của mình đó. Dạ. Nhìn chị tưởng tụi em cỡ 21, 22. Hai nói vậy chứ. Vậy hả? Còn em? Em tên là Huỳnh Mỹ Diệu, năm nay em cũng 27 tuổi, hiện là giáo viên và là diễn viên múa. Wow, đây nè, bây giờ để
em biết, em có thể đoán cho em biết là chắc có lẽ là Diệu đi múa trong một cái đoàn nào đó và trong một cái chương trình nào đó và vô tình gặp ông xã của Diệu đúng không? Thật ra không phải vậy. Tụi em gặp nhau cách đây là 10 năm. 10 năm? Dạ. Tại một ngôi trường cấp 3. Dạ. Dạ. 17 tuổi đúng không? Dạ không, 15 tuổi. À, 15 tuổi. Dạ, tụi em cưới được 2 năm. Cưới được 2 năm. Là đã cưới nhau được 2 năm. Quen nhau 10 năm, cưới 2 năm. 25 tuổi thì lấy nhau. Chắc chắn cặp vợ chồng này sẽ có rất nhiều điều thú vị đây. Lúc đó hai đứa học lớp 10 và hai đứa học khác lớp nhau. Hôm đó thì ở trường tổ chức cuộc thi văn nghệ thì em có nghe nói là cái lớp bên cạnh có cô gái nó hát hay lắm. Thế bắt đầu là em thăm dò đối thủ của mình. Dạ. Tức là em được, em là người đại diện cho lớp em. Dạ đúng rồi. Còn bạn này là người đại diện cho lớp bạn. Dạ. Dạ. Hai bạn coi đối thủ của mình sao đó phải không? Dạ. Thì sau cái cuộc thi văn nghệ đó thì em cũng không để ý tới ảnh đâu. Vì người gì đâu mà nhỏ xíu lùng kịch. Ông do ông nhát à. Lúc đó anh đứng ngang bằng em mà. Tôi nói thật ra em chưa có dậy thì nữa. À, trời ơi, chưa dậy thì. 15 tuổi. Dạ, em cao khoảng 1m45 mà nặng khoảng dưới 40kg thôi. Chà. Dạ. Là thế nhỏ thiệt. Nhưng mà được cái là lúc đó em hát ở phòng trà cho nên là lúc đó em biết chạy trước rồi chưa có diện. Cái gì? Lớp 10 là đấy đi hát phòng trà. Lúc đó chưa vỡ giọng nên hát giọng nữ. Có nhớ là lúc đó anh hát bài gì không? Hát chẳng hạn như là Trống Vắng. Em hát thử bài Trống Vắng rồi. Ở đây sao trống vắng, nhớ em anh buồn, buồn vì đối thủ là hát nhạc của ai? Dạ thì em vẫn hát nhạc học sinh thôi. Lúc mà thi văn nghệ thì em hát bài Phố Xa. Phố Xa. Em dạ. Phố xa ngỡ như thân gần. Đi bên em chiều trên phố vắng. Mơ về một ngày có mưa em đêm. Về cái nhìn ban đầu về chồng em, chắc có lẽ là chồng em ngày xưa chắc cũng tươm tất, cũng lịch thiệp giống như bây giờ đúng không? Dạ, cái lúc mà đi học là mặc quần ống le, dày mũi nhọn vậy nè. Rồi tóc thì chải chuốt, lúc nào cũng bóng loáng trơn và xịt dầu thơm, thơm phức luôn. Kể cho tụi chị nghe cái ấn tượng đầu tiên mà lúc mà hai đối thủ gặp nhau thì như thế nào? Thấy cô bạn rất dễ thương, rất là hiền nữa, cho nên là lúc đầu em thích đối thủ của mình. Rồi lúc đó sao? Tại vì anh cũng nhét lắm, em cũng chẳng đi. Dạ. Hôm đó em nhớ là đang ngồi tại ghế đá trong sân trường, ảnh chạy lại bất chợt thì đưa cái gói quà cho em. Rồi chạy mất tiêu luôn. Em chưa kịp ngẩng mặt lên để nhìn là ai đã tặng nữa. Anh thường xuyên là như vậy. Anh mặc dù là đứng gần khoảng có 2 mét thôi mà anh cũng không dám tặng quà nữa. Anh phải nhờ người khác tặng. Em ngại mất cỡ. Tại vì mối tình đầu nữa mà. Cho nên em chưa có kinh nghiệm gì cả. Cái lần đầu tiên á, tụi em có thể tiếp cận ngồi gần nhau để có thể nói bằng lời được. Thì lúc đó nó như thế nào? Lúc đó thì sang nhà người bạn ăn uống. Thì sau khi ăn xong thì em thấy bạn của em đi ra ngoài võng ngồi. Thì lúc đó em mới mặn dạng mon men đi theo để ra ngồi chung. À, anh khều cái vai em. Anh kêu, ê, cho ngồi kế dưới. Em cũng nhích qua cho ngồi mà mình im lặng một hồi. Xong rồi mới quay qua mới nói, ức đí, yêu y, yêu gì. Có hiểu không? Cái gì nói lớn dạ, em nói là, ức đí, yêu y, yêu gì. Ủa, ông nói tiếng nước nào? Dạ. Cái đó là một tiếng lóng mà phổ biến đến 10 năm trước. Rồi anh hỏi em có hiểu không? Em cứ giả vờ. Nói gì chẳng hiểu gì hết trơn á. Em hiểu rồi. Không, không, không có, em hồi nãy là em dùng cái từ giả vờ, có nghĩa là em đã hiểu mà em giả bộ đúng không? Dạ, tạm thời là em cũng hiểu. Bắt em nói lại nhiều lần đến nỗi mà em bực nhưng mà em lại ngại không dám nói thật. Thì lúc đó thì có một người bạn sau lưng mới la lớn lên là Đức nó yêu Diệu đó. Nhưng mà em cảm thấy là hơi bị nhục bởi vì tỏ tình cũng để người khác nói dùm nữa. Chứ chịu đồng ý nữa. Lúc nào thì mới đồng ý? Dạ, phải nói là đợi năm sau nữa để xem thái độ của em thế nào. Đó là lớp mấy? Lớp 10 gặp nhau. Lớp 11 mới nói được câu đính lóng đó. Rồi đợi lớp 12 mới cho đồng ý là yêu. Thì trong khoảng thời gian mà tụi em hẹn hò đó, anh nói là anh không biết chạy xe đạp. Toàn là em chạy không mà em chở. Có một lần là có hai cái anh chàng anh chạy lên anh cứ ghẹo em. Anh nói bé ơi em dễ thương quá. Thì ngồi đằng sau tức lắm chị. Thì hai người này thấy vậy thì cứ chạy theo, cứ trêu, cứ nói là bé ơi bé chở em trai đi đâu vậy? Em trai em dễ thương quá. Trời ơi, lúc đó anh ngồi sau lưng em nhéo bạn gái em. Dạ. Anh ngồi sao không nhéo không ngắt thằng kia? Em tức lắm nhưng mà lại lúc đó mình chưa vậy thì chưa còn nhỏ con. Cho nên mình không có dám phản ứng lại, mình sợ mình sẽ đánh không lại người ta. Đúng rồi. Cho nên mình im luôn, ngồi yên cho mình cứ nhéo bạn gái mình kìa gì người ta gọi kìa, ta gọi kìa. Trời ơi, chắc vậy, dở luôn cái eo á, bằng tiếng. Vừa chạy đến trường thì em xuống xe.
ảnh giận anh ngồi hoài trên xe anh không chịu xuống vậy đó. Vậy? Em như trẻ con á, giận ngồi. Nó là trẻ con chứ còn như gì nữa. Dạ. Rồi không lẽ tới bây giờ vẫn không biết chạy xe đạp? Tao có vụ án đó đó. Là em tức là quyết tâm em tập đạp xe đạp để không bao giờ cho bạn gái mình chở mình nữa. Vậy hả? Rồi chồng của em lúc đó thì quá trẻ con. Vậy thì bao lâu thì em mới thấy được một sự thay đổi? Sau khi học hết cấp 3 thì em cảm thấy ảnh càng ngày càng chững chạc. Nói nghe nè, hỏi câu tế nhị nha. Ở cái tuổi khoảng chừng 20 cho đến 25 là đã tương đối là chững chạc nếu như lúc đó bắt đầu yêu đúng không? Yeah. Và có thể hiểu biết được những cái kiến thức sơ đẳng nhất trong tình yêu hôn nhân. Vậy thì chị rất là muốn biết là tụi em có giữ gìn được cho nhau cho tới cái lúc tụi em cưới nhau không? Rất là trong sáng chị ơi. Cái thời gian đầu là em chưa dậy thì chắc chắn là không làm được gì rồi. Khi mà dậy thiệt cũng phải cái lúc không bác sĩ. Em hiểu. Thôi ra nè, bây giờ anh không muốn hỏi là trong cái giai đoạn là dậy thì nữa, mà bây giờ anh muốn hỏi cái giai đoạn dậy rồi. Em dậy thì rồi á, trong cái tư tưởng của em phải gọi là cổ hủ phong kiến á. Em không muốn đi xa, 100% là tình yêu của tụi em trong sáng, nó ngây thơ lắm. Tụi em giữ gìn cho nhau. Có đêm tân hôn không? Dạ có đêm tân hôn nhưng mà đêm tân hôn lại gặp nhiều trục trặc. Dạ rất là hồi hộp, chẳng biết làm gì hết. Nhưng mà cũng may á là sau tiệc cưới á, thì là tối đó là tụi em đi karaoke với một đám bạn thân. Thì có một chị đã lập gia đình rồi, thì chị mới tâm sự với em. Em mới ngồi, em nói chị ơi, tụi em quen lâu vậy đó nhưng mà chưa gì hết trơn. Tối nay em biết sao nữa, em lo quá. Chị bảo là phải như thế này nè, như thế này. Tối về có truyền đạt phải không? Dạ. Cái đêm hôm đó thì phải nói là em rất là rung bừng bực luôn á. Hầu như là em phải nhờ vợ giúp đỡ. Hai tụi em chắc là nói nhiều hơn hành động. Trời ơi. Sau khi cưới nhau rồi á thì em có nhận ra được cả chồng của em có một cái điều gì đó nó khác hơn so với trước đây không? Thì mới bất ngờ là anh thích xem hoa hậu. À. Anh cực kỳ thích xem hoa hậu. Bây giờ thậm chí anh hỏi anh xem là người nào tên gì, hoa hậu đó đăng quang năm nào, giải gì là anh nói được hết. Ủa, anh thấy đàn ông mà mê xem hoa hậu là chuyện bình thường đó, anh cũng đi xem bình thường thôi. Chị hơi thắc mắc gì nè, em mê hoa hậu như vậy tại sao không có ý định đeo đuổi một cô hoa hậu nào mà em lại là đeo đuổi vợ em suốt 10 năm như vậy? Em đầu tiên là tại lúc em mới 15 tuổi là em đã bị vợ em chiếm trọn trái tim rồi. Cái thứ hai là cái chiều cao của em không cho phép khi mà quen với lại người mẫu hoa hậu. Em lùn quá mà. Rồi chồng em ngoài mê hoa hậu ra thì chồng em còn có cái tính gì nữa không? Anh cực kỳ kỹ tính. Anh kỹ đến nỗi mà tóc em rụng xuống, anh lật đật anh chạy lại anh lượm, anh bỏ vào sọc rác. Kèm theo cằn nhằn nữa, tóc gì mà rụng hoài. Dạ. Hồi nãy giờ vợ em nói ưu và khuyết của em rồi, bây giờ vợ của em là khuyết và ưu của vợ em như thế nào? Vợ em thì là một người hay giận, giận vô cớ nữa. Em đi đâu không nói cũng giận, em làm gì không bảo cũng giận. Nhiều khi học sinh gọi điện thoại cho em hỏi thăm bài vở rồi cũng giận nữa. Em cũng không hiểu sao là học sinh lại quý ảnh như vậy nữa. Nhiều khi hả, ảnh đi dạy về thỉnh thoảng cứ đưa một cái lá thư tỏ tình, đưa một món quà học sinh tặng. Thấy chưa? Và không ngừng ở đó, có một số học sinh gọi hỏi trực tiếp, thầy ơi bây giờ con yêu thầy tính sao? Nhưng mà em biết là học sinh nó ngây thơ lắm, nó chỉ nói vậy thôi chứ nó không nghĩ sâu xa đâu. Chắc không đó, học sinh ngây thơ. Em sao vậy, tự nhiên em đốt nhà người ta. Em hay quá ha. Không, bây giờ thật ra bây giờ hôm nay nói chuyện nhau là có cái gì phải nói quỵt tẹt ra đúng không? Đó, anh muốn nghe một cái đợt xấu gì đó của chồng em mà là trong đời sống hàng ngày mà em phải gặp. Cực kỳ nóng tính. Cái gì có người này mà nóng tính? Ví dụ như mình đang nói chuyện như thế này, ví dụ rồi mình gọi thì anh nói là đang bận rồi, mệt quá anh nói đi. Nhưng mà thực ra với cái điều em kể chị thấy là đâu có nóng đâu. Em mà khi mà dựng lên hay là nổi nóng á là đồ đạc nào gần tay em là em cầm em chọi hết. À, em chọi chỗ khác chứ không có chọi vợ em. Ghen vợ hả? Dạ ghen chứ. Ví dụ như là lúc nào cũng muốn vợ xinh đẹp, đồ đẹp, gáy là phải ôm có đi phép để tôn dáng vợ lên. Thế mà đi ra đường á, ai mà liếc mắt nhìn cái là kéo áo lên, kéo váy xuống khép chân lại. Thôi vậy kể từ lúc này thì anh chỉ nhìn em thôi, anh không bao giờ nhìn vợ em nữa. Vậy thì cái tính hay ghen của em á, em có kiểm tra vợ không? Chắc là vợ kiểm tra em. À, kiểm tra em hả? Ừ. Em thường xuyên gọi điện thoại, ủa anh đang ở đâu vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Anh đi với ai vậy? Anh ăn gì chưa? Lúc đó là em bực bội đó. Tức là vợ thì kiểm tra chồng bằng cái hình thức đó. Dạ. Rồi có khi nào em bị chồng kiểm tra trên một cái hình thức khác chưa? Đó, kiểm tra. Chồng
chồng em kiểm tra chắc chỉ kiểm tra răng em. Ủa là sao? Tại vì anh quá kỹ tính và quá sạch sẽ. Nên một ngày anh bắt em đánh răng 2 lần. Đối á, mà em hỏi mà đánh răng chưa, mà giả bộ mà nói đánh rồi á là em sẽ kiểm tra. Vậy em nhìn nó làm cái đánh răng chưa là rồi liền. Hèn gì nãy giờ nhìn vô hàm răng vợ bạn thiếu trắng tươi à. Trời ơi. Vậy bây giờ đó thì em muốn vợ em có những sự thay đổi gì? Bớt dựng vô cớ lại, cho em cái sự thoải mái á. Thế còn em muốn thấy chồng em thay đổi cái gì? Bớt nóng tính lại, chịu khó lắng nghe vợ. Chị chưa gặp một cái cặp lạ lùng mà nó lạ kỳ mà nó thi vị như là cái cặp vợ chồng của tụi em. Tại vì tụi em đã trải qua một cái quá trình gắn bó 10 năm yêu nhau như vậy. Đó là một cái khoảng thời gian mà nó không phải là ngắn. Nhưng mà nó đặc biệt hơn những cái tình yêu khác là vì nó xuất phát từ lúc mà em còn là gọi là thiếu nhi. Đó, cho nên là em giữ gìn nhau nó cũng chẳng khó khăn gì. Bởi vì sao? Ghen của vợ em á, nó là một cái bản năng của phụ nữ. Tất cả các bà vợ trên đời đều có những hành động cử chỉ đó khi còn yêu chồng mình. Nhưng ngược lại, chồng em mà nhiều học trò thần tượng như vậy, có nghĩa là chồng em là một người rất là tốt, người thầy rất là tốt. Cho nên cái chuyện đó là em thấy hãnh diện. Tiên kinh dị quá. Bây giờ thôi, không cưới xin gì hả? Dạng đồng giả hết đây. Cái này là lễ đồ. Thấy cho bỏ ghét. Và tiếp theo sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Chồng gái lắm. Rồi. Ở nhà chắc là ông xã em là rất là ga lăng với em đúng không? Dạ. Phải không? Chăm chút và săn sóc em cẩn thận lắm đúng không? Nhưng mà đôi khi cũng dữ dằn lắm anh. Dữ dằn lắm dạ. Không? Rồi, để coi cái chuyện dữ dằn đó chút nữa đi ha. Dạ. Bây giờ hai bạn giới thiệu về mình. Em là Lê Tuấn Thọ, đang công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất. Em là Nguyễn Kim Dung, em 25 tuổi, đang là nhân viên công tác tại trường tiểu học. Ê, rồi hai người gặp nhau trong trường hợp nào? Em và vợ em gặp nhau trong trường hợp là người chị ngày xưa làm cùng có gọi em đi cà phê, giới thiệu em một người bạn của chị cho em. Nói chung là em không ấn tượng gì với ảnh hết trơn. Ấn tượng đầu tiên kinh dị quá. Cái lúc mà em vô anh nhìn ảnh em nói trời, chắc giới thiệu người này chắc cũng phải được. Làm chung với chị em mà chắc là phải được trai lắm. Em vô em nhìn em hết hồn luôn chị. Ủa sao vậy? Vô, trời ảnh áo đá banh, mang quần đi làm, quần xanh á anh. Rồi mang dép tổ ong. Nhìn em nói trời ơi, cô gái mặc đồ kinh dị quá. Tại sao em mặc gì kỳ cục vậy? Dạ, do là em mới ở quê vào đi chơi thì cũng không nghĩ là mình phải ăn mặc đẹp. Rồi mình có nghĩa là mình mặc theo cái gu của mình thấy như vậy là ok rồi. Nên là mình không có nghĩ là cô lại ấn tượng xấu như vậy đúng không? Cái vẻ bên ngoài đầu tiên. Nhưng mà bữa đó thì em thấy sao, đẹp không? Nói chung là em rất thích cái kiểu cô ấy mặc, em rất thích cái dáng của cô ấy là mặc. Đúng khoảng em luôn. Có nghĩa là cái phọt của em là cái phọt ông địa đúng không? Rồi đến khi nào thì em mới có cảm tình với ông này? Dạ thì em cũng không có cảm tình với anh đâu anh. Cái lúc mà thời gian tìm hiểu nhau á là em rất là thích hành hạ. Trong những cái ngày tháng mà em quen vợ em á, rất chia cực khổ. Cực cơ lắm hả? Cực lắm anh ạ. Nghĩa là đi uống cà phê là một tuần là 3 buổi. Nhưng mà đi uống cà phê không bao giờ em đi một mình á. Tại lúc đó có thích đâu. Cho nên là hả em đi một lần là em rủ 4-5 người vậy đó, chẳng trả tiền vậy đó chị. Tiền chơi. Dạ. Đang đi nửa đường, gần tới quán rồi. Bây giờ vợ em gọi điện mà. Bây giờ mình đói lắm. Mình muốn ăn sầu riêng. Mình muốn ăn chôm chôm Thái. Bây giờ bạn mua giúp mình nhá. Thế lúc đó cũng không biết là sầu riêng hay là chôm chôm Thái bán ở đâu cả. Thôi cũng cố gắng để đi tìm bằng được. Đến khi mua được cho cô ấy thì đến thì nếu mà đúng cái sở thích của cô ấy thì cô ấy ăn. Không đúng là cô trẻ thì cô ấy giận dỗi. Bị hành hạ kiểu đó mấy tháng? Bị hành hạ 8 tháng. 8 tháng? Trời thôi ơi. Thì coi thấy ghét không? Em vậy là quá kiên nhẫn. Mà gặp chị là chị bỏ rồi đó. Mà có biết mà sao không? Nói chung là em cũng thử ảnh xem là anh này quen mình có chân thành không á chị. Nhiều người ta quen nhau, nhiều người thấy người này đòi hỏi quá, cái nói là sao con này đòi hỏi quá, thôi tao bỏ. Nhưng mà anh cũng chân thành lắm chị, đeo tới cùng. Chiều tất cả những gì mà em muốn. Dạ em muốn là ảnh chiều hết. Bữa đó cái điện thoại em nó hư chị, em mới nói là trời điện thoại hư rồi. Em gợi ý cho ảnh á, cái ảnh mới nói là thôi để anh mua tặng em cái điện thoại. Em không chịu, em nói cho em đòi cái gì. Nói thôi mua cái gì mà được có chụp hình, quay phim rồi lướt Facebook đồ gì được. Cái ảnh mới nói là thôi vậy mua cho em cái con iPhone 4 á chị. Em nói không, em không thích đâu. Cái em đòi iPhone 5. Anh nói là anh không đủ tiền để anh mua cho em. Em giận không biết rốt cuộc kiếm đâu ra mua được em cho em cái iPhone 5 đó. Tôi mua cho cái điện thoại cùi bắp rồi.
Nhưng mà cho anh hỏi là lúc đó làm lương tháng bao nhiêu mà dám mua cái điện thoại iPhone 5? Lương em có chưa đầy 3 triệu. Em suy nghĩ sao nếu mà, nhưng mà như như chị nói đó, nếu mà chị gặp vậy là chị bỏ rồi đó. Nhưng mà tại sao em không bỏ? Em hay quá vậy? Là lúc đó em thấy mình bị hành hạ nhiều quá, đòi hỏi nhiều quá. Thì mình cố trong lòng mình cố là dặn lòng mình là phải tán cho bằng được. Để khi mà tán được rồi mình đá gói cho. Bỏ biết thế nào là lễ độ. Đá cho bỏ ghét luôn. Đá cho bỏ ghét. Bán cho bỏ ghét. Còn tốn tiền quá mà. Còn sao nữa rồi. Rồi coi như là em coi như 8 tháng là đổ hả? Dạ. Là cô ấy đổ hả? 8 tháng là lúc đó cô ấy mới chịu có cái tín hiệu có cho cái tín em hiệu. Rồi, dành tình cảm cho em. Rồi sau đó có đòi lại không? Phải tính lại chứ. Dạ có, xém chút là không có cưới xin gì luôn. Bữa đó là một đám cháu em ở dưới Bình Dương lên. Một đám cháu đó bây giờ. Cũng vậy thôi, tại vì bạn thì giờ cháu thì cháu em mới đi ăn gà rán. Em mới nói là em đang ăn gà rán nè, thôi anh chạy ra đi. Nó nói thôi anh không ra đâu, em ăn lẹ nên em về. Sợ đó. Đúng là có sợ thật. Sợ đúng không? Mấy lần trước nó bị quả lừa như vậy rồi. Bây giờ trễ quá, tin vô anh la em. Em đi đâu, giờ này em mới về. Đó, để anh chờ nãy giờ. Đó, cái em nói chỗ anh nói chuyện nhỏ nhẹ thôi. Không có nhỏ nhẹ gì hết, đi đâu nãy giờ để chờ. Cái em mới nói hả, chỗ bạn nói chuyện gì kỳ quá, chưa cưới mà bạn vậy thôi. Tôi thấy bạn vậy không được rồi. Cái bạn này nói, bây giờ thôi, không cưới xin gì hả, dàn dòng trả hết đây. Thôi, thẳng đường luôn hả? Em hỏi tội em trả luôn. Trả đây à? Dạ, em đuổi về chị. Đuổi về mà, cũng đi về. Đi về được chừng 5 phút cái hoành vô, cái xin lỗi là thôi anh trả. Nhưng mà em giận quá, em không có chịu. Không có chịu là giận chứ chị mà. Vậy là chị cũng giận dữ lắm á. Em mới nói là không có cưới xin gì hết. Cái anh này anh sợ quá anh khóc. Nhưng mà cái lúc đó bạn khóc là khóc thiệt hay khóc giả? Khóc đấy là khóc thật. Tại vì sao? Tại vì sợ đúng không? Hai bên gia đình đã biết nhau rồi mà lại lỗi của mình đó. Mọi người biết, mọi người lại cười mình. Sau khi cưới nhau thì như thế nào? Rồi mỗi lần giận nhau có đòi lại tiền nữa không? Đâu có trả đâu chị. Dễ gì đúng không? Trước còn sốc nổi là nè, bây giờ dễ gì. Ai nghe giờ hỏi thật nghe, cưới nhau về vợ quản lý chi tiêu chặt không? Vợ quản lý chi tiêu rất chi là chặt. Phát chặt nhẹ đúng không? Ngày chỉ phát cho 100 ngàn. Tại vì ăn cơm là em đã nấu cho ăn, chung là xăng em đổ đi chung 100 ngàn, đó là chỉ có uống nước thôi. Nhiều khi anh đói cái gì anh ăn thêm thôi. Nhưng mà chồng em có cái tật là ăn sang lắm chị ơi. Thay vì buổi sáng em nói là thôi ăn cái gì vừa phải thôi, đến trưa mình ăn nhiều hơn. Không, sáng ăn tô phở 35 ngàn, nhiều khi đói có 2 tô là hết 70 ngàn. Trong khi đó em ăn sáng có 10 ngàn. Nhỏ vậy. Con mà ăn cho ấy đó, cho mập đó. Ăn nhiều lắm chị. Thật lòng á, cái tâm lý của em á, là em muốn á, là em sống với bạn em á, nó rõ ràng. Sòng phẳng. Chứ em không muốn là mình thiếu tiền bạn lại giả cho mình. Có nghĩa là tâm lý bây giờ cho đến thời điểm này là hơi bị ức chế về cái vấn đề là bị quản lý tiền đúng quản không? Quản lý tiền chặt quá. Có yêu cầu nghĩa là cho thêm không? Yêu cầu là cho thêm một ngày thêm đôi 300 nữa. Thật ra là thế bây giờ thu nhập thì bao nhiêu mà đòi một ngày thêm đôi 300? Nói chung thu nhập của ảnh giờ cũng 7 triệu một tháng á chị. 7 triệu, dạ. 7 triệu. Thì nếu như một ngày mà 100, mỗi ngày 100 là 3 triệu rồi. Là 3 triệu, dạ. Thêm đôi 300 nữa thì lố hơn con số 7 triệu đó, dạ. Đúng không? Lấy tiền lương của vợ đắp qua. Chồng em bù qua sớt lại mà. Dạ chồng em á hả chị, đi nhậu về mỗi lần nhậu xỉn về là bắt đầu ghen với người cũ chị. Nói một câu, tôi đâu có bằng người trước của cô đâu, tôi đâu có bằng. Tự nhiên nói vậy đó chị. Chạnh lòng đó. Nói cầu vậy cái đi ngủ. Đút suốt ngày nhậu vậy rồi. Nhưng mà phải có ức chế gì đó cho nên về mới nói. Không, cũng có một xíu. Tại vì vậy nè Thuận, anh ấy đến với cô ấy là tinh khôi. Trước đó là anh ấy chưa từng có người yêu. Trong trắng không? Trong trắng luôn ạ. Đó, trong trắng luôn. Trinh nam. Bình thường thì đâu có nói được. Những lúc mà nhậu vô là ức. Thực ra cái mong muốn của hai bạn này á, nó không có cái gì lớn lao để mà hai bạn không thực hiện được, đúng không? Xớt qua xớt lại một chút xíu. Còn rất nhiều thời gian ở phía trước để tìm hiểu nhau, để mà có thể là thống nhất, kết nối với nhau trong một cái gia đình hạnh phúc. Đồng ý không? Ngày nào đó anh sẽ che chở và lo cho em suốt đời. Anh này cũng tâm lý, em cũng siêu lòng. Mấy chị nói là này không có chắc chắn. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo.
mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Ngô Hoàng Đại Long, 30 tuổi, là nghiên cứu viên. Đó. Ngô Hoàng Đại Long, tôi là Ngô Đặng Hồng Vân. Dạ. Vậy là tụi mình chung nhánh, chung chi gì đó. Tôi là Tô Hòa Thuận. Xin chào anh Rồng Lớn. Còn em? Em tên là Trần Thị Phương Yến, dạ năm nay 27 tuổi. Em là nhân viên dược. Một người là một con chim yến, một người là một con rồng. Thế thì chuyện tình giữa con chim yến và con rồng như thế nào? Dạ, để em kể. Lúc đó là em bị thất tình. Em gái của em giới thiệu em là có một cái cô bạn cũng rất là đẹp, cũng đang thất tình. Thôi thì anh hai làm quen thử với cô ấy đi. Rồi sau đó cô này thì cũng nhắn tin hỏi thăm, rồi mình cũng nhắn tin qua lại. Rồi cái quyết định đi đến gặp cô ấy coi như thế nào. Và ngay lần đầu tiên gặp cô ấy thì em chỉ nói có một câu, mà câu đó đi theo suốt đời với em. Câu gì? Dạ, em nói là một ngày nào đó anh sẽ che chở và lo cho em suốt đời. Rất là ngôn tình, nói chuyện rất là rồng lớn, che chở đúng không? Cái người mà ta cầm chịch lớn ta mới dám nói điều đó chứ. Rồi thế thì con chim yến nghe câu đó xong cái phản ứng của em như thế nào? Lúc mà gặp anh này nè, anh này cũng tâm lý nên em cũng siêu siêu lòng. Rồi đến khi nào thì mới siêu luôn? Khoảng một năm sau. Điều gì ở Yến mà khiến em phải nói một cái câu mà gọi là chở che? Thật ra thì ngay lần đầu lập nhau thì thấy cô ấy rất là trắng trẻo, xinh đẹp, cao ráo mà lại cùng quê nữa. Thì cái đó là một trong những cái điểm mà em thấy là em quý mến và em nói bộc phát từ từ trong cái tấm lòng của mình. Dạ. Và khi yêu nhau thì có cái có gì khó khăn không? Tình yêu của bạn rất là nhiều ạ. Tại sao khó khăn? Bên vợ em lúc bây giờ, tức là mấy bà chị á, là không có chấp nhận em, tại vì ông trai mà đen nè, xấu nè, lại chưa có cái sự nghiệp gì nữa mà đã tốt nghiệp đại học rồi. Nên mấy chị nói là này không có chắc chắn, cũng thấy hơi buồn, hơi chạnh lòng. Là phía bên nhà vợ. Thế còn nhà em có đồng ý vợ em không? Hỏi Yến nè. Dạ, lúc đó anh đang học thạc sĩ, ba chồng mới nói là thôi đợi anh Long học xong thạc sĩ rồi mới tính chuyện đám cưới. Coi như lúc đó ba chưa chịu đó, nhưng mà vẫn không chịu, bên ba mẹ em không ai chịu. Coi như là hai bên không ai chịu ai. Rồi làm sao làm đám cưới? Dạ thì mẹ của vợ em thì nói với mấy chị là củi tre thì dễ nấu, mà chồng xấu thì dễ xài. Cho nên là mẹ đồng ý chấp nhận con quen, nhưng mà con phải nói với gia đình là bỏ cao vậy đó. Thì nhưng mà ba em thì hơi căng. Cho nên là không biết sao cái mới đi với một bạn, nó quen với một cái bạn, mà cái bạn đó thì đã một đời chồng rồi, mà hai người đó cũng yêu nhau cũng mãnh liệt nữa. Cái lúc đó em nói mình sát bên vậy không, mình giữ không được. Thì mình rất là dở. Cho nên là đêm đó là em về viết một bức thư, viết kể dài rất là nhiều trang giấy, rồi hứa, rồi cam kết, rồi này kia. Thì ba mẹ hai bên bác cam kết 6 tháng sau mới được phép cưới. Ừ, thôi gì cũng vui, cũng coi như là mình đạt được cái mong muốn của mình rồi. Nhưng mà bây giờ thì cha mẹ hai bên đã vui vẻ hết tất cả với con dâu, với chàng rể rồi đúng không? Dạ, bây giờ ổn hết. Thôi, bây giờ là đã xong rồi, còn lại là hai đứa thôi. Dạ. Là sau hôn nhân nè, vợ thấy thương chồng không? Coi như là chồng vì quá yêu mình á, vượt qua rất là nhiều những cái khó khăn để đến được với mình á. Thì chắc chắn là sau khi lấy nhau rồi chắc là anh không có cái điều gì mà để em phải giống như cái câu đầu tiên anh gặp em anh nói đó, là nghe là anh sẽ có đúng che là chở che chở không? Dạ, anh cũng có nhiều tật xấu lắm anh. Bây giờ mình kể tật xấu đi em, kể cho ông cười lại coi. Dạ, anh không biết sửa điện nước, nhà ống nước hay là bóng đèn hư cái để đó vậy. Ủa sao em nói anh vậy? Đâu phải ông nào biết làm mấy đó đâu. Không biết nè, anh đâu biết nè. Coi như không biết làm cơ khí nè. Dạ. Rồi gì nữa nè? Dạ, lúc mới cưới về ảnh ham vui lắm. Ảnh đi chơi mà ảnh nói dối em. Bữa đó là hôm mấy Tết á, trưa em nghỉ trưa ăn tiếng á, em định là chạy nhà ăn cơm với ảnh cho ảnh vui, để ở nhà mình buồn. Chạy về nhà thấy đi đâu mất tiêu rồi. Mà gọi điện á hỏi anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà nè. Xong cái tắt máy luôn. Cái là nói dối. Nghĩa đúng nói dối. Chồng em á là một người như đúng cái từ, cái người đã hy sinh để có được cái gia đình như thế này, thì chắc có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ giữ một cái gì bí mật của riêng mình, đúng không? Dạ không có. Lúc hai đứa dọn về ở chung á thì ảnh có đem theo một cái rương. Ảnh dặn với em á là cái này á đồ riêng của anh, em đừng có mở nha. Em tật em thì tò mò, ảnh đi làm không ở nhà, cái em ở nhà em khui. Em phui ra. Rồi bí mật trong đó là gì? Ở trong đó có
hình bạn gái cũ nè, thư nè. Nói chung là không phải một cô đâu mà nhiều cô lắm. Ây chà, rồi sao? Dạ, em tức lắm. Ông dặn em là đừng có mở rồi, không lẽ giờ mình nói mình mở ra mình thấy đó cũng kỳ. Cái mà tức quá ngủ không được. Xong cái nửa đêm 11 giờ á, em kêu anh dậy mở gương ra, bắt rồi lấy hình, lấy thư rồi đem đốt hết. Còn có giận không? Dạ, đốt xong hết giận. Vậy lúc đó là chồng cũng phải nghe theo để mở rương đúng không? Nghe nhưng mà buồn lắm anh. Tại vì cái tính của em nó có một cái rất là lạ, đó là em thích có gì đó nó bí mật, nó có gì đó giống như một sự riêng tư của một người đàn ông vậy. Em không thích bị tổn thương, nhưng mà lúc đó tại thương vợ quá cho nên là hy sinh luôn. Nhưng mà tiếc lắm, tại vì có những cái thư mà từ thời tiểu học em còn giữ lại nữa. Tại vì cái đó là một cái kỷ niệm mà phải nói là ngay cả thời đại bây giờ đâu có ai còn sử dụng thư nữa đâu. Bây giờ mà tiếc vậy. Em đừng có nói cái rương là cái rương bí mật, hiểu không? Tại vì em đã nói cái rương bí mật thì bà này bà biết rồi, mà em không đốt thì bây giờ bên này bị tổn thương nặng hơn, đúng không? Ấy kia tao nói nè, em ơi cái rương đó em mở cho coi đi. Mở đi, mở đi. Bảo đảm mà không mở. Rồi, còn gì nữa không? Dạ hết. Để lòng. Con rồng kể tội con chim nè. Vợ em tính khí nó hơi thất thường. Tức là ví dụ như sao? Nóng cái gì là nóng dữ lắm, nóng luôn, nóng giống như là đổ xăng đổ lửa vô vậy. Nóng là nóng bất chấp luôn, không có kiềm chế được cái cảm xúc được. Dạ. Dạ, nhiều khi em cũng sợ lắm, sợ gây ra nguy hiểm. Với hai nữa là em không thích cằn nhằn. Ví dụ như em có cái tật là như vậy nè, em ở trong nhà vệ sinh là em đọc sách, ngồi riêng tư cũng đọc sách thì đừng có gõ được, can thiệp vô. Tại vì em là dân nghiên cứu mà, cho nên là em có những cái nhiều người ngồi là, mình khi ngồi trong cái chỗ đó mình feel lắm á. Em như vậy đó, cái gõ câu hoài xong cái tới chừng ra xong cái nhằn nghe em mệt quá. Em muốn là bà vô đây mà đứng với tôi luôn nè. Em mong muốn Yến thay đổi gì? Phải bình tĩnh lại. Cái kinh nghiệm em xương máu là em lấy được vợ em là em cũng thấy là do em bình tĩnh cả. Cho nên là cái bình tĩnh là phải giải quyết được hết. Cái thứ hai nữa là cái tương lai nó rất là dài, cho nên là nếu mà xác định được mục tiêu nào là phải đi đến tới đích, chứ đừng bỏ ngang giữa chừng. Chứ em chỉ mong muốn vậy thôi. Còn Yến? Dạ, em mong muốn anh là lo cho gia đình nhiều hơn, quan tâm tới công việc nhà nhiều hơn xíu nữa. Vậy là em vui rồi. Chị muốn hỏi là lý do gì mà em không kềm được cảm xúc vậy Yến? Dạ, tính em hồi đó giờ vậy á chị ơi. Từ hồi nhỏ luôn á hả? Dạ. Cái cơn mà dữ nhất của em mà lúc không kềm chế được cảm xúc là em làm cái gì? Cãi nhau với ảnh á, em đập điện thoại xong rồi em dắt xe ra em đi. Dạ. Là cái cơn đó là nóng nhất đó hả? Dạ, có mấy lần đập điện thoại xong rồi hình ly dị đồ luôn á. Vậy đó hả? Phóng xe đi xe máy à? Dạ. Rồi những lúc đó nguy hiểm lắm á. Ủa Yến là có con chưa? Dạ có rồi, con gần 2 tuổi rưỡi rồi. 2 tuổi rưỡi rồi. Dạ. Mà con gái hay con trai? Con gái à. Con gái. Đó, thì chị mới nói là chồng em á nói đúng á, có nghĩa là mình bình tĩnh, mình sẽ làm được rất nhiều việc, nhất là mình là phụ nữ nữa. Thực ra thì phụ nữ thì luôn luôn phải là một cái bát nước để mà ví dụ như nhà mình mà có cái chuyện gì đó thì mình sẽ là cái người mà tưới cho cái ngọn lửa đó nó bớt nóng đi. Thì theo chị thì em nên tập lần lần. Lúc đó em giận chồng đúng không? Đừng thèm nghĩ tới chồng, nghĩ tới con, kềm hãm bớt lại. Thứ nhất là mình giữ bản thân mình. Nhiều khi em đi ra đường, nhiều khi ngay lúc đó em chưa kềm được, em bước chân ra đường lỡ có chuyện gì thì sao đúng không? Rồi ví dụ đi, rồi mình đập đồ đập đạc đi, mình nói ví dụ lỡ đi đập bậy cái nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà lỡ mà cái tô đó mà nó văng vô cái tivi rồi lỗ nữa. Đúng không? Chị nói ví dụ thôi. Ảnh hưởng cho mình là trước hết đã, đúng không? Thì theo chị thì Yến kềm bớt cái đó giống như cái sự mong muốn của chồng em. Đó, còn riêng với chồng á thì chị thấy vậy nè, em giữ cái riêng tư cho bản thân em, điều đó là đúng, nhưng chị nghĩ đó chỉ là công việc thôi. Còn với cái tình cảm á, nhất là những cái gì đã qua rồi quá khứ, em quên hết đi. Em đừng có giữ lại nữa, bởi vì nó không mang lại một cái điều gì tốt đẹp cho cái mà em đang có hết trơn á. Cho dù đó là kỷ niệm đẹp mấy đi chăng nữa, quên hết đi. Cái hiện tại mới là cái của em. Hiện tại và tương lai em phải biết giữ. Đó nha. Còn nếu mà anh ấy yêu cầu một cái gì đó riêng tư về công việc thì mình đồng ý liền. Nhưng mà tình cảm không có riêng tư được trong chuyện này. Đó, quan điểm rõ ràng rành mạch là như vậy. Nếu mà anh muốn tôi bớt nóng bớt khùng, anh quên những cái chuyện quá khứ tình cảm vớ vẩn của anh đi. Ha, đúng không cưng? Dạ. Đó, rồi vậy thôi. Khúc mắc là chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi, cảm ơn Long Mỹ. Dạ, cảm ơn anh chị. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc. Cảm ơn rồng lớn với chim nhỏ. Xin mời, xin mời. Xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, em tên Phạm Chí Kiên. Em năm nay 36 tuổi, em làm bên cái ngành xây dựng. Em tên là Phạm Thị Hoàng Oanh, em 26 tuổi, hiện em làm biên tập viên. Tức là chồng hơn vợ 10 tuổi phải không? Như vậy là chắc chắn là không không thể nào mà quen nhau ở gọi là trong trường học hay là lý do nào mà các bạn gặp được nhau vậy? Dạ, là cũng vì cái tính chất công việc của em lên ngành xây dựng.
thì bên gia đình của Oanh đó, là lúc đó là có một cái dự án, coi như là bố mẹ của Oanh mời mời bạn đến để mà thực hiện cái công trình đó, đúng không? Dạ, khi đó không có Oanh ở nhà thì em có nhìn vào cái góc học tập của Oanh đó thì có thấy rất là nhiều bằng khen và huy chương, thì em mới thấy là cô này cô học giỏi, nên thành ra là em có để ý. Và em mới hỏi là mẹ vợ em bây giờ đó là cô ơi, con gái cô thấy là rất là học giỏi, cô có thể gả con gái cho con không? Lúc đó là chưa hề biết. Thuận Âm, mai mốt em có té em báo trước giùm nha. Một người mẹ của người mà mình muốn cua mà cô đâu, cái này là người ta đi đường tắt mà đặt thẳng vấn đề luôn. Tức là Kiên là đến được với Oanh là thông qua đường phụ huynh. Thì mẹ vợ bây giờ thì mẹ mới nói em, nếu mà con thích thì con về con thưa với ba má con, lên đây thì cô gả cho. Em về em cũng thưa với ba má, thì ba má chỉ nói một câu thôi, gia đình này cũng là gia giáo đấy, có thể là con có thể tiến tới được. Năm đó là 29 tuổi rồi. Rồi thì hàng ngày thì Kiên có thường xuyên qua bên nhà của Oanh không? Dạ, thì em sang 3 ngày mới chờ được gặp Oanh. Thì gặp em rất là tự nhiên thôi. Ủa em mới đi học về hả? Giống như là quen rồi. Lúc đó em sao? Dạ thì em thấy là ảnh rất là tự tin. Tự tin? Dạ. Ảnh nói chung là ảnh tán mình rất là nhanh chóng và công khai. Tự nhiên. Dạ đúng rồi, tự nhiên. Giống như ảnh đã quen với mình từ hồi nào, rất cả nó rất là thân thiện. Rồi tự nhiên tới mức mà sẵn sàng bây giờ rủ Oanh đi chơi liền không? Dạ không. Thì em có rủ Oanh, em có rủ Oanh đi chơi, nhưng mà trước khi rủ thì em có hỏi, tại vì em được sự tiếp sức của phụ huynh mà, nên em hỏi trước phụ huynh. Dạ em xin phép cô cho con mời Oanh đi ăn đi uống. Rồi cô thì mẹ vợ mới nói là thì cái đó con rủ được thì con rủ. Bật đèn xanh. Dạ bật đèn xanh. Thì em mới vào và em nói với Oanh, anh ơi anh xin phép mẹ rồi, bây giờ anh mời em đi ăn đi uống, đi hát karaoke, nói chung là những cái trò chơi làm mạnh vậy. Thực ra thì nói em nghe, thực ra cái chiêu của Kiên á là đúng là cao thủ võ lâm. Còn em sao, lúc đó khi mà em được cái lời đề nghị đó thì là mẹ cũng đã đồng ý rồi, thì nói chung là có dịp đi chơi đi ăn thì em cứ thoải mái chơi luôn. Thôi đã được sự chấp thuận, có chuyện gì mẹ chịu. À, bên này rủ bên này chịu. Vậy là phải tiến tới một cái chuyện là thỏa tình. Dạ. Thì 3 tháng sau em nghe là đi chơi suốt nghe là 3 tháng sau. Thì 3 tháng sau thì nhân cái dịp đó mà đi công tác ở Hà Nội, thì lấy hết can đảm lúc mà lên máy bay á, thì lấy hết can đảm nhắn cho một cái tin, em ơi em có thể làm người yêu của anh được không? Nhắn xong tắt máy luôn. Vừa sợ mà vừa không biết người ta sẽ trả lời mình sao. Rồi tới Hà Nội, sau khi máy bay dừng lại mở máy lên thì bỗng nhiên là niềm vui nó vỡ òa. Dạ chính xác, cái câu trả lời mà em nhắn á là cơ hội thì lúc nào cũng có, quan trọng là anh có biết nắm bắt hay không. Có nắm bắt không? Thì em sắp xếp cái công việc trong khoảng 3 ngày là em về, là bắt đầu là từ lúc đó là tụi em chính thức là gọi là quen nhau. Dạ. Nhưng mà sau cái cuộc tỏ tình đó là tụi em cái cuộc hẹn hò lần đầu tiên mà không cần thông qua phụ huynh. Dạ. Ảnh nói với em á là ảnh rủ em đi qua một cái khu biệt thự ở quận 2 chơi. Em tưởng tượng ra là cái khu biệt thự á thì chắc chắn là nó rất là đẹp, nhà rất là sang trọng, rồi ảnh đi qua đó, ảnh đã rủ mình qua đó thì chắc chắn là bên đó có cái gì đó hay ho để mà chơi. Nên là nói chung là rất là hồi hộp lần đi chơi. Không may cái ngay hôm đó thì lại có trời mưa rất là to, cái hai người mới tấp vào nghỉ một chút xíu cái lại đi tiếp, nhưng mà cứ đi một quãng là nó có một cái vũng nước mà cái ổ đó lúc là đó chắc là ổ voi đấy chứ không phải ổ gà đâu. Cái xong rồi cái ảnh cố ảnh vượt qua được cái vũng nước đó, đi tới giữa vũng nước xe tắt máy. Rồi sao? Tắt máy cô ngồi trên luôn. Thì lần đầu tiên mình rủ, mình đâu dám cho cô lội xuống nước. Mặc cái váy tới đây. Mặc cái váy. Rồi bắt đầu em xuống đẩy xe qua khỏi nước. Thì đề không nổ.
mà xung quanh thì không có một tiệm sửa xe nào. Thế là mình phải đẩy hoài. Mình anh sửa, anh ngồi, anh phải ngồi anh sửa. Mình sửa gần một tiếng đồng hồ. Rồi đi vào trong thì gặp ông bạn bên trong. Tại vì thường thường là em đi khu nào chơi đó là thường thường cũng kết hợp với công việc là chính. Em vô nói chuyện xong thì khi mà mình đi ra thì chỉ có một đường đi ra thôi. Thế là cũng phải chạy qua nữa, lại đi một lần nữa. Chơi máy nữa. Lại gặp chết máy lại sửa tiếp nữa. Ông trời ông đặt để rồi, tình yêu sông núi rồi. Bây giờ phải cảm ơn tổ thôi rồi, cảm ơn trời mưa. Chắc em lại phải ngồi chờ thêm một tiếng đồng hồ nữa. Lúc đó rất là cảm thấy rất là bực mình, anh không có biết rút kinh nghiệm gì hết. Thì không rút kinh nghiệm được, tại vì có một đường đi ra, một đường đi vào thôi. Trời ơi, cái lần hẹn hò đầu tiên mà không thông qua phụ huynh nó nhiều, gặp gần trắc trở quá hả? Dạ. Nhưng mà lần sau á là rủ đi có dám đi nữa không? Dạ có. Cái vấn đề là ra chỗ. Cái lần sau á ảnh biết rút kinh nghiệm hơn lần trước. Ảnh không đi xe máy nữa mà ảnh đi xe hơi. Thấy chưa? Phải thay đổi chứ. Dạ, nhưng mà vô tình hôm đó cái xe của ảnh cái kiến bị hư. Đúng rồi. Dạ. Cái kiến nó không có quay. Dạ đúng, mưa. Nó không có quay năm lên được. Sáu mình mưa rất là lớn, mưa ngập hết. Đi xe hơi mà dạ. Kiến không quay lên. Ông gặp mưa thì coi giống như đi ngoài đường rồi. Mà ông mưa phải mà mưa đi xe. Dạ chính xác là như vậy á. Rồi cái ảnh mới tấp vô bên đường cho em mua cái áo mưa. Cái em hỏi làm gì, cái ảnh bảo là lấy áo mưa treo lên đi tiếp. Trời ơi, vậy à. Là quá ấn tượng trời ơi. Sao hôn nhân thì có những cái trục trặc nào mà tương tự như vậy không? Làm như số hai bạn gắn với nước hay sao á? Có mưa đâu? Dạ, cái lần đi ăn buffet đó thì không có mưa. À, để buffet không mưa. Tức là sau khi lấy nhau rồi đó. Dạ, dạ, sau khi lấy nhau rồi thì nhân cái dịp 14 tháng 2 thì hai vợ chồng dắt nhau qua nhà hàng Chăm Chăm bên quận 7 á. Là ăn tiệc 14 tháng 2. Thì bên đó nó tổ chức cái tiệc buffet lớn lắm. Thì em có công việc, em ra ngoài em nghe điện thoại. Em nghe điện thoại thì em vào thì thấy bà xã đã đưa ra những cái con giống con hàu. Mình vào mình hỏi, ủa sao con này nó giống con hàu mà nó lớn hơn em? Cái nó chắc ở đây nhà hàng lớn nó cho con lớn á. Hai vợ chồng mình vui ra ăn. Mình vừa ăn được một nửa thì cái anh bầu đoàn, anh tới, anh nói nhỏ, anh ơi, cái con này người ta phải nướng lên người ta mới ăn được. Để tôi lụm ghế ra. Còn sao nữa tiếp đi. Mình rất là mắc cỡ, em rất là mắc cỡ. Nhưng mà chấn tĩnh lại được liền. Nói em ơi, anh chị đi ăn thường thường anh chị ăn như vậy không mà. Anh chị không bao giờ nướng đó. Ở bên nước ngoài là người ta ăn sống không em. Trời ơi. Mình nói như vậy mà không dám nhai. Để nó quay mặt đi chỗ khác rồi mình. Nói chung là cái lúc đó em thật sự là rất là mắc cỡ. Phải chỉ có một cái hố chắc là mình chui xuống đó được. Dạ, tại vì em nghĩ thì con này thì chắc nó cũng giống như là con hầu thôi. Chứ thế là cứ đem ra hai vợ chồng ăn. Nhưng mà chính ra chị thấy cái hành động đó đó là nếu mà là chị sẽ rất là ấn tượng. Mà chị sẽ rất là xúc động đúng không? Dạ, em đúng có cảm rồi. Giác giống như chị không? Tại lúc đó em cảm thấy là ảnh rất là nhanh trí. Ảnh nói chuyện ngay với lại cái anh bồi bàn đó là cứu mình một cái bàn thua trong tháng luôn. Để cho mình không có phải xấu hổ. Nhưng mặc dù là khi mà anh đã vừa mới quay đi là cái bắt đầu cái ảnh lại ra hết. Trời ơi, có một chồng tuyệt vời như vậy em là ước mơ gì nữa? Cái mà cái điều mà em chưa hài lòng với vợ em là cái gì? Dạ, em không hài lòng nhất đó là cái vấn đề vợ suốt ngày á là lên Facebook. Có thể một ngày á là anh á là lên Facebook khoảng 10 tiếng đồng hồ. Trời ơi. Bất cứ lúc nào em cũng thấy trên Facebook, tốn rất là nhiều thời gian để mình cần cái thời gian để chăm sóc gia đình rồi công việc này kia nữa. Nhưng mà anh á là lên Facebook là hơi bị nhiều. Ảnh cũng nói hơi quá đó chị chứ không. Chứ chị thấy là ai mà có thể một ngày mà lên Facebook 8 đến 10 tiếng đồng hồ luôn. Anh lên 7 tiếng rưỡi. Dạ. Ví dụ như là em nói vậy nè, ví dụ như sáng mà 8 giờ anh xách cái máy ra, cái anh để đó, cái anh chơi mà anh không có để ý tới bất kỳ cái gì xung quanh, cũng không ăn, không uống, không gì hết. Chơi tới chiều thì lúc đó mới tính là 8 đến 10 tiếng. Không, nhưng mà anh cần một cái á là khi anh đi làm về, anh muốn là em xuống đó. Chứ không muốn là anh đi làm về đây em quay mặt em cười á. Cười sao tao cười sao? Cười á. Cười giống như là cười cười đẩy bôi gì đó. Dạ, cười đẩy bôi. Xong lại quay lại là tiếp tục dán cái mắt vào màn hình. Đó. Trời ơi, rồi như vậy thì cái lúc đó cái cảm giác em sao trời? Chứ chị thấy vậy chị cũng chạnh lòng dữ lắm mà nha. Nhưng mà nói gì nói thì ông xã của Oanh á đã không, có nghĩa là không thích em và
có nghĩa là tiếp xúc với Facebook nhiều như vậy thì em có tự tự mình sẽ khắc phục là sẽ giảm hay không? Thì hôn nhân cái buổi hôm nay á, thì em cũng muốn là nói với chồng á, là từ hôm nay trở đi á, em sẽ bớt. Ví dụ như là hồi nãy anh nói em á, là 10 tiếng thì bây giờ em giảm xuống còn 8 tiếng. Đó cũng là bớt tiếng đó. Quan trọng là có tiền lý. Đó, quan trọng là có tiền lý. Đó, giờ hai chồng hứa đi nghe. Hứa đi, em ngáo tay nhau một cái đi. Chừa hai cái tiếng đó để mà đón chồng đi làm về. Dạ. Ôi, tôi gặp chú rể tôi lại có một cái sự đồng cảm gì đó. Tôi thích anh rồi đó nha. Em bao nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ, em xin giới thiệu, em tên Chí Thành. Năm nay em 32 tuổi, em làm nhân viên bán hàng, còn đây là vợ em. Em tên là Lê Hồng Hương, năm nay 31 tuổi, em làm quản lý đơn hàng cho công ty Nike. Rồi trong trường hợp nào quen nhau? Ngày trước em làm ở bên công tác phường, em làm bên đoàn, còn anh làm bên dân quân. Đoàn với dân quân thì thường liên kết với nhau. Xong một buổi công tác đó thì một nhóm mới tổ chức là đi hát karaoke. Nhà em một có quy định là lúc nào cũng phải 9 giờ là phải về tới nhà. Cho nên em đâu thể nào ở lại. Thế là mọi người phân công anh ấy chở em về. Khi em chở Hương về nhà xong, hôm sau thì em lên trên phường á, thì anh em có hỏi là không biết hôm qua mày chở Hương về mày có bị bận hay là chỗ nào không. Ủa sao vậy? Tại vì ở phường Hương là cũng có cái tiếng là dữ và rất là khó tính. Ồ, vậy đó hả? Chị có thấy dữ đâu? Thì dữ khó tính với những trường hợp nào mà em không thích mà cứ lăng nhăng mà nói nhảm. Em có bị nói nhảm không? Dạ không. Nhưng mà lâu lâu cũng nhắn tin nhảm chút xíu. Ấn tượng đầu tiên em gặp chồng em là sao? Hiền, ít nói. Mà ngày trước á, ảnh đẹp trai lắm chứ không phải ít tóc giống vậy đâu. Ủa, bộ mấy người ít tóc là mấy người xấu trai à? Không phải. Phải, mà nói đẹp trai thì đẹp trai cũng có chứng thành á. Ây cha, thành ra bây giờ là Chí Thành. Rất là nhiều tóc. Thấy chưa? Là chị coi nè, tóc nhiều lắm chứ bộ. Sao bất ngờ vậy? Vậy sao tự nhiên bây giờ tóc em lại từng cọng rồi? Do cái di truyền của gia đình á chị, như mấy ông. Đây là chụp cách đây mấy năm à? 7-8 năm á. Dạ, 7-8 năm mà thời gian nó đưa đi một số tóc đáng kể. Ủa em cua nhau làm sao? Mà sau cái buổi em chở Hương về á, thì mấy anh em nói Hương khó tính vậy. Mà mày chở mà mày không có bị gì hết. Vậy anh em mới thách đố em là mày có dám nhắn tin chọc Hương và mày cua được Hương mà tới chở mà đi chơi á, thì anh em sẽ khao mày chồng nhậu. Và thế là em nói giờ anh em được đưa cho mình số điện thoại đi, rồi mình sẽ nhắn tin. Lúc đó em nhận được cái tin nhắn là: em ơi, em đang làm gì vậy? Em có đi chơi đâu không? Em ăn cơm chưa? Ngày nào cũng nhận được những cái tin nhắn giống vậy anh. Ở vườn buồn quá đi, cái anh em mới nhắn thật đố em thêm một lần nữa, nói mày nhắn cho Hương cái chữ anh vui không. Cái em mới nhắn hỏi anh là anh có bị bệnh gì không. Cái anh nhắn trả lời em gì nè: bị bệnh thì sao yêu em được. Kết quả là em nhận được em... câu đồ khùng à. Dạ. Trời ơi, phủ vàng quá. Rồi nếu nhận... em nhận được em có thấy nản chí không? Dạ không, lại tấn công tiếp. Mưa dầm thấm đất đúng không? Dạ không, em thắc mắc một điều á, ban ngày khi mà công tác chung với nhau á thì mặt anh lúc nào cũng đóng vậy đó, mà giống như là người xa lạ không hề quen biết. Mà tối về thì lúc nào cũng nhắn nhã hảm hỏi mấy câu là em khỏe không, em đi làm về có mệt không. Cho nên cái thái độ với lại cái tin nhắn buổi tối á, làm cho em cảm thấy là con người này khác lạ, bí hiểm. Dạ, quá đúng không? Nên em ghét, cua cho bằng được. Em cua làm sao? Cái hôm mà em với anh đi chơi á. Ai rủ? Em là người rủ. Hôm đầu tiên đi với nhau là đi đâu? Dạ đi uống cà phê. Chuyện gì xảy ra? Dạ không, đi chơi với ảnh thì em chỉ có đọc thoại thôi, kể cho anh nghe đi làm ngày hôm nay làm sao, gặp cái gì, căng thẳng làm sao. Thì ảnh cứ ngồi: biết rồi. Em chị hỏi nè, cái lần đầu tiên em đi chơi với vợ em á, là lúc đó em đi bằng cảm xúc thật hay là vẫn là do cái kích kia để mà em chấp nhận đi chơi với cổ? Em chấp nhận đi chơi với cô ấy á, để mình có được cái độ kia. Bao lâu thì em lên phường đón ảnh? Khoảng 2 năm. Có nghĩa là cái độ nhậu của em kéo dài tới 2 năm em mới được chung hả? Tại vì cứ mỗi lần mà cô ấy đi công tác hay là đi đâu rồi là mua cho em một phần quà, mà trong phường á thì không ai có. Có một cái chị nói: ồ, chắc bé Hương nó thích mày. Thì em mới nhớ lại là mình còn cái độ đó. Em mới hẹn cô ấy đi chơi, mà cô ấy là phải tới phường chở em đi. Rồi tiếp theo đó thì cái cuộc nhậu đó xảy ra như thế nào? Thì mấy ngày sau là chung cho em cái độ nhậu, mà chỉ có anh em đi thôi chứ không có cho cô ấy đi. Hương biết không? Dạ không. Bao lâu thì Hương biết là do bị kích bác mà yêu? Dạ sau đám cưới. Sau đám cưới.
Làm tội nghiệp em quá. Tôi nghĩ nếu như em mà biết trước đám cưới cho em đẹp em nhổ không còn cộng tóc. Bây giờ là cái hành động nào, thời điểm nào mà em chấp nhận cái tình cảm? Có một hôm tụi em đi câu cá, câu thì đó hồi cái Hương mới rủ em qua bên cái chòi bên cạnh ngồi chơi. Cái cô ấy nói thôi mình đã quen nhau 2 năm rồi, thôi bây giờ mình tiến tới lúc nữa là để tìm hiểu nhau đi. Mà lúc đó em cũng không muốn cho cô ấy buồn, em cũng ừ. Lúc em nhận được cái câu ừ của ảnh á chị, em thật sốc, suy nghĩ là không biết mình có bị lầm không. Em về em mới tham khảo ý kiến của chị em, mấy chị làm chung với cô ấy nè, thấy mọi người cũng đồng tình với mình, thôi mình yêu đi em. Trời ơi. Vậy thì cái thời gian hẹn hò của các bạn có chuyện gì vui không? Có một lần á, ảnh chở em đi chơi thì về gần đến nhà rồi thì ngay cái cầu đó nó bị ngập nước. Ảnh mới sợ em bị ướt chân, ảnh mới kêu em là quắp hai cái chân lên người ảnh đi. Em vừa quắp lên á thì tự nhiên cậu anh ấy xuất hiện. Cái cậu em hỏi, ủa hai đứa bay đi xe kiểu gì mà ngồi kỳ thế? Dạ em ôm nè. Câu hai cái giò lên cái eo em, giò giờ em ngắn nữa. Thì lúc đó thì ngồi sát quá thì cậu em mới hỏi là tụi em ngồi gì mà con mũi không bay qua được. Em mới nói gỡ lại là ngồi vậy mới tình chứ đang yêu mà. Cậu góp ý nhẹ đó. Dạ. Sát gì mà sát gạt vậy đó. Sát gạt mà mũi bay qua không có được luôn á. Lúc đó trời em quê mà không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà chị rất là tò mò. Tụi em lấy nhau rồi em phát hiện ra là chồng em bị kích mi yêu em. Cái cảm giác của em là làm sao? Cũng hơi buồn chứ chị. Nhưng mà sao mà em biết được? Thì vô tình á, ngồi chung với bạn ảnh thì tự nhiên mấy bạn ảnh Pháp là ngày xưa á, là tại vì em mà thua mất chồng nhậu. Chị anh cá độ với em Thành á, mà nó cua được em là thua chồng nhậu. Trời lúc đó máu dồn lên. Trời đất, người quay cuồng sụp đổ. Dạ, trời ơi rồi. Biết làm sao, lỡ trao thân rồi. Chắc khóc nguyên cái bàn luôn á. Không có, chứng mặt mọi người phải lịch sự với anh. Kìm nén lại. Mà về tới nhà thì em mới kêu ảnh vô phòng hỏi là ngày xưa anh quen em vì chồng nhậu hả? Cái ảnh mới nói chứ đâu có chồng nhậu nào đâu. Đúng không? Mới nghe kể tức thì luôn á. Cái ảnh mới nói chứ tại ngày xưa á, ai biểu tại em dữ quá làm chi thì mọi người mới kích anh. Mà nhờ vậy em mới được lấy được anh á, em thấy không? Ôi ôi chảnh ghê luôn ta ơi. Được anh nữa. Ừ. Tại lúc đó mình đẹp trai mà. Đẹp trai mà. Mà nó nghe được câu này chắc có lẽ là nó hãnh diện lắm. Thế à, rồi cái lúc mà đưa bà xã về ra mắt gia đình á, tụi em có được sự đồng thuận của gia đình liền không? Cũng một thời gian nữa thì Hương mới nói em là thôi mình cưới nhau đi. Thì em mới về em thưa với ba mẹ em. Thì ba mẹ em mới nói là 30 tuổi nó mới được cưới. Cái lúc đó em mới 27. À tức là trong 3 năm nữa mới được cưới. 3 năm nữa mới được cưới. Dạ. Rồi lúc đó làm sao? Lúc đó cũng chưa có kinh phí lắm. Cưới là phải tự lo. Hai vợ chồng thì bán bông bóng, bán dừa. Hai đứa thì chân ướt chân ráo thì không biết chỗ lấy dừa ở đâu. Mà khi ra mua thì mua 500 trái thì người ta bắt chở về. Mà bữa đó hai đứa tính nếu mà 500 thì mình trở về không lợi nhiêu. Em quốc được một thiên. Một thiên là nhiêu? Một thiên là 1.200 á chị. 1.200 trái dừa. Thì cái một đó thiên thì người ta sẽ trở về. Nên mình không có tốn kinh phí. Lời không Dương? Lời không? Dạ 1.200 trái dừa mà bán được có 500 trái à. Bán chưa được hơn nữa luôn. Tại vì mới lần đầu tiên bán dừa mà chị. Kinh nghiệm cắt dừa của em quá phong phú đi. Bả chặt nó phạm hoài. Trái dừa cúng của người ta thì bị tròn. Còn trái dừa cúng của chồng em gọt á thì trái thì hình thôi, trái thì hình bồ dục, trái thì bị móp, trái thì bị méo. Trời đất ơi, vậy có nghĩa là lỗ hả cưng? Nói chung cũng không lỗ. Lúc đó thì em bán có 4.500 à, mà mấy người khác thì người ta bán 7-8 ngàn, mình ta bán hết. Cái thế là có một cái bác đó, bác mới nói chứ sao con không bán lên thành 5 ngàn. Xong cái em mới suy nghĩ, hồi mới bán 5 ngàn, trong vòng 1 ngày đó em bán hết sạch. Hay quá ha. Có nhiều khi cái số 4.500 không có hợp với mình. Nhưng mà của em còn có khuyến mãi đặc biệt là người nào mua 5 trái là trở về tới nhà. Trở về tới nhà luôn. Vậy hả? Tại vì mình bán chậm quá đi, mình khuyến mãi luôn. Đồng vợ đồng chồng vậy cũng dễ giàu lắm mà nghe. Vậy khi cưới về có những chuyện bất ngờ về người bạn đời của mình á? Em bất ngờ cái là trước khi đi ngủ là cứ bắt em gãy lưng. Quay tay nữa chứ. Rồi lúc trước khi lấy chồng ai gãy lưng cho? Trước khi lấy chồng thì tại em nằm kế bên mẹ á, thì cứ kêu mẹ xoa lưng. Vậy ngày nào có mẹ chắc tự gãi. Rồi ngược lại thì có gãy lưng chồng. Chồng em cũng dễ thương lắm chị. Thích coi phim siêu nhân. Phim hoạt hình. Ây cha, vẫn thích coi phim siêu nhân mà. Dạ. Siêu nhân hay mà. Siêu nhân mới đây có siêu nhân thần kiếm nữa, anh coi chưa? Chưa. Ngoài coi phim hoạt hình ra còn thích phim gì nữa không? Dạ không, có chứ, phim hoạt hình với siêu nhân có hai cái đó. Bộ không có thích coi phim kinh dị à? Thôi ghê lắm anh ơi. Ảnh cực kỳ sợ ma. Cùng cảnh ngộ. Bây giờ ổng sợ ma cỡ nào kể nghe coi. Bữa đó là hai vợ chồng không ăn cơm tối. Thì lúc đó là 10:30, 11 giờ rồi. Hỏi là anh có đói bụng không? Cái anh kêu đói bụng em. Nói vậy thôi giờ anh xuống nấu mì gói hay vợ chồng ăn. Cái
tầng em trên tầng 3, nhà bếp ở dưới tầng trệt. Cái ông nhìn xuống tắt đèn tối thui à. Cái ông mới hỏi: "Hai ơi, hai ngủ chưa?" Không thấy tiếng trả lời. "Nam ơi, Nam ngủ chưa?" Không có tiếng trả lời. Lẳng lặng quay vô kéo cửa lại nói một câu rất là nhỏ nhẹ: "Thôi mình đi ngủ đi em." Lúc đó em mới biết chồng em sợ ma đó. Dạ đúng rồi. Em sợ ma đâu có mình em đâu, còn vợ em nữa nè. Hương không sợ luôn hả Cưng? Em mới phát hiện. Cứ ngủ dậy đi toilet, gõ gõ. Anh dậy anh hỏi làm gì toilet. Mà toilet ở dưới tầng dưới, bắt em mở cửa ra ngồi chờ cửa, đi lên rồi mới đóng cửa lại. Vậy có lẽ là giấu á. Giấu kỹ lắm, giấu kỹ lắm. Giờ mới lòi. Trong cái đời sống của hai bạn từ lúc mà kết hôn với nhau, điều gì mà bạn muốn người bạn đời của mình thay đổi? Em muốn anh á bớt coi phim hoạt hình lại rồi chững chạc hơn chút. Em thì chỉ muốn vợ em bớt cằn nhằn lại để cho em coi siêu nhân cho nó nhiều nhiều. Trời ơi. Hai vợ chồng muốn người vốn đó. Người vốn. Thực ra thì vợ chồng bà ba mẹ đặt ra là 3 năm mới được lấy, 3 năm để mà cùng phấn đấu chứng minh cho gia đình biết, và bây giờ là 3 năm đã ở với nhau. Dạ. Đúng không? Mà cái điều mà hai vợ chồng á mong muốn nhau bé xíu 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 đó thôi. Chồng bớt coi phim hoạt hình đi một chút, thôi bây giờ đổi đi, đi ra rạp đi coi những cái phim mà dành cho người lớn đó, về tình cảm tâm lý xã hội, hay là nếu có đi coi hoạt hình thì dắt con đi theo, thì cái thú vui của chồng nó sẽ tạo một cái sự thú vị lan tỏa trong gia đình, rồi vợ em sẽ bớt cằn nhằn, bớt càm ràm về cái đó. Chuyện coi phim em đó. Yên tâm đi vậy nhé. Dạ. Dạ. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn. Bác sò lỗ mũi. Hả? Sau này em mới biết là bác biết coi tướng. Cho nên và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Ở đây 4 người, cô dâu là đẹp nhất, bởi vì cô dâu mặc cái áo đầm thường lè. Cái này là màu hồng lạc, không phải thường lè. Hai bạn giới thiệu cho mình. Em á là tên là Dương Công Lộc, thì em là bác sĩ của bệnh viện Nhi Đồng 1. Vợ em cũng là bác sĩ, hay Thanh Nhã Yến. Dạ, hiện em là bác sĩ làm theo chuyên ngành là sản phụ khoa. Có lẽ là hai người gặp nhau là ở trong bệnh viện Nhi Đồng phải không? Em với vợ em thì gặp nhau lần đầu tiên á, mặc dù là học chung trường nhưng mà lần đầu tiên tụi em gặp nhau là trên sân cầu lông của trường em, đó là một cái giải đấu. Thì em mới thấy là có một cô gái mặc dù là học trường y nhưng mà sao lại có một cái tướng rất là đẹp và rất là chuẩn. Bắt đầu em để ý từ đó, rồi em mới suy nghĩ là tại sao từ đó giờ mình lại đi theo đi kiếm ở ngoài nhiều quá, chi mình đã có hơn cả chục tình nhưng mà không có ai giống như vậy hết. Xin lỗi, tức là lúc đó em bao nhiêu tuổi mà em đang có chục cuộc tình rồi? Lúc đó em chắc cũng chưa có lớn lắm, em chỉ khoảng 23 tuổi thôi. Em 23 tuổi. Tình trải dài trong bao nhiêu năm? Trải dài trong khoảng có 2 hay 3 năm trường đại học của em, tại hao dữ à nghe. 3 năm mỗi yêu một chục cô dữ dằn à. Đó, ảnh thì ấn tượng em ban đầu vậy. Vậy thì em lúc đó là em có ấn tượng gì không? Tới bây giờ nghe ảnh kể thì em bắt đầu hiểu được là tại sao lúc đó cái linh cảm đầu tiên của em rất là đúng. Có nghĩa là khi em nhìn ảnh tới gần em á là em đã có cảm giác là ông này rất là băng. Dạ. Nhìn ngay cái nhìn đầu tiên là ảnh đã là bị loại ngay từ dòng gửi xe rồi. Tại vì không đẹp trai mà nhìn mặt lão quách trong trường, học biết là trên mình một lớp mà đi học rất lâu mà không thấy ảnh xuất hiện, vậy là biết là anh này cũng không có chịu khó học. Cho nên là em ấn tượng đầu tiên của em là em rất là ghét cái anh này. Rồi cái điều gì á mà làm cho em vượt qua được cái cảm giác ban đầu là người ta muốn ưa mình mà mình cứ cố tình để mình đeo đuổi? Cái đó là em nghĩ là em đã có một cái kinh nghiệm dày về vấn đề tình trường rồi. Thì chỉ có một cô gái mà ở trong trường y thì em nghĩ chắc không có làm khó được em đâu. Cách nào? Thì em sẽ lấy được cái số điện thoại rồi. Thì em cũng lên kế hoạch là bây giờ em quyết định là cứ đi theo rồi làm quen. Cũng được khoảng vài tháng thì em thấy được là thôi bây giờ mình phải quyết định là phải viết cái thư để mà tỏ tình. Và phải viết cái thư tỏ tình làm sao để cho là có một mà không có hai, tại vì mình là dân y mình phải viết, không có giống như là nhà văn, cũng không giống như nhà thơ. Có nghĩa là bác sĩ viết thư đó đúng không? Dạ. Dạ. Sao cái thư làm sao? Dạ, bức tâm thư này chắc cũng ghê gớm lắm mà. Em không hiểu là anh để bao nhiêu tâm huyết cho bức thư đó, nhưng mà khi mà em đọc cái bức thư đó là em chỉ có ôm bụng một cười nghiêng ngả thôi. Tại vì một cái bức thư tỏ tình mà giống như một cái CV xin việc nha. Phải không? Một cái đơn xin việc á hai. Dạ. Em mà đừng có nói cái thư đó cộng có Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do Hàn Quốc nha. Em nói chuyện là CV xin việc sao
là nó giống như vậy. Thì cái mẫu là mẫu của một lá hương hành chánh. Và mở đầu rất là hùng hồn là anh sẽ nói cho em biết 5 lý do anh thích em. Wow. Gạch đầu dòng, 5 cái gạch đầu dòng. Thứ nhất là em xinh đẹp. Thứ hai là em giỏi giang. Thứ ba là em lễ phép. Thứ tư là em giỏi thể thao. Thứ năm là em hòa đồng với bạn bè. Chậm, xuống hàng. Và sau đây anh sẽ nói 5 lý do em phải thích anh. 5 lý do gì? 5 lý do gì? 5 lý do là việc đầu tiên á, là em thấy được là em đã quen nhiều người nên em nghĩ là em đẹp trai. Mà em học y nên thành ra em là em học giỏi, mặc dù em không đi học. Coi đẹp trai nè, học giỏi. Nhà em là nhà có điều kiện, anh lễ phép với người lớn. Và cái quan trọng nhất đó là anh thấy em đẹp. Đẹp mà hai cái đẹp nó chụp vô nó sẽ hay hơn. Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, lễ phép, lễ phép. Và biết chiêm ngưỡng sắc đẹp, biết biết thưởng thức cái đẹp. Là em vừa cười và lúc đó câu kết. Câu kết là câu kết. Câu kết là chính vì vậy suy ra em sẽ phải yêu anh và anh thì đã yêu em. Còn thời gian khi nào thì em yêu anh thì anh không biết. Trời trời gian trả lời. Rồi đến khi nào thì ở đây mới chấp nhận là chủ quyền thuộc bên này? Tới khi mà vợ em cho phép em về nhà gặp mẹ. Thì thật tình lúc đó em cũng thấy ngạc nhiên lắm. Tại vì em quen nhiều lắm rồi mà chưa có ai kêu em về nhà gặp mẹ hết. Thì em cũng hơi lỡ rồi, cũng theo luôn, về nhà gặp mẹ luôn. Là sao em tự nhiên sao lại đeo về gặp mẹ? Thật sự là em thấy anh này ảnh đeo bám dữ quá. Nhưng mà theo như em điều tra thì cái quá khứ của ảnh khá là hoành tráng. Cho nên là em rất là sợ, không biết là ảnh có thật lòng hay không. Thì em mới chơi một cái chiêu cuối cùng là bắt ảnh phải về gặp gia đình để coi mức độ nghiêm túc của ảnh như thế nào. Nhưng mà rốt cuộc là anh chị biết là ảnh đã làm cho cái chuyện đó nó cực kỳ nghiêm túc hơn mức em nghĩ luôn. Là sao? Dạ. Là cái sao? Bữa đó ảnh đến rất là sớm. Là lúc mấy giờ? Em đến sớm là mấy giờ? Là 5 giờ buổi sáng, 5 giờ em phải dậy rồi. 5 rưỡi sáng. Hồi đó em đi học chưa bao giờ em thức tới 5 giờ hết. Bây giờ phải đi thức 5 giờ. Thật ra là em có nhá cho anh biết á, là nhà em thường có thói quen là sáng dậy sớm để uống cà phê và nghe nhạc. Xong rồi mọi người sẽ đi làm. Cho nên là thường thì giờ giấc sinh hoạt rất là sớm. Thì anh mới canh ngay cái dịp đó anh đến luôn. Rồi sao nữa em? Chuyện gì xảy ra nữa? Rồi bắt đầu qua nói chuyện với mẹ thời gian thì em lại phải gặp lại một số chướng ngại từ gia đình của vợ em nữa. Đó là đầu tiên là em gặp anh vợ. Thì em không biết là anh vợ anh lại có ý nghĩ gì với em không nữa. Mà sau gặp em cái tự nhiên ra nói với em là bây giờ muốn quen em gái anh. Là phải thi đấu với anh 3 môn thể thao phối hợp. Mà 3 môn là gì? 3 môn đó thì em lựa. Thì anh thấy em là sinh viên y thành ra chắc thể thao em cũng dở thành ra anh cho em lựa luôn. Thì em mới lựa là cầu lông và bóng bàn với bia. Thì cầu lông là em là ăn là cái chắc rồi. Thì bóng bàn thì em cũng ăn. Và đặc biệt là trong quá trình đi học y á là em đi đánh bia độ cũng sống. Rồi sao thi? Cái ngày thi thì sao? Thì thi xong rồi em ăn rồi thì em mới qua được một cửa rồi. Thì lại gặp tới một cái cửa là mẹ của vợ em mới bắt là bây giờ phải đưa vợ em về nhà. Giống như là để cho ba mẹ em biết luôn. Là về nhà bên em lại. Em có cảm giác giống như là em với vợ em quen nhau là phải la làng lên cho hai gia đình cùng biết là hai này quen nhau nha. Đừng có thấy nó đi với ai người khác là phải la qua la lại cho biết rồi đó. Rồi qua bên nhà ảnh thì sao? Thì cái ngày mà qua nhà sáng, ảnh không, nhà mà nghe anh hỏi nè, sáng sớm 5 giờ rưỡi em có mặc áo dài qua đứng trước nhà. Ông nhớ mà đã vậy là phải 4 rưỡi. Sớm rồi, sớm hơn nữa. Nói chung là em có kinh nghiệm rồi. Cho nên là em không có đến cái giờ đặc biệt như vậy. Mà em tới một buổi chiều. Và buổi chiều đó tình cờ là cái ngày sinh nhật của bà ngoại ảnh. Thì bữa đó, đó là gia đình tề tụ rất là đông đủ. Thì em cũng đến rồi gặp mọi người. Nhưng mà có một cái chuyện là tới bây giờ em nghĩ lại em vẫn còn thấy hồi hộp. Sao cưng? Là tự nhiên ảnh dẫn em lên phòng riêng gặp ba ảnh. Thì lúc đầu em nghĩ là bác sẽ hỏi thăm mình về gia cảnh sao, con học hành sao. Thì em cũng đã chuẩn bị những điều đó rồi. Nhưng mà không, bác hỏi ngày tháng năm sinh, ngày giờ sanh. Rồi bác nhìn mình từ đầu tới chân luôn. Rồi bác sờ lỗ mũi mình. Sau rồi cái em lúc đó là em run bắn lên là em không nói được gì hết. Thì lúc mà về em mới nhất định em hỏi anh cho bằng được là bác có ý gì. Thì ra là sau này em mới biết là bác biết coi tướng. Cho nên
nghĩa là cái ngày đầu tiên gặp mặt là cô Tướng liền vui hả? Ba nói con nhỏ này được đó, nhưng mà có một điều hơi phải suy nghĩ rồi. Đó là ba nói thấy ba không, thấy ở nhà ba làm sao. Ba rất là khép, rất là sợ mẹ, nói chung là ba rất là sợ vợ. Thì nếu mà con lấy cô bé này về thì có khả năng con sẽ giống cha. Ai dễ thương quá. Rồi coi như là bên ba em cũng đã đồng ý cô này, và má em cũng đồng ý anh này đúng không? Dạ. Rồi hai người đến bao lâu thì mới đám cưới? Dạ 3 năm sau khi quen. Wow. Dạ. 3 năm rồi mới đám cưới. Có dạ. Nghĩa là mới cưới được đây 1 năm à? Dạ. Rồi sau khi đám cưới thì hai vợ chồng có phát hiện ra ở người vợ người chồng của mình có tật xấu gì không? Ông xã em á thì chỉ có một chuyện này thôi. Sau khi cưới về thì em mới phát hiện ra là anh ngoại tình một cách trắng trợn. Trời ơi, lớn rồi nghe. Rồi sao ngoại? Mà anh ngoại tình với một cái đối tượng á mà không đẹp hơn em nha, không có lôi cuốn hơn em, không có vui hơn em. Mà anh ngoại tình. Ai vậy? Để giờ em nói. Anh ngoại tình với bệnh viện. Có nghĩa là anh nghĩa là đam mê công việc dạ, quá đúng không? Rồi. Có nghĩa là từ lúc cưới về tới giờ là 24/24 lúc nào em cũng nghe anh kể về bệnh viện hết á. Mà ông xã em á thì trực một tuần là đã hết 2 đêm rồi. Anh chị biết là vợ chồng mới cưới mà buổi tối mà ngủ không có ông xã thì buồn lắm. Cho nên là thường á khi mà ông xã ra trực về nhà một cái á, là em rất là muốn thể hiện tình cảm với ông xã. Em hay rút vô ảnh. Nhưng mà ảnh thì ảnh rất là vô tình. Nghĩa là anh về anh mệt là anh không có quan tâm tới em nữa. Anh cứ đi vô anh nằm xuống anh ngủ thôi. Ủa thì mà... cái đó làm cho em cảm thấy rất là khó. Ủa mà sao vậy? Thì nó ngoại tình đó em nghe hả? Lại tại vì nó mệt nữa anh. Tại vì trực một đêm của tụi em nó là hầu như là không có ngủ. Rồi em về rồi lại gặp cái cảnh vậy thì thật sự á, lúc đầu á mình cũng cảm thấy có tội. Nhưng mà sau đó cái mình thấy không được. Tại vì cứ vậy hoài cái mình mệt mình không có quan tâm được. Rồi bây giờ có khắc phục không? Thật sự thì em nghĩ là em cũng không phải là đòi hỏi quá đâu chị. Nhiều khi em chỉ cần một cái tin nhắn của ảnh trong đêm trực, hoặc là ảnh về ảnh kể cho em nghe hôm đó là ảnh như thế nào, hoặc là một cái câu nói là anh nhớ vợ hoặc là sao đó thôi. Em cần những cái điều rất là nhỏ. Thì chị nghĩ vậy nè, có phải lúc mà cái cảm giác của em á, ví dụ như là mình đi trực về mình mệt quá rồi đúng không, rồi vợ mình cứ nhõng nhẽo, thì em nghĩ là cô muốn cái gì mà lớn hơn đúng không, cho nên em cảm thấy mệt quá em chận cho rồi đúng không. Nhưng mà lúc đó là em cũng hiểu rằng vợ em chỉ cần một cái nắm tay này hay là một cái hôn nhẹ thôi, rồi sau đó em ngủ cô cũng mãn nguyện đúng không. Có một cái sự hiểu lầm nho nhỏ ở đây đúng không? Sự hiểu lầm không hề nhẹ. Có thì bây giờ nếu mà hiểu rồi thì vậy đi. Bây giờ mệt thiệt là mệt đi. Chăng nữa thì cũng tắm rửa xong đó. Trời ơi cục vàng cục ngọc của anh. Hai cái vậy. Nói được mới sợ. Đúng không? Em nghe lại em rửa gì cả. Cưng ơi cưng. Honey ơi anh mệt quá. Giờ anh ngủ nghe. Gặp em thấy nó bất an. Nói chuyện với anh giống như nói cái đầu gối vậy. Chia tay với cặp vợ chồng Lành và Thống thì bây giờ ngay sau đây thì không biết là cặp vợ chồng này sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện nào đây. Chị Vân muốn biết không? Biết chứ, chị muốn chứ. Muốn biết đúng không? Quý vị có muốn biết không? Muốn biết thì xin quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Chào cô dâu và chú rể. Yeah. Mời hai người giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Ngọc Quỳnh, năm nay em 35 tuổi, là nhân viên phòng kỹ thuật. 35 tuổi. Dạ. Còn em là Lê Hồng Linh, năm nay 35 tuổi, nhân viên nhân phòng. Ồ, như vậy là hai bạn lấy nhau được lâu chưa? Dạ 3 năm. Đã có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa. Rồi. Chút nữa tôi sẽ chúc dính sinh đôi luôn. Để cho nó vui đúng không? Các bạn có hồi hộp không? Không. Hồi hộp thì xin một tràng pháo tay cổ vũ. Cổ vũ. Hồi hộp không? Hai bạn coi như là gặp nhau trong trường hợp nào? Tụi em là quen biết nhau là thời còn học sinh cấp 3. Vợ em là lớp trưởng, lúc đó ấn tượng đầu tiên của em nhìn vợ em mà mới vô lớp 10 á là đen mà lùn, còn xấu nữa mà lớp trưởng chảnh mà. Em thì cũng hơi dưng quậy quậy chút xíu, mỗi lần mà làm gì mà sai á, ưa lên mấy cô giáo chủ nhiệm á là phạt. Càng phạt em á em càng quậy hơn nữa. Đó, có lớp nước thi đua cái xuống nhằn em hoài. Em là chuyên môn mét bạn này, nhờ vậy mà ấn tượng. Dạ.
Rồi xong rồi tụi em ra trường 2 năm sau á thì em mới lại gặp lại vợ em, là do họp lớp và bạn bè nó có gán ghép cứ ôi ông chở bà Linh đi, đi đâu cũng chở, đi họp lớp cũng chở mà đi về quê cũng chở. Tại vì còn em cảm ơn vợ. Em chỉ xe đạp thôi. Nhưng mà cái lúc đó là em có ghét chồng em không? Thì lúc mà học chung á thì cái vụ nó xảy ra thì em cũng hơi ghét, không đến nỗi như chồng em là ghét em. Em nói ghét đi mốt ghét cũng nào trời cha cũng đó. Như đúng sự thật luôn. Rồi tóm lại là hai người ghét nhau cho nên bây giờ mới gặp nhau. nhưng mà lúc mà các bạn cứ gán ghép em để ngồi sau lưng xe chồng em á, thì em có cảm thấy là bị ép không, hay là em cảm thấy rằng như vậy là đâm là hay không? Em cũng không nghĩ gì, tại vì đi chơi chung nhóm thì nghĩ thôi giờ xe nào trống thì mình ngồi xe đó thôi. Cũng nói chung là sau 2 năm gặp lại em cũng thấy chồng em lúc đó là chỉnh chạc hơn, thì cũng không có còn cái ghét ở trong lòng nữa. Rồi lúc đó là bắt đầu từ từ rồi hai người bắt đầu yêu nhau. Yêu là như chồng em yêu em trước á, em cũng chưa có cảm tình nữa. Dạ. Đó. Không ghét trước mà cũng không yêu trước. Dạ. Còn đây là ghét trước. Ghét xong rồi yêu, ta đúng không? Dạ. Còn bây giờ yêu xong bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ cũng 5-6 năm sau mới cưới anh. Họ quen nhau một thời gian quá dài. Quá dài. Rồi trong 6 năm đó chắc nhiều câu chuyện vui lắm á. Không đi làm mình là mình thôi. Bây giờ mình cứ như là mình lướt qua cái 5-6 năm đi. Bây giờ mình vô thẳng cái vấn đề luôn. Có đêm tân hôn hay người vui không? Hỏi gì mà nói vậy? Không, mình đi một cái như không là phải bây giờ người ta phải hỏi gì nè. Có nghĩa là yêu nhau 10 năm không? Nếu mà tính là nếu học mà chung luôn á là cũng là đó đó 10 năm á chứ. Hơn chứ. Dạ. Hơn nhiều à. 10 năm. Từ cấp 3 hả? Hơn 10 năm. Nếu vậy thì dễ gì có đêm tân hôn? Em hỏi cái gì vậy? Có đêm tân hôn không? Yêu nhau nhiều. Cái gì? Yêu nhau như vậy mà có cầm kẽn đánh bỏ luôn. Dạ không á. Thì nói đó chung thì chị là Mỹ Lâm nói đó, yêu nhau lâu như vậy dễ yêu nhau lâu vậy thì ai cũng nghĩ là hai đứa là cầm cái cơm. Dạ đúng rồi, dạ dạ thì anh nghĩ đi, đàn ông mà ai là không mấy đúng không, nhưng mà mỗi lần ấy thì em nói là thôi anh ơi để dành cho đêm tân hôn nữa sẽ lãng mạn nó hơn. Thì ảnh cũng tôn trọng vợ, ảnh cũng chờ mấy năm luôn. Trời ơi, cuối như cùng vậy thì chắc chắn là đêm tân hôn của họ rất là tuyệt vời đúng không? Phải không? Trời trời. Hả? Đêm tân hôn là thất vọng rồi đấy. Đêm tân hôn là vợ dạ em bị kẹt đèn đỏ. Anh cảm giác em lúc đó là sao? Dạ buồn vậy, mình cũng háo hức rồi bao nhiêu năm đợi chờ rồi cuối ngày tới tân hôn rồi mình tính là hai vợ chồng sẽ hạnh phúc mà lên cái rồi vợ nói vậy thôi rồi như coi như là anh không còn cái cảm giác rồi đó dạ hụt hẫng liền đúng không cháo dạ. Đảo nói đó hai chồng chứ như nằm đó là nói chuyện là tâm sự đêm đó tôi nói nó dài đắng đắng nhưng mà hết rồi sau mấy ngày hết rồi tụi em đi hưởng từ trăng mực rồi sau đó đi tân hôn ấn tượng đêm đó vui á đêm đó ấn tượng nghĩa là vui mạng không dạ chia sẻ đi tự nhiên nhân viên đưa cái phòng hai giường tối cái đi ảnh qua giường ngủ chung với em rồi tới sáng ra thì thấy một vết máu chị chứ chồng em với em sợ quá trời luôn chị sợ nhân viên khách sạn thấy mình phải. mình hơi quê nên anh nó còn cái vết gấp mà lại đó, che cái đó lại chả phòng trao gấp luôn hai đứa khách sạn khác không dám ở khách sạn nữa thế rồi giờ hai bạn về ở với nhau là 3 năm. Dạ. Đúng không? Dạ. Bạn có điều gì bất ngờ ở cái đó cái ông chồng không? Em bất ngờ chồng em là mê chơi game với mê đánh cờ lắm. Ví dụ mà bây giờ ảnh đi làm về 5 giờ ảnh ăn cơm đến 7 giờ 7 giờ ảnh có thể vô cái máy tính đến ngồi chơi đánh cờ trên mạng chị tới 1-2 giờ đêm. Cái xong mà lúc 10 giờ em vô ngủ em nói anh tắt máy tranh thủ đi ngủ sớm mai dậy sức đi làm. Ảnh nói giờ ngủ trước đi. Thế là em ngủ một giấc dậy cũng còn thấy ngồi chơi tiếp nữa. Em mới la tiếp em nói là anh tắt máy đi ngủ. Xong rồi để anh đi tắt máy ngủ. Cũng không luôn. Tới mà chừng mà hả lần thứ 3 nữa em nói không tắt máy là em dạy em rút điện luôn á, khỏi có sức đau máy gì hết á. Quảng hồn tắt leo ngủ rồi gì nữa hay nóng tắm mà nóng tắm sao hai vợ chồng nghe lộn gì đúng không cái mà cái chuyện nó không đáng tự nhiên ảnh la cho lớn quá mỗi lần ảnh nóng á là em phải xìu lại em nói cái đầu ảnh im chứ em mà không nói em mà la lên nữa ảnh la tiếp nữa giống như là cãi tay đôi vậy chị rồi hai vợ chồng cãi nhau có lần nào mà cãi lớn dạ cãi nhau á thì tụi em á là thường thường á mới ra công viên ở nhà thì sợ ba mẹ biết nghe á chị rồi ba mẹ buồn anh tưởng tượng cái cảnh nghĩa là chuẩn bị gây nhau bà vợ hai khoan gây ra công viên gây đi dạ có anh vậy đó có lần á là đi lễ em đi làm về mệt em nhức đầu em nói chồng em là thôi anh đi lễ dưới nhà mẹ đi em đi gần ở đây lúc đó hai chồng cũng có mâu thuẫn chút xíu mà chị cái đùng đùng la lên không chịu chị đòi đi chung em nói không em không đi á cái vô hỏi em nữa giờ em có đi không
không, em không đi. Thế là về, bắt đầu cái nhằn em, nói em á, vợ cứng đầu lắm, nói vợ vợ không nghe, vợ cãi không mà. Bây giờ á, anh gom quần áo, giờ anh ở bên nhà má, anh không ở với em nữa. Ra lấy mấy cái bao xếp bự bự á, lấy xuống, xếp tự động bỏ vô, tự động bỏ bao được 3-4 cái. Các em chúc em lại đúng chứ. Anh mà bước ra đi là anh không có ngày về đâu, em không có kêu đâu. Cái nói sao, em yên tâm đi, anh đợi ba về, anh xin phép ba một tiếng. Tự trước khi anh tới đây á, là anh cũng xin phép đúng không? Bây giờ anh đi, anh sẽ đợi ba anh về anh xin phép. Chứ em không có đi ngang, anh không đi ngang đâu. Thế là nằm chờ mấy tiếng ba mới về. Là lúc đó làm như nguôi cơn giận bớt rồi vậy. Tới ba anh về, mà sao tự nhiên nằm ngủ luôn. Cái xong rồi tối, ảnh trên là em dưới đất. Hai người là hai góc nghiêng vậy. Cái em nằm em tức lắm, nước mắt em tự động chảy ra. Cái xong nghe vợ khóc, cái lật đật xuống năn nỉ vợ. À, anh xin lỗi em nè, anh biết anh sai rồi. Em nói xong, sống với anh á, em thấy nó bất an, nó không được che chở. Vui á thì thôi, khi mà gây lộn buồn á, anh nó xách quần áo về nhà mẹ anh ở. Mà trong đó á, mình là vợ chồng rồi. Nói tóm lại là vậy. Hai người bằng tuổi á, là lúc nào cái bạn nam á, là cái tư tưởng cũng nhỏ hơn cái bạn nữ á. Cho nên tôi kệ, chiều em bé đi. Rồi còn em bé làm sao thế? Em thái vô cái chi đi mà đem quần áo bỏ. Có cái tật xấu là cằn nhằn hoài, cứ vô nói em không nghe, có vợ nói. Nói chuyện với anh giống như nói cái đầu gối vậy đó. Em nói thôi giờ em ra em nói đầu gối để anh tập trung chơi game chút xíu. Đó là do giận không ăn cơm. Còn còn khóc, giận lại 3-4 ngày rồi phải năn nỉ mới chịu. Bây giờ em muốn vợ em thay đổi những cái gì? Bớt cằn nhằn chồng, với lại hả biết chăm lo bản thân, có giận chồng cách mấy cũng ăn cơm hay là uống thuốc. Vậy giờ còn vợ muốn chồng thay đổi gì? Bớt game. Chơi game. Bớt cái gì nữa? Bớt nóng tánh lại chút xíu. Vợ thì bớt lèm bèm, chồng thì bớt nóng tánh. Bây giờ nè, giờ nếu mà vợ muốn tôi hết hai cái kia đó thì vợ hết hai cái của vợ đi, ví dụ vậy. Bên đây ngược lại, chồng muốn vợ coi như hết hai cái mà chồng muốn vợ bỏ đi thì chồng cũng phải thực hiện được hai cái mà vợ muốn đó. Giờ hai bạn tự nói nhau đi, móc méo đi, tại vì hai người bạn thân mà. Và đặc biệt nữa là bớt cái kia nhưng mà tăng cái khác lên. Để chi vậy? Để còn đón chào một em bé ra đời nữa chứ. Đúng không? Con dê vàng. Chúc hai bạn trong năm nay sẽ có được một chú dê vàng. Dê vàng. Mà gầy nữa, trắng trẻo, dễ thương, đẹp, mà tóc dài nữa. Ô, con bé nó có người yêu rồi mà ơi. Cô không có được. Mê game hơn là mê vợ. Dê để cho phát triển thêm. Bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Ngồi đi em. Giờ chị đố Thuận. Trời ơi, bây giờ đố đi em. Chị đố Thuận. Giờ Thuận nhìn cô dâu, Thuận có mường tượng ra một nữ diễn viên hài nào không? Vân Dung. Hay quá, yeah. Yeah, yeah. Hồi nãy đó là cặp vợ chồng vừa rồi. Cô vợ nói chung là rất có sở thích nhậu. Thì không biết là cô vợ ở đây là có thích nhậu hay không? Thế thích là... cái gì? Dạ em thích đi mua sắm thôi. Cũng là một trong điều phán đoán mà anh Quốc Thuận anh đã đoán rồi. Em tên gì? Dạ em tên Hà. Em năm nay 33 tuổi. Em là một nhân viên bên ngành xây dựng. Em cũng ngành xây dựng luôn. Dạ. Bữa nay mình gặp nhiều kiến trúc sư ha. Nhiều bên xây dựng dễ sợ luôn. Đó. Em. Dạ em tên Trang. Em năm nay 27 tuổi. Em làm nhà hàng khách sạn, quản lý nhà hàng. Chắc có lẽ là Hà đi đến cái nhà hàng đó ăn và thấy là gặp vợ mình mà thấy đẹp quá và thấy là quyết định cũng như tỏ tình mà đến với cô này, đúng không? Dạ không anh. Em đừng có nói là em lộn vợ em là Vân Dung nha. Dạ, không. Thế sao hai người gặp nhau sao kể nha? Dạ thật ra em gặp vợ thì cũng một cái dịp rất là tình cờ là em lúc trước là em cũng làm ở ngoài Phan Thiết ấy, tức là có nhỏ em vô trong này học, tức là em ở Phan Thiết em về em thăm nó thì em về em mới gặp vợ em. Dạ. Rồi chuyện gì xảy ra? Ảnh thì ảnh đi chung với bạn ảnh nữa. Mà anh kia thì cao to đẹp trai hơn. Còn ấn tượng ban đầu về ảnh thì trông ảnh rất là xấu, mà gầy nữa. Có 47kg thôi. Mà cộng thêm là hai cái răng cửa của ảnh bị gãy nữa. Nên là nhìn ảnh cười ra cũng xấu lắm. Nghe vợ tả là tưởng tượng ra đó. Đúng rồi. Nói chung vợ em là một người vợ rất là thương chồng. Và qua chương trình này chúng tôi mới biết rằng là anh chồng anh xài hai cái răng cửa giả. Vậy thì chắc là em để ý anh bạn của Hà. Dạ không, lúc đó thì em không có để ý người nào hết. Nhưng mà
anh kia thì ảnh xin số điện thoại em trước và ảnh nhắn tin cưa cẩm em, nhưng mà thực sự em chỉ đi học nên em chưa có nghĩ tới việc quen bạn trai. Còn Hà lúc đó thì sao? Ban đầu gặp ấy, nhìn vợ thì rất là dễ thương, trắng trẻo, dễ thương, đẹp, mà tóc dài nữa, em lại thích con gái tóc dài. Cho nên lúc đó thì rất là ấn tượng. Nhưng mà mình hồi đó em rất là xấu, nói thật vậy, cho nên mình cũng không có tự tin cho mấy để mà đi cưa cẩm người ta. Nhưng mà lúc đi về, anh bạn của em thì là bảo tao cua bé Trang nha mày. Xong kêu thì mày cua chứ giờ biết nói thế nào. Nên bạn em mới cua. Thế là anh bạn em cua đâu nằm 2 tháng sau ấy, thì anh bạn mới gọi điện cho em bảo là ôi con bé nó có người yêu rồi mày ơi, tao cua không có được, lúc nào tao vô nó cũng đi chơi, nó đi đâu mất tiêu, nó không có tiếp tao. Em mới kêu mày cô gái mà từ từ, mày làm cái gì, ai mà yêu mày liền mới có bao nhiêu lâu rồi mày bắt người ta yêu mày hay sao. Xong nó kêu thôi tao không cua ở đâu. Em mới bảo mày không cua thì để tao. Để cua cho tao là cua, dạ. cua giùm mày. Dạ không, là để nếu như mà bạn em không cua nữa ấy, thì là nhường để cho em đó. Em cua dạ. Rồi bạn của Hà có thách cả Hà cua? Dạ cũng có, nó bảo mày ngon thì mày cua đi, cưới được vợ thì tao bao mày nhậu. Trời cái cầu gì đó mà lắng xẹt. Nhỏ xẻ mà chắc là cũng ham nhậu nè. Bởi vì ta cua cho bỏ ghét mà. Ảnh cua em, ảnh dẫn em ra công viên. Ngồi công viên thôi, ảnh chưa có cho em uống nước. Thì trời tự nhiên mưa, cái em mới nói là thôi vô quán nước ngồi. Em kêu ra một chai C2 em uống. Xong ảnh nói chứ khát nước từ đời nào vậy. Lúc đó em cũng thấy tức rồi đó, em nói anh này sao nói chuyện vô duyên quá. Nên là em cũng không có ấn tượng gì với ảnh luôn. Rồi ảnh cứ nhắn tin gọi điện cho em liên tục. Nhưng mà mới đầu lên em bóc máy lên thì có chuyện nói, sau đó thì em không nói gì, em để hết tiền chơi vậy. Trời hả? Tốn nhiêu tiền em? Chắc ngày cũng mất cả tầm 200 ngàn. Trời luôn. Một ngày 200 ngàn. Dạ, lúc đó em gọi gần như 24/24. Nói chung là em bơm liên tục. Khủng bố vậy. Khủng bố, thả bom bi, bom na ban, thả hết, đúng không? Bơm tin nhắn nè, bơm cuộc gọi nè, mỗi tháng 6 triệu nè, đó. Vậy thì em dội bơm như vậy trong bao lâu thì cô này như là bị trúng ngã? 6-7 tháng gì là. Trời ơi, 6-6 cũng... bao nhiêu tiền? 6-6-42 triệu. Chứ cũng lâu lắm. Là em ở Phan Thiết đúng không? Dạ. Còn Trang ở Sài Gòn. Có nghĩa là vì tụi em ít thời gian ở bên gần nhau cho nên tụi em xài điện thoại là chủ yếu đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lúc đó ảnh bom tin nhắn liên tục quá nên là lúc 2:30 đêm á mà ảnh còn nhắn tin cho em nữa thì em cũng bực mình quá. Nhưng ảnh nói là sao không bao giờ nói yêu ảnh. Cái xong em tức quá em nói là em yêu anh luôn. Cái em tắt điện thoại em ngủ. Thì lúc đó em cũng chỉ nói giả vờ thôi chứ em chưa có yêu gì hết. Lúc đó thì mình cứ nghĩ là chắc là cô này cảm động vì mình cứ... Đây đạo diễn phim nè, hình dung liền à. Hai cái bối cảnh á, một bên thì tôi yêu nó mà. Còn bên kia trời sung sướng lúc 2 giờ đêm á, trời dính rồi, dính thôi. Rồi bao lâu thì cưới? 4 năm vậy. Rồi cưới xong thì sao? Dạ lúc yêu thì em thấy nhiều khi ảnh cũng lãng mạn lắm, mà cưới gì thì ảnh lãng xẹt à. Chưa có bao giờ mà đưa em đi chơi hay là đi ăn uống. Ví dụ như em nói là dắt em đi xem phim một bữa đi, ảnh nói ở nhà có máy tính đó, coi cái phim gì thì gõ lên thì coi đi, chứ đi xem phim tốn tiền quá. Bù lại tiền điện thoại đó cưng, 42 triệu tiền điện thoại mà cưng. Ở nhà là ai là người quản lý chi tiêu? Dạ em quản lý chi tiêu. Quản lý chi tiêu thì em lấy tiền nên em tự em đi coi mất mớ rồi. Nhưng mà phải đi hai người chứ một người một. Cái ngoài cái chuyện mà nó ra thì là chồng em còn nói thật xấu gì? Chơi vì bạn hơn là vì vợ. Anh cũng hay đi nhậu nữa. Còn cái gì nữa không? Mê game hơn là mê vợ. Mê game đến nỗi mà ảnh lười tắm, cứ quần áo đi làm về xong vứt lên giường chơi game đã luôn, không ăn cơm đâu gì luôn. Ảnh đi làm về trễ, đói bụng thì ảnh hối em nấu cơm ăn. Khi em nấu xong rồi thì ảnh nói là em nấu ăn dở. Rồi có lúc canh mặn quá thì ảnh nói chứ ông bán muối nào té trước nhà sao mà nấu canh mặn quá. Lúc nào ảnh cũng chê em hết. Ông chê em hết. Ông chê mà chê rất nhân văn. Trời. Chị biết sao không? Phải em lười tắm mà em ấy là đi làm gì, cởi đồ bỏ nó rồi chơi game tí. Xong ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi tí rồi tắm ngủ cho nó mát. Giờ mình tắm sớm quá lát nó nóng quá đồ mồ hôi mà kê nó ngủ gì được. Nhưng mà vợ em nấu cơm dở thiệt hay là em cố tình em nói vậy để dạ, em có thời gian chơi game? Không phải vậy. Nói chung nói ngon thì không thể nói ngon được, nhưng mà cũng không phải là dở. Nhưng mà em chê là tại vì em muốn vợ tự tin quá rồi quên mất nấu nó thành 31 nấu nó dở sao. Vậy đó chê hả? Để cho phát triển thêm. Vậy đó. Em có để ý không? Bạn này là dân xây dựng thiệt nhưng mà bạn rất là dí dỏm á nha.
Không biết là trong cuộc sống em có lãng mạn hay không, chứ còn cái dí dỏm khi mà chê bai của bạn mắc cười quá. Nói chung là cũng mời hơn. Lúc yêu mời người ta đi uống nước á mà phá một câu á, bộ khác lâu chưa được uống hay sao. Ăn canh vợ nấu nó không bắn muối nó té chết. À, chồng em cũng có những cái góp ý, nói chung là cũng lãng sạc thiệt. Nhưng mà có lúc nặng nổi điên mà thì em muốn bỏ phức cho rồi vậy? Dạ có lúc thì ảnh chơi game, nghiện game nhiều quá nên là hai vợ chồng cũng cãi vã, mà cũng ảnh cũng tức quá nên ảnh đập điện thoại. Mà ảnh đập thì hư nhẹ nhẹ thôi, em ném vô tường hơn luôn, không sửa được. Trời đất ơi. Rồi sao? Rồi xong hai cái điện thoại đi luôn, mua cái điện thoại mới xài. Rồi vợ em có cái tật xấu gì mà em không đồng ý không? Cái mà em không đồng ý nhất là nói quá nhiều. Nó đi nó lại. Rồi giống như là vợ thường hay đi mua sắm hơi bị quá nhiều. Mới đi đám tiệc đâu từng rồi đám tiệc chẳng hạn. À, anh ơi em đi sắm cái váy, em đi đâu anh đi đám. Xong đến đâu cỡ tầm vài tuần sau chẳng hạn. À cái đám tiệc nữa, anh ơi em lại đi sắm cái váy nữa. Không, nhưng mà em thấy thì nó rất là phí, bởi vì thật ra đồ mà mình mặc một lần như vậy thì rất là phí đúng không chị? Tầm 3-4 cái mặc xây dòng là được rồi. Thì em nói vậy thì vợ là bảo ủa sao anh là kêu kiệt hay là không cho em mua sắm này kia. Rồi em có muốn vợ em thay đổi những cái gì trong những cái mà em vừa mới nói ra? Đừng có nói nhiều quá. Rồi còn em? Dạ em muốn ảnh là quan tâm tới vợ chút xíu, chứ ảnh là chơi với bạn không, còn bỏ em bơ vơ ngồi ở chỗ nào cũng được. Rồi ảnh đi nhậu thì về quá khuya, mà xong khi muốn ói thì không có chịu đi xuống gác ói mà lại kêu em nữa, sau đó rồi quay sang giận em nữa, nên em thấy nhiều cái tính đó thì cũng không có tốt lắm. Còn thấy cái ca này khó hay là dễ? Dễ chứ không khó gì. Dễ làm sao? Thì bây giờ bớt nhậu lại chắc có lẽ là bên này sẽ bớt phát thanh, hiểu không? Đó. Nói chung là tất cả các bạn đều xuất phát từ cái miệng hết. Bên này uống cũng từ cái miệng, bên này nói cũng từ cái miệng. Thôi thì hai cái miệng cùng giảm một chút xíu thì cân bằng hết. Thật ra cái hoàn cảnh của tụi em nó có một cái vấn đề vậy. Mặc dù cái năm yêu nhau là rất là lâu, 4 năm. Nhưng mà tụi em lại ở cách xa nhau quá. Cho nên thực ra tính ra cái thời gian mà được tiếp cận nhau để tìm hiểu về nhau nó lại quá ít. Thì coi như bây giờ lấy nhau rồi thì mới có thời gian gần như là tìm hiểu nhau cặn kẽ hơn. Thì chắc chắn tụi em sẽ phát hiện nhiều những tính tình á, hoặc là những cái sở thích mà khi yêu mà mình không có biết được ở đối phương. Nhưng mà hơn tất cả những cái điều tụi em có những cái bực mình về nhau, thì chị hỏi thật lòng là khi tụi em lấy nhau rồi có cảm thấy là yêu nhau hơn lúc mà đang tìm hiểu nhau không? Dạ có chị. Có. Tại vì thường vậy nè, thuận cái tình yêu đó ở xa, trời đắm đuối lắm, đắm đuối vậy đó. Nhưng mà khi mà lại gần nhau rồi thì tự dưng nó không có như vậy nữa. Thì thường là chia tay hoặc là yêu nhau hơn thì ở với nhau luôn. Thì các bạn rơi trường hợp thứ hai, đó là quá tốt, cơ bản rồi. Còn bây giờ những cái việc mà sửa chữa như nãy chị nói đơn giản, sửa được mà, đúng không? Dạ, được. Đúng không? Đúng không? Bớt nhậu lại thì bên đây người ta bớt cằn nhằn thôi cưng. Dạ, xin chúc hai bạn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Wow. Mau có em bé. Chị biết lúc đó là cảm giác em gọi là quan gia ngõ hẹp. Vì ai vẫn phải vô tình, vì ai vẫn phải lòng mình trong thơ. Ngày đêm thương nhớ thẫn thờ, ra vào thấp thỏm ngẩn ngơ trong lòng. Wow, hay quá vậy ta. Trời ơi, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Hai bạn giới thiệu với mình đi. Em tên Nguyễn Văn Kiệt, năm nay em 24 tuổi, là giáo viên dạy hóa tại Cần Thơ. Đây là bà xã của em. Dạ em tên là Thùy Linh, năm nay em cũng 24 tuổi và em đang là giáo viên dạy toán của Cần Thơ. Nghĩa là hai bạn ở dưới Cần Thơ lên đây đúng không? Dạ đúng ạ. Có vẻ là phải cảm ơn hai bạn đã từ dưới Cần Thơ mà các bạn lên đây để tham gia với chương trình. Chắc có lẽ là hai bạn là trước đây là bạn bè mà bạn học với nhau rồi, biết nhau trước rồi đúng không? Dạ đúng rồi, hồi cấp 2 á, thì em mới chuyển trường mới thì em có gặp được ảnh. Cái ấn tượng đầu tiên của em là nhìn ảnh khô khan lắm, cái mặt lúc nào cũng hết lên vậy nè, đi không có nhìn ra phía trước, nhìn của người là vô duyên lắm. Chẳng qua cái này chẳng ơi. Tại vì lúc đó do là lớp trưởng nên thường hay chỉ huy các bạn xếp hàng, nhưng mà em thì tướng hơi nhỏ con nên phải ngướng lên để nhìn phía sau coi hàng nó thẳng chưa. Trời ơi, sao lòng đồng nghiệp người ta vậy con. Thì cái ấn tượng đầu tiên của em về vợ em đó như nào? Em cũng chưa biết gì cô ấy á, cho đến khi trường mở ra cái lớp bồi dưỡng học sinh giỏi máy tính bỏ túi á, thì em với cô ấy học chung. Mà em tức lắm, đi thi á là chỉ có được một đứa đi thi thôi, cái cô thiên vậy cô cho ảnh đi, cô kêu nó thôi con ở nhà đi, nhường cho Kiệt đi. Ôi lúc đó em ghét thiên nữa chứ. Em nói tại sao phải nhường cho bạn. Ủa con trai phải nhường sao? Mình tại sao mình phải nhường? Mẹ hóa mẹ toán. Ừ mà bên đây lại được đi thi. Dạ. Ghét là phải rồi đúng không? Rồi bao lâu thì em mới để ý đến vợ em? Sau khi cái đợt học máy tính đó xong, khoảng vài tháng sau trường lại mở thêm lớp bồi dưỡng dạy vật lý.
Thì không biết sao em với cô ấy lại vào cùng lớp đó. Thì chị biết lúc đó là cảm giác em gọi là quan gia ngõ hẹp. Gặp tụi bạn cũng vui lắm nha chị. Bắt hai đứa em phải ngồi kế nha. Gai gai đó. Rồi có lần khác thì lại phá cửa phòng lại nhốt hai đứa em vô chung. Trời ơi, hai đứa nó làm gì? Sao dám làm gì ông? Hỏi khó nói không à trời ơi. Em lấy bài á, em đi ra chỗ khác em ngồi. Để cho mấy bạn không có dị nghị. Vốn không ưa thằng cha này đúng không? Nhưng mà sau cái lần đó là em để ý vợ hả hay sao? Sao lần đó cũng chưa có gọi là để ý cho lắm. Tới đợt mà cuối khóa đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh á, thì lúc này em mới ấn tượng thật sự nè. Cái đề thi cũng cho khá là khó. Có một câu khó nhất em giải ra được, nhưng mà bà xã thì giải không ra. Thì em cũng tình thiệt thôi, em chép giấy em đưa lên. Cô ấy đọc xong cái phản ứng rất là gay gắt. Cách giải của bạn sai rồi. Không chép, chứ không chép rồi. Em nói kệ tham khảo rồi chép đại đi. Đúng hay sai cũng được, không chịu chép. Cái lúc ra thì ra khỏi phòng thì thầy sửa mới biết là em đã giải đúng rồi. Mà thật sự lúc đó em rất là ấn tượng với cái cá tính của cô này. Và sau đó mới để ý luôn. Dạ, lúc đó thì em cũng chưa gọi là thích lắm đâu. Cuối năm học, các bạn làm lưu bút truyền tay nhau. Cô ấy cũng làm một quyển lưu bút gửi cho em. Các bạn viết xong thì tính đến lúc em nhận thì ngay chăng em có đợi sẵn bốn câu thơ. Em đọc thử bốn câu của em. Dạ, xa nhau một chuyến ba năm, ngóng nhau chung bóng trăng rằm nhớ nhau, thà rằng trăng sáng lòng đau, 36 độ trước sau trăng tròn. Lúc đó em thì cứ nghĩ là cô này cố tình viết cho em. Tại vì nghe ngay trang của em. Lúc đó các em mới nói lại là 3 năm xa cách 3 năm, ngày mong tin nhạn đêm nằm nhớ nhau. Dù không nên nghĩa chầu cao, nhưng mình vẫn phải như cao với chầu. Mà cái này là em làm hay em sưu tầm? Dạ thơ đó là chín cho em viết ra luôn. Em đọc câu đó em xúc động không? Em nhận lại xong cái em mới viết lại bốn câu khác. Vì ai bạn phải vô tình, vì ai bạn phải lòng mình trong thơ. Ngày đêm thương nhớ thẫn thờ, ra vào thấp thỏm ngẩn ngơ trong lòng. Wow, cái gì vậy ta? Bình thường á là anh té đó là bao giờ cũng là có một cái gì đó nó bất ngờ đúng không? Nhưng mà lần này té, lần này té, đây là cái té này là cái té ngưỡng ngộ. Văn á thì làm thơ là nó bình thường rồi đúng không? Còn cái này toán hóa làm thơ mới là lạ. Rất là ý nhị nghe. Rồi em có trả lời nữa không? Dạ có chứ. Vì nàng ta thức bao đêm, vì nàng ta phải học thêm dài dài. Vì nàng chẳng phải vì ai, vô tình đã biết đêm ngày tương tư. Hay quá. Lúc đó em mới hỏi ngược lại á, là nàng kia tên họ là chi, hãy giải bài kẻo phân nghi lòng này. Tình yêu giống thật đông đầy, nhưng tình câm nín có hay được lòng. Trời ơi. Lúc đó em mới viết là hai câu ngắn gọn đó. Nàng kia họ Phạm chữ Thị, biệt danh Bạch Cúc chữ Thùy tên Linh. Nhận luôn không em? Dạ lúc đó em cũng chưa nhận lời nữa. Tại vì thật sự thì học chung cũng biết mà học giỏi thiệt, nhưng mà chưa chắc mình hơn mình cái đầu. Đốt lần nữa thôi. Dạ, tôi với bạn ra mình chơi bàn cà rô. Cái hai bàn đầu em với anh về. Cái tay bạn thứ ba không biết sao anh thắng em rồi. Nghĩa là anh thắng em toàn phần đó. Dạ. Rồi ta. Thời gian chúng em quen nhau là tới 6 năm rồi. 6 năm rồi đó. Từ lúc mà yêu cho đến lúc cưới nhau thì có bao giờ mà em giận chồng em được? Dạ có. Lúc mà anh làm thơ với em á thì em nghĩ anh là người lãng mạn lắm. Nhưng mà tới lúc yêu thật sự á thì anh không phải lãng mạn được như vậy. Lễ Tết hay là sinh nhật em vậy đó, khi anh cũng không nhớ luôn. Cái không có một lời chúc mừng, cũng không có một món quà, không có gì hết, làm rất là buồn. Tại vì đối với tánh của em không có để ý những ngày như Noel, 14 tháng 2. Em cũng không có quan tâm đó. Sao cứ vợ em nhắc rồi em có thay đổi không? Cũng đã đỡ hơn chút. Đã đỡ hơn chút hả? Hai bạn quen nhau vậy rồi cái lúc mà ngỏ lời cưới á thì là ai ngỏ lời trước? Là em lời cưới. Hả? Em ạ. Tại vì con gái ở dưới quê thì ai cũng muốn lấy chồng sớm. Em với anh quen nhau cũng 6 năm rồi. Đi tới đi lui thì hàng xóm ta cũng dị nghị. Em nói thôi anh ơi, mình cưới đi. Tìm hiểu đủ rồi. Anh thì anh không chịu. Em muốn là tự mình có khả năng tổ chức cái đám cưới cho riêng mình. Không có phải nhờ vào cha mẹ giúp đỡ. Em muốn ra trường có việc làm ổn định rồi em mới tự tổ chức đám cưới. Mà cô ấy cứ đợi cưới qua ha. Rồi có gây lộn không? Hai đứa giận nhau thời gian cũng khá là dài. Mấy tháng luôn. Mấy tháng sau á, em có cái học bổng đi du học. Đó cái em vẫn còn giận, nhưng mà em nghĩ lại á, bây giờ đi học tới 4 năm rồi. Bây giờ bỏ cô ấy ở nhà rồi, đó tôi đi lấy chồng khác rồi sao? Em mới đem cái chuyện này em thưa với mẹ. Em bất ngờ lắm.
Hẹn nó cưới liền. Ủa cưới liền xong rồi có đi du học không? Thời gian đó cũng buồn rồi kể anh ơi, 21 anh đi du học anh bỏ em ở nhà mình nên em làm gì cho hết 4 năm ở đây. Nói sao không biết nè, anh ở nhà anh bỏ luôn cái du học luôn. Em rất là xúc động về cái việc đó. Thế là sau khi hai vợ chồng lấy nhau về thì có những cái sự bất ngờ gì ở người bạn đời của mình không? Chồng hay hứa lắm. Em nói với chồng là 21 anh đừng lấy họ Nguyễn, anh lấy họ Hứa đi. Ồ vậy đó hả? Tức là hứa mà không làm hả hay sao? Cũng có làm mà làm chậm trễ lắm. Đám cưới xong cái anh hứa nói để anh dẫn em đi Suối Tiên chơi. Lúc mà hứa là đám cưới cái qua tết cũng không dẫn, đâu tới hè cái anh nói mình đi nơi nào gần gần hơn chút đi, giờ mình đi chợ nổi cái găng đi, cái anh hứa cái tới tết làm thứ hai cũng không dẫn em đi, anh lỡ hứa là mình đi gần gần với em, giờ mình đi bến Ninh Kiều đi, bến Kiều sát bên, ngày nào em cũng đi ngang đó chứ. Cũng quan cho em, mặc dù không có dắt đi Suối Tiên thiệt nhưng mà kỷ niệm năm mà cưới em cũng dắt cô ấy đi khu du lịch Đầm Sen với đi chơi Phú Mỹ Hưng mà. Nó cũng được lên tới Sài Gòn rồi đúng không? Lên trên đây là đi về liền hay là ở lại? Có ở lại một đêm. Ở lại thì chứ sao cái về ở liền lại được. Đó thì hai đứa là bị quê cái trận nó cũng hơi đó. Không sao, sao em? Vô cái người ta đưa chìa khóa phòng đi lên, cái thấy cầu giao điện. Em làm nói cách luôn em lặng là cái nói với anh ơi chạy xuống kia tiếp tân thì giờ mình làm gì cũng không được chứ. Thì lúc đó em cũng biết thế rồi. Thì em mới chạy thẳng xuống tiếp tân, em nhờ anh đi lên. Gặp anh tiếp tân này anh cũng vui lắm chị. Không nói không cười nhá, đi thẳng lên phòng một đưa chìa khóa xong cắm thẳng vô cái khe phía trên cái công tắc á. Lập tức nguyên đèn điện máy lạnh gì chạy trơn. Lúc đó nói thiệt là hai vợ chồng em không biết trốn ở đâu mà cho nó hết quê. Cũng chưa xong đâu anh, tới gần ngủ á em mới mở đèn ngủ nó không có cháy. Mà cái đèn nó cũng ngộ đó. Em đụng nó vô á thì nó cháy. Em không đụng nó thì nó tắt. Mặc dù công tắc em mở rồi nha. Em tức lên nó thôi lên chạy đi ngủ trong bóng tối đi, cái tắt đèn lớn tự động đèn ngủ cháy. Đèn cảm ứng á. Dạ đèn cảm ứng. Cái đèn cảm ứng ánh sáng. Nó còn bất ngờ gì nữa không? Em chỉ bất ngờ là ảnh thiếu lãng mạn với lại hai màn họ hứa. Có nghĩa là ý em muốn là bây giờ á không hứa thôi, hứa làm liền đúng không? Dạ, đúng. Đó, phụ nữ là vậy đó Thuận à. Đừng có hứa gì trơn á, mà hứa là phải làm chứ đừng có thất hứa. Còn em bất ngờ gì vợ em? Em thì trước khi quen cô ấy thì cô ấy rất là chu đáo, lo chu tất mọi việc hết. Mà đến lúc cưới rồi á mới phát hiện ra cô ấy rất là hậu đậu mà lại mau quên nữa chứ. Cô ấy hậu đậu đến nỗi mà có một lần hai vợ chồng về quê mà đi đám cưới, đến lúc thì tới nhà lục đồ ra để mặc phát hiện là cô ấy không sợ chán bất cứ quần nào chứ. Trời ơi giỡn đậu. Đúng thế quá à, em phải đành mượn cái quần của cậu em vợ còn nhỏ xíu à. Nguyên nhà cười quá trời cười. Quần áo còn đỡ quanh quần mệt lắm à. Là chỉ có cái hay quên thôi gì? Còn cái này sốc hơn vậy. Gì hả? Em yêu cái cô này là vì để quá học giỏi, để làm thơ hay, để chu đáo. Nhưng mà sau này em mới phát hiện là em vỡ mộng. Thơ cô ấy đón với em hồi trước á, không phải do cô ấy làm ra. Chứ cho ai? Dạ do bản của em làm ra. Nhà em thì học tốt mà, thành ra em đâu có giỏi gì thơ đâu. Bạn kia trả lời dùm. Thường á, nghe cái tâm sự của các bạn thì những cái thói xấu vợ hoặc chồng kể về nhau á, đó là những cái tật nhỏ nhỏ mình có thể tự khắc phục được đúng không em? Dạ. Rất mong là hai em á sẽ có nhiều chuyến đi du lịch vui vẻ nữa nè, rồi yêu nhau nè và đẻ ra được và lại công viên là em có đã có ý đồ. Anh mới dụ em anh kia em vô khách sạn. Hồi hộp nó sợ thì sao? Quýt lên vậy nè, em tấn động xuống nha. Quýt quýt như quýt bốc sinh thái vậy đó. Bây giờ xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Cặp vợ chồng này rất trẻ. Dạ xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Ngô Trần Anh Phong, em 23 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại em đang làm quản lý. Em là Lê Thị Ngọc Huyền, em năm nay 23 tuổi, em là nhân viên bán hàng. Thế thì các bạn trẻ như vậy thì cái lúc mà các bạn gặp nhau đầu tiên đó là lúc đó là bao nhiêu tuổi? Em gặp nhau là 18 tuổi anh. Rồi hai bạn lúc đó gặp nhau là dạ thì lúc đó thì em ở dưới quê lên bán hàng ở chợ Bến Thành đó. Dạ thì hai chồng em bán hàng là đối diện với nhau. Thì mỗi buổi sáng nào em mở cửa tiệm rồi cũng thấy là cô vợ em đang ngồi đối diện đó mà ngồi tướng kỳ lắm.
Ừ, đúng sao? Mà tướng xấu lắm. Hồi tướng chẳng hạn như nè. Mà nghe tay phone nhép nhép nhép, nhép miệng ca nè. Trời ơi, con gái gì mà ngồi tướng xấu mất nết quá trời à. Trời ơi, mặc quần phải không? Thì đó, mặc quần thì tại em ngồi mà đó. Em ngồi nghe nhạc thì em ngồi. Tại vì ngồi ngồi cái thiềm nó xuống thì em ngồi em nghe nhạc thì nè. Em nhịp 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 vậy đó. Và mà chắc có lẽ là cái tướng ngồi đó cho nên là đã để lại trong em một ấn tượng gì dạ. Đó rất đặc biệt của thì này. Cứ đi ra vô lao giày quét giày cứ thấy vợ ngồi bển thì từ từ nó cũng có cái ấn tượng này trong đầu mình thì cũng hơi mến mến. Em mới nói cho con bé làm chung á thì con bé đó mới nói là trời con nhỏ nó chảnh lắm mày cua nó không được đâu. À, em đàn ông em trai mới tức em nói là nếu bây giờ tao cua được mày tính cái gì. Thì nhỏ nó nói nếu bây giờ mày cua dính nó đi thì tao chung mày chậu đậu. Nhắn tin một thời gian thì em mới biết ra cái câu chuyện đó. Thì chị em mới điện nói với em là chị em làm chung với ai chồng em chứ. Ủa mà chị nghe em quen với Phong hả? Cái nó ừ thì em đang quen nó có gì không chị? Trời ơi nó không có thương con đâu. Nó lợi dụng con nó cá độ quá. Tức chị, tức quá. Cái em mới điện em hỏi ảnh, ảnh từ chối. Cái em mới nói bây giờ có thiệt hay không? Anh nói đại đi. Có. Xong mới kìm em hỏi bé nào với anh. Thì cái bé đó là chị em ghét nữa. Đâm em ghét cái sao em thích nhà em quen. Em quen để cho thua thôi chứ em không có ý định là em quen luôn. Dạ, rồi ăn lẩu ngon không? Dạ. Ăn đúng không? Dạ, ăn lẩu miễn phí mà được có ghệ nữa. Cái buổi hẹn hò đầu tiên là sao? Dạ thì cái lúc hai chồng em quen đó là tới dịp Noel thì em mới ngỏ lời là hai đứa đi chơi. Thì tối hôm đó thì hai chồng mới đi chơi ngay công viên đó. Tại ngay ngày lễ mà. Cho nên là vô công viên đúng không? Công viên ngồi nói chuyện. Rồi sao nói quyền? Xong vô công viên ngồi nói chuyện thì đâu em với ảnh á bắt đầu nhớ giờ đó là 2 giờ mấy rồi. Đến quýnh chạy về cái chỗ mà em bán đó thì đã đóng cửa. Mới dụ em kêu em vô khách sạn. Đó. Cái xong em cũng suy nghĩ mình thử anh có làm gì mình không. Lúc đó em cũng mạnh mà, lúc đó em khỏe lắm. Em nói anh này. em nói anh này anh cũng ốm. Bắt đầu em chấp nhận em đi vô. Thì vô á thì nằm ngủ á thì em ngủ trong ngủ ngoài cái ảnh cứ lấy cái giọt cứ gác rồi ngoài em mới thử nè cái em cứ xô ra đâu 4-5 lần cái ảnh gác nữa cái em cho bộ mở mắt cái em thử coi mắt ảnh có mở hay là nhắm mắt á ảnh nhắm mắt cái em nghĩ là thói quen quá cái em cũng im để cho ảnh gác luôn tới sáng đó. Là em không ngủ được em canh mà em không dám nhắm mắt thôi có gì là mình đạp mình thủ chân á mình đạp ra vậy đó chạy đó. Bây giờ anh hỏi thiệt em cái lúc mà em rủ vợ em vô khách sạn á dạ. Là lúc đó là do là tình thế hay là em có ý đồ gì không là lúc là lại công viên là em có đã có ý đồ mới rủ em mới biết đó dạ mới rủ cô ấy là nói chuyện mình cho cô ấy nói chuyện say mới xíu cho hết giờ để cho tiệm đóng cửa khỏi đi về được một lòng phải vô ý đồ là đi vô khách sạn dạ mà vô khách sạn rồi không làm gì chân gác có cái dạ. Giò ngủ luôn lúc gác chân đó thì mình nghĩ mình sẽ làm thêm cái chuyện gì đó mà không hiểu tại sao mình cứ thức để chân đi hoài không dám làm thêm cái gì nữa hồi hộp nó sợ sao mà không dám làm gì hết. Bây giờ anh hỏi em nè, từ cái lúc mà em gác cái chân lên người của Huyền á, dạ. Anh hỏi thật lòng nha. Dạ. Em có ngủ được không? Dạ. Thức tới sáng anh đâu ngủ được. Coi như anh canh chị canh anh đó, đứa nào cũng canh nhau ngủ luôn. Chưa hết đâu, sáng xuống trả phòng đi, ảnh quăng cho em một chầu nữa, trả tiền phòng, hết tiền. Không có tiền trả. Dạ, tại vì hồi tối đó thì cũng đi chơi xong mà quên là hết tiền rồi đi xuống tính tiền móc túi ra đâu có còn tiền nữa mới quay qua kêu vợ lại em ơi giờ em trả tiền phòng nghe lúc đó thì ngại không sợ mà kẹt thế thì phải nói thôi dạ rồi lúc đó em cảm giác sao cái mặt giống như không lấy cái gì che lại luôn quá dễ sợ ai cũng nhìn em chân nhất là mấy người trong đó nhìn chắc nói mình bao trai đi như vậy quá lắm cái xong mà đi ra mình nói nha anh làm gì kỳ quá em quê quá mà nói anh hết tiền lúc đầu đi em không đi đâu vậy đó dễ gì khuya đó mà nói bỡ vậy trời nói em đi vụ đó anh vậy khổ ghê đó nó nói nguyên đêm cái thân của mình bị gác giò đó nó bị xéo rồi bị hốt tiền khách sạn quê dễ sợ trả lại không dạ trả lại không hay thiếu tới giờ luôn thiếu tới giờ luôn không trả cho em luôn rồi vậy là hai bạn lấy nhau được mấy năm rồi dạ mới hai được hai năm rưỡi vậy yêu nhau cũng lâu á đúng dạ, không yêu 3 năm cái lúc mà chưa cưới nhau á em có hay thường xuyên qua lại nhà của Huyền không dạ không tại lúc đó mẹ Huyền nói như nhìn tướng em ốm quá như học chắc không có lo được cho Huyền đâu nên mẹ không đồng ý cho hai đứa quen bắt đầu phải quen lén mấy năm trời luôn
Em làm cái gì để mà thuyết phục mẹ của Quyền để mà chấp nhận cho Quyền quen với em? Dạ thì lúc đó thì ba em mới điện thoại cho em về quê là không cho em làm ở đây nữa. Bắt thì về ở dưới mấy tháng trời luôn thì cũng buồn cũng nhớ ghệ nữa. Dạ thì mới điện kêu vợ em xuống thăm. Thì lúc đó em xuống á, tới nhà ảnh á, em rất là ấn tượng mẹ chồng em, rất là xì tin. Cái em nghĩ trong bụng á là nói á, chắc mình lấy anh này về chắc mình cũng được xì tin như mẹ chồng mình vậy đó. Em rất khoái. Xong thì ba chồng em nữa thương em lắm, coi em giống như con gái vậy đó. Xong cái mến gia đình ảnh lắm nha. Cái xong mà em chơi được vài ngày thì em về Sài Gòn, thì ảnh khóc quá trời luôn, ảnh nói thôi em đừng có đi. Em cũng ngồi, hai đứa em ngồi khóc. Cái xong mấy em mới suy nghĩ, giờ em quyết định mới lại rồi. Xong cái bắt đầu một tuần sau thì cậu em ở trên đây mới đi tìm em. Cái em thú thật, bây giờ em nói em ở dưới nhà chồng em vậy đó. Xong rồi cái cậu em nói thôi giờ về đi, để cậu phiên mẹ, vì em cũng vậy nó phiên mẹ cho hai đứa cưới. Sợ em bỏ đi theo trai, chứ mày sợ vậy. Mà có đi rồi, lúc đó mẹ điện thoại nói là con về đi cho hai đứa cưới nhau. Thì lúc đó em cũng sợ mất vợ, nhiều khi là vợ đi lên chảnh rồi mẹ bắt ở chảnh luôn, không cho về xuống nữa. Em mới là năn nỉ với ba mẹ ở dưới đây là đi lên trên nhà vợ. Thì lên chảnh thì ba mẹ em nói chuyện đàng hoàng, hai bên nói với nhau thì một tháng sau là hai đứa em cưới. Vậy cũng xui xẻo quá ha. Lấy nhau về vui không? Cũng vui. Đứa nào kèo trên, đứa nào kèo dưới? Thấy câu bộ kèo trên lão cam rồi đó nha. Thế sao rồi, nói nhỏ chị nghe coi. Dạ. Mốt bảo kê cho nè. Dạ. Dạ, lúc mà chưa cưới thấy vợ em nó hiền lắm. Mà bây giờ thì giữ như cọp. Vậy á? Dạ. Ví dụ, phải sao không? Mà giữ như cọp không có tin à. Đánh em cô gì mày. Nhìn tướng vậy chứ đánh em ra hoài đó. Phải không? Dạ. Đánh mà đánh có nhiều kiểu đánh không? Dạ đánh nhiều. Tôi biết đâu đó rồi, đánh thương. Đánh mạnh lắm. Đánh mạnh lắm. Dạ. À lời đánh... gói trắng trỏ vậy đó, quýnh người quýnh bất sinh thái vậy đó. Ngồi chỗ cứ né vậy không nè. Quýnh tới võ thái là quýnh cái này quýnh xuống nè. Em quýnh em giọng em đá lên vậy nè chị ơi, em đá dữ lắm, em cái giò thì rồi. Nhưng mà tại sao lại thích đánh chồng vậy? Tại vì thấy chồng không đánh lại phải không? Không phải đâu, tại anh có cái tật lì anh hay chọc em lắm. À chẳng hạn giống như lại cái ôm mà ôm mình đang nấu nướng mà cái ôm gì nè, không phải ôm bình thường mà ôm gỉ, cái đó là kêu bằng gỉ kẹp nách đúng không? Em tức quá cái em quất lên vậy nè, em chấn động xuống nghe, quất nghe nè, nó nghe nè, nó nghe nè, đâu thử vô thử ra. Có nhà vô nữa không? Có chứ, mà nhây á, kiểu nhây á. Có nhây hoài thì đó, em quýnh hoài đó, cứ vô vậy ghè ghè vậy đó. Cái đó là ghiền rồi. Ghiền rồi, ghiền quýnh rồi. Vậy là em ghiền bị đánh đúng không? Chứ còn ai mà biết nếu mà đánh đâu thực sự thì phải né chứ đúng không? Mà quánh thiệt không? Em quánh thiệt mà, trời em không có quánh giỡn đâu. Đánh vậy nè, giọng vậy đó. Thôi đó, con mày đánh vô đâu. Em giọng vô mặt, em giọng tứ lưu xung quá trơn rồi chị ơi. Vậy đó. Hèn gì, tao nói cái mặt nhỏ bây giờ nó thon. Khỏi đi gọt cầm. Đau không cưng? Dạ đau chứ. Lúc em ghen em có đánh không? Ghen á thì có. Ngắt dữ lắm. Dạ giống như em đi xe chạy xe ngoài đường á. Dạ tự như gặp con gái nào. Gặp gái đẹp á chị. Cứ là đi chở em là có gái đẹp là chạy íp lên cái nhìn lại quá. Vậy đó. Chịu nổi không thì nó em phải quýnh liền. Cắt liền. Mà thường xuyên không? Thường xuyên luôn á. Tại vì em đi chung với thằng em trai em mà thì đàn ông với nhau mà gặp gái đẹp thì xi nhan như thế. Bị phát hiện. Bị phát hiện rồi nhéo em. Ê, thật sự mà nói á, nhiều khi á bị đánh nhiều quá nó dẫn đến cái chuyện là ghiền bị đánh. Một ngày mà em không bị đánh có nhớ nhớ không? Dạ. Hơi nhớ. Rồi sáng giờ có đánh chưa? Dạ chứ sáng giờ chưa. Tại sáng giờ vô đây đợi chứ chưa dám đánh, chắc về nhà hồi có nữa đó. Nãy giờ vợ em khui tật xấu em. Dạ. Chứ tật xấu vợ em là gì? Tật có xấu nhiều, rất nhiều. Ngoài cái chuyện đánh em ra. À, tật xấu là lúc mà cưới nhau về hai vợ chồng em có con đó. Thì tối nào á con nó khát sữa nó khóc đó, dỗ không nín. Cái mà la làng lên cho em thức dậy, em dỗ để nằm xuống ngủ đi. Tại em giữ mấy ngày em mệt rồi thì em phải giữ phụ em. Mà thêm cái tật ngu mà la lớn. Giận nữa. Cái tật nữa. Mới gần đây luôn nè. Mới gần đây là hổm là chưa tới khai mạc World Cup á. Em với thằng em 4 đứa, với thêm vợ em với hai chồng em là 4 đứa. Thì đang nằm trên trên gác á, đang bàn về vấn đề World Cup đó. Thì con nhỏ vợ của thằng em mới nói là ủa World Cup này có Việt Nam không ta? Thì em với thằng em thì hai thằng đã cười rồi. Thêm chị này chỉ vô. Gì vậy má? Trời ơi, không có Việt Nam sao có World Cup má?
anh xin thay mặt cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất cảm ơn em. Quê dễ sợ luôn. Hả? Sao thấy vui quá ha, cặp này vui ghê luôn á. Chồng còn tật xấu nào nữa không? Rồi vợ còn tật xấu nào đáng để lên án nữa không? Ảnh làm biếng lắm chị ơi. Mình á thì mình ở nhà chồng mà, mình đâu dám sai nhiều. Mình sợ mẹ dây mẹ chồng mình nói. Kêu ảnh là anh phụ em chút xíu đi anh. Mẹ ra làm nó giùm con cứ vậy không đó chị, sao em dám kêu. Thì đó, đôi lúc cái đâm gan bực bội tối vô cái em sầm em đạp cho mấy cái nữa. Đâu có đánh nha, em chỉ trợn mắt tối vô em đạp thôi đó. Em chỉ chửi cơn giận lên vô tối mình ráng làm công chuyện để đổi tối vô chút giận. Dạ đúng rồi đó, tại vì em biết trước sau cũng bị quýnh thôi, chẳng là ho nằm đó mà bị quýnh, bây giờ làm nó cũng bị quýnh nữa rồi. Cũng nhiều xíu mà khỏe nào hay giúp đó. Rồi bây giờ ví dụ như nhiều tật xấu quá, giờ ước mong thay đổi là thay đổi một tật của chồng thôi. Nếu ta thay đổi thì em muốn ảnh giống như ảnh đừng có cọc tính với hay về phụ em vậy đó, chứ đừng có nạnh em nữa. Ảnh nói em nạnh chứ tức là ảnh nạnh hơn em nhiều lắm. Tức là bớt nóng tính đi. Dạ. Ảnh ra đường anh cũng cọc lắm á. Thì đó, thì kệ, đằng nào cũng bị quýnh mà cứ dập nó đi rồi tối về. Còn em, nếu như em cho em một cái điều mà em mong muốn giờ em thay đổi thì em mong điều gì? Mong là bớt nóng tính lại, đừng quýnh em nữa. Hai dễ thương bà, hai ông bà đều mong nhau đừng có nóng tính nữa. Có nghĩa là cô này nóng bằng đêm, còn ông này nóng bằng ngày nè. Đó, ban ngày ông canh, cái gì ông cũng nóng lên đó, bằng đêm là cô này của... Thiệt. Có gì cũng đề quê rồi. Bỏ lượt mà nóng lượt. Dạ. Tùy đó, hai chồng tự tính đi. Rồi, tối nay về tự tính với nhau nghe. Tròn. Em thích những người có mặt tròn. Lần đầu tiên em gặp em ghét lắm. Đi học anh rất là điệu. Bữa đó đám giỗ em dắt về luôn. Ở giờ lắm. Chúng ta sẽ gặp ngay sau đây một cặp vợ chồng tiếp theo. Và trước khi họ xuất hiện thì xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin chào hai em. Chào anh chị. Có cảm thấy thoải mái hay là run rẩy không? Dạ không, có căng không? Có căng không? Không căng đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện. Mời bạn giới thiệu cho mình. Em tên Vũ Đăng Khoa. Nghề nghiệp của em là giao nhận. Em năm nay 29 tuổi. Thế còn em? Dạ, em tên là Kim Oanh. Em năm nay 28 tuổi. Dạ, nghề của em là nhân viên kinh doanh. Dạ. Oanh như Khoa. Dạ. Kinh doanh, giao nhận. Dạ. Bên này buôn bán, bên này giao hàng, nhận hàng. Dạ. Vậy hai bạn gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em học chung với nhau năm cấp 3. Tụi em quen nhau từ hồi lớp 11. Từ lúc đó cho tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi? Dạ, tới tính ngày cưới nó là đã 12 năm. Vậy là hiểu hết về nhau rồi đúng không? Hiểu cũng được khoảng 90%. Trời, vậy là hay lắm đó. Ấn tượng như thế nào mà em gặp đó là em yêu luôn vậy? Cái mặt tròn tròn. Em thích những người có mặt tròn. Mình đàn ông mà, mình sẽ nhìn vô cái vòng một đầu tiên. Thì vòng một cũng ok. Nhà được thêm có cái mùi thơm nữa. Mùi thơm tự nhiên hay là do em tại sử dụng cái loại dầu thơm? Dạ không, em lúc đi học mặc áo dài á. Trời nóng cho nên em bị nổi sậy. Em dùng phấn rôm. Với gương mặt tròn tròn, với cái V1 cũng tròn tròn. Lúc đó người có tròn tròn không? Dạ không, có người nhon lắm. Nhà mới tròn. Em có em bé chưa? Dạ em có em bé rồi. Mấy em? Dạ có một. Rồi ấn tượng của em về chồng em sao? Lần đầu tiên em gặp anh em ghét lắm. Tại vì ảnh đi học anh rất là điệu. Dạ. Điệu vô cùng luôn. Thí dụ coi. Cái tóc của ảnh lúc nào cũng như là trái chôm chôm vậy. Nó cứ dựng đứng chỉ, mà nó cứng nhắc như vậy á. Là em xịt keo hả cơ? Dạ. Xịt mút á. Đang có mút mà tóc của Lâm Trường á chị. Em để tóc giống Lâm Trường. Rồi hai bạn trong cái thời gian mà quen nhau như vậy thì gia đình có biết? Lúc đầu gia đình không có biết. Nhưng mà tới lúc mà năm lớp 12 á thì gia đình phát hiện, mà gia đình cũng cấm đi học. Phụ huynh thì hai bà mẹ ngồi nói chuyện xong rồi về cấm luôn. Còn hai đứa sao, có nghe lời mẹ không? Vẫn quen nhưng mà quen lén. Trong bao lâu? Dạ 4 năm. Trời ơi, quen nhau như vậy rồi lén gia đình hả? Quen nhau thì đến khi nào mà gia đình mới biết và chấp nhận? Dạ tới lúc em đi làm. Đi làm là gia đình biết. Mà chị... em cứ nói là dắt ai về á là cưới người đó luôn, chứ không có dắt người khác nữa. Bữa đó đám giỗ là em dắt về luôn. Là coi như là cả dòng họ đều biết luôn.
Rồi như vậy là hôn nhân thuận lợi đúng không? Dạ, tới lúc cưới thì không có gì hết. Rồi, rồi dạ. Cưới xong về rồi có vỡ mộng gì về nhau không? Dạ có chứ. Vỡ mộng về cái gì? Thứ nhất là ảnh cực kỳ mê chơi điện tử. Hồi thời gian mà yêu nhau á, nhiều khi ảnh mê điện tử đến lúc mà ảnh thẹn với em mà ảnh cho em đứng đó xong em tự em đi về luôn. Là tới lúc mà cưới nhau về á, ảnh mê game đá banh. Khi ảnh thức tới giờ nào là con bé nó thức tới giờ đó. Mà em đi làm về em rất là mệt nữa, em muốn ngủ sớm thì ảnh tắt thì ảnh nó mới chịu đi ngủ. Cứ ảnh cứ ngồi chơi là nó ngồi nó chơi với ảnh vậy. Ồ vậy hả? Ngồi ngoài ra còn gì nữa không? Ở dơ lắm. Thì em biết lúc trước khi cưới thì em cũng biết là ảnh ở dơ, ảnh bừa bộn lắm. Nhưng mà em không nghĩ là cưới về ảnh lại ở dơ như vậy. Nhiều khi đi làm về mệt á, người ảnh đi giao nhận mà ảnh đi ở ngoài đường, ngoài xá nhiều đó. Ảnh về cái ảnh nói thôi hôm nay lạnh quá không tắm đâu, lên giường nằm đắp mền ngủ. Trời ơi, em có khi nào mà vì những cái cú vỡ mộng đó mà khiến em dẫn đến cái chuyện mà em bị trầm cảm về chuyện không? Em thì không phải vì chuyện đó mà trầm cảm, mà do là em sanh con xong á, em bị stress vì giao sau sau sanh. Lý do? Tại vì em chăm con thức đêm á, em bị thiếu ngủ, với lại em ở nhà chồng mà, thì mẹ chăm theo cái của người lớn ngày xưa, đó. Em chăm cái kiểu của em là hiện đại, không có hòa hợp được. Nhiều khi em phải nghe nhưng mà em bị stress ở chỗ đó. Em không có chia sẻ được với ai hết, không em bị rất là nặng. Dạ. Không nói với chồng luôn á. Em thì em nghĩ là nói ra ảnh cũng không có giải quyết được gì, ảnh là đàn ông mà, nên thôi không nói luôn. Chưa bao giờ nói. Em ít nói chuyện. Em chưa bao giờ nói về vấn đề đó với chồng. Thì em thấy tự nhiên làm khóc mình, em nói ủa sao khóc vậy? Thì hỏi ra không chịu nói, làm sao biết được nguyên nhân chính xác. Cái em cũng làm bộ thấy buồn buồn, em lại ôm. Sao vậy, nói anh nghe coi, để anh giải quyết giùm cho. Không có gì đâu, anh cứ ngủ đi hay anh chơi game đi. Để em tự giải quyết đi. Thì mấy lần như vậy cứ làm hoài thì tới sáng mai cứ hết buồn, hết khóc đi. Thì em cũng như gọi là trai rồi, cũng không có quan tâm đến nữa. Bây giờ còn không? Nói chung là cũng đỡ rồi. Em hay nổi cáu vô cớ lắm. Em cáu lắm, em chỉ biết trút giận lên người ảnh thôi chứ giờ đâu có trút lên được ai đâu. Cho nên là nhiều khi thấy cũng tội nghiệp ảnh. Nhiều khi mình tức á, nhiều khi ảnh biết cái vấn đề đó nhưng mà ảnh không nói gì hết, ảnh im. Em, cái stress của em á, nó giờ nó ở cấp độ nào? Cái thời điểm mà con bé nó cũng còn nhỏ đó, 9-10 tháng là cái lúc đó em bị rất là nặng luôn. Tại vì em đi làm rất là sớm, em 2 tháng rưỡi là em đã đi làm rồi. Tại vì công việc mà. Rồi về nhà rồi dọn dẹp nhà cửa con cái rồi này nọ mà bực á, bực chập trong người rồi chồng không hiểu á. Có những lúc em nghĩ tới tình huống xấu nhất luôn á, là em tự tử á. Cứ nghĩ tới vấn đề đó xong mà cứ nhìn lại đứa con á thì không làm được. Xong rồi thôi tự điều tiết cái tâm trạng của mình á, kìm hãm lại. Em biết không, vợ em á là bị stress á. Mà cái stress nó là nguyên nhân á, dẫn đến cái chuyện là vợ em thèm ăn. Vì khi em bị stress em thiếu ngủ, em cũng mập. Chị nghĩ rằng á là em chưa hết stress đâu, em giảm đi thôi chứ em chưa hết đâu. Dạ đúng. Tại vì ở cái tuổi này của em á, với đứa con đầu lòng á, em lấy lại vóc dáng nhanh lắm. Nhưng mà lý do gì mà hai bạn yêu nhau cả mười mấy năm như vậy mà lại không thể hiểu hết được nhau, không thể chia sẻ được? Tại em nghĩ thứ nhất là ảnh á, ở giữa không thể nào mà ở bên vợ, mà cũng không thể nào mà ảnh nghe lời mẹ được. Cho nên là em nghĩ thôi bây giờ nếu mà nói ra thì tội nghiệp cho ảnh, là ảnh không làm được gì đâu, thôi em không nói. Cho nên là em cứ giữ trong lòng vậy thì mình ức chế, mà em cũng không có nói được với mẹ em. Như vậy là em bị sai lầm á. Tại vì á, em phải nhớ rằng á, là cái người đàn ông này á, là mình đã đi chung đường với người ta 12 năm trời rồi. Đây là một cái điểm tựa duy nhất của em. Có những điều em cần phải nói, em không thể nào giữ yên trong lòng em được. Tại vì khi em nói ra, thứ nhất là em giải tỏa được cái stress của em. Thứ hai là chồng em hiểu em hơn. Cái thứ ba nữa, khi em nói ra, nhiều khi em sẽ hiểu chồng em hơn nữa. Để tụi em giải quyết. Chứ bây giờ em tính là em dồn nén bao lâu, em chịu đựng được bao lâu? Ủa, em không cảm nhận là vợ em bị stress nặng hả? Có, nhưng mà tại vì hỏi mà không trả lời thì em cũng bó tay rồi. Không lẽ để nguyên vậy hoài? Thì giống như nãy em có nói là tới sáng thì nhiên hết. Thì em nghĩ là cũng giảm được phần nào rồi, nên em đâu có phải ấy nữa. Cái đó là em lại bị trật nữa rồi. Em lại hơi bị vô tâm quá. Em đâu có nghĩ được rằng là trong một cái đêm dài như vậy, vợ em phải tự kềm hãm cái cảm xúc, rồi tự phải điều chỉnh cái cảm xúc đó để mà không có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Xem không nghĩ điều đó. Chị nói em nghe nè, bây giờ vậy đi, thay vì em coi đá banh á, một tuần là 7 ngày đi, chị nói ví dụ, thì bây giờ em giảm đi, 3 ngày em nên coi những cái bộ phim về tâm lý á, mà những cặp vợ chồng á, họ hay gặp những cái cuộc sống mới lấy nhau như thế nào, rồi những người mà tâm lý, những người hay bị trầm cảm á, bị stress, em coi đi,
rồi em sẽ có cái cách để mà em gỡ cái này cho vợ em. Không ít thì nhiều, mình sẽ cảm nhận được cái điều đó. Chứ không á là để vợ em tình trạng về là chị thấy không ổn. Có bao giờ em nghĩ, em có biết cái chuyện là vợ em từng muốn tự tử không? Biết chứ chị. Tại lúc đó cái cảm nhận em sao? Em cũng hỏi lại, nhưng mà vợ của nó không có gì đâu, mai là hết rồi. Trời ơi, vô tâm quá đi. Con gái người ta không lẽ lúc đó em nói, anh có biết là tôi muốn tự tử không? Anh có biết là... Tại vì những người nói là những người không làm nha. Còn những người không nói á, mới là nguy hiểm đó. Chị nói cho em biết. Em thấy giống như em cũng vậy thôi. Em giống như bực bội gì cái sáng em ngủ của em hết bực bội. Thì em nghĩ vợ em chắc cũng vậy. Cái đó là em nghĩ. Bây giờ em phải bớt vô tâm. Vậy sẵn đây nè, có hứa với vợ mình và hứa với tất cả mọi người và sẽ khắc phục tối đa cái sự vô tâm của mình á. Dạ, chỉ khắc phục một phần thôi chứ tối đa thì chưa thể được. Nhưng mà mình ý thức cái việc đó để mà mình mỗi ngày mình làm được nhiều hơn. Ví dụ vậy chứ, tại vì bản tánh vô tâm á, thì đàn ông á, hầu như là ai cũng vậy. Nhưng mà khi em để tâm đến cái vấn đề đó thì cái sự vô tâm của em nó sẽ mất đi dần dần mà bản thân em không biết luôn. Đó thì để chị em biết không, cái tình cảm của tụi em đẹp quá mà. Mười mấy năm mà, đúng không? Bây giờ lấy được nhau rồi, có được đứa con rồi. Và bây giờ nếu mà không biết giữ cái này mà có chuyện gì nó tan vỡ thì quá phí. Đúng không? Dạ. Yeah. Ok. Rồi, xin cảm ơn hai em. Đừng stress nữa nha. À, đúng cái gu của em rồi. Thấy vợ em cũng dễ thương, sợ quen người khác. Quen nhiều cô rồi mà bị đá hết trơn á. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ mình chào Sơn cái nha, giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Anh Tuấn. Em đến từ Thái Bình nhưng mà hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Con em là Nguyễn Thị Đông, em 25 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán và em đến từ Huế. Trời ơi, em thấy không? Một người từ Huế, một người từ Thái Bình đó. Huế với Thái Bình mà gặp nhau Đà Nẵng. Dạ. Như vậy là Tuấn là vào Đà Nẵng là lâu chưa? Em vô được gần 3 năm. Vậy là hai bạn từ Đà Nẵng bay vô đây à? Tụi em vừa bay vào tối qua. Trời. Tại hai vợ chồng quá cuồng chương trình. Bây giờ hỏi thật nè. Hai vợ chồng quá cuồng chương trình. Trước tiên thì rất là sung sướng khi mà nghe hai bạn nói cái câu là hai bạn cuồng chương trình Vợ Chồng Son. Thì nhân đây thì Thượng cũng xin thay mặt cho tất cả những người làm chương trình Vợ Chồng Son xin cảm ơn hai bạn vì cái sự nhiệt tình của các bạn để mà ngày hôm nay chúng ta có dịp mà hội ngộ trên chương trình. Xin cảm ơn. Rồi bây giờ hai bạn có thể kể cái cơ duyên mà gặp nhau như thế nào. Em là hai người Ế cho nên là quen nhau qua mạng xã hội Zalo. Lúc gặp anh này thì thấy anh bụng phệ là đúng cái gu của em rồi. Lại lúc anh nói chuyện chia sẻ, em cảm nhận đây là người đàn ông của gia đình, là tức là thích bếp núc, thích trẻ con, đó là em kết luôn. Thế là 3 ngày sau hai vợ chồng dẫn nhau đi gặp bố mẹ vợ. Hai bạn quen nhau lâu chưa? Một ngày. Nói chuyện gặp nhau ngoài đời luôn. Dạ. 3 ngày sau là gặp ba mẹ vợ, là đến gặp ba mẹ vợ luôn. Nhanh thế luôn à? Thông tốc mà. 10 ngày sau thì chồng em lại 1, 2, 3 nhất quyết là đòi cưới em cho được. Mà lý do sao mà em lại thích vợ em một cách cuồng si như vậy? Đầu tiên em gặp thì em thấy vợ em cũng dễ thương mà em sợ quen người khác. Thế cho nên em phải chịu khổ. Em ôm về. Không đúng đâu chị, quen nhiều cô rồi mà bị đá hết trơn á. Nên thấy em dễ dãi quá nên úp sọ em. Rồi chỉ trong vòng có mấy ngày là các bạn là bắt đầu là dạm hỏi luôn chưa? Dạ không. Bố mẹ em nghĩ là hai đứa mới quen nhau để tìm hiểu cho kỳ càng. Cái thời buổi yêu nhanh cưới vội cũng sợ, rồi chia tay gấp cũng sợ lắm. Thế là anh này nghe xong cực kỳ buồn. Nó là để avatar là đã chết rồi muốn đi một nơi xa lắm. Thế là em sợ anh tự tử thật. Em mới viết tâm thư gửi cho bố mẹ em á. Chia tay anh này là không quen ai nữa, rồi ở vậy làm gái ế rồi quả bom nổ chậm. Hãy hùng quá cho cưới luôn à. Em cũng bảo vợ em bảo với bố, bố mà không đồng ý thì bố lên cầu Thuận Phước mà nhặt dép. Ghê gì đó hả trời. Em cũng nói đùa thôi. Chứ lúc đấy là em đang nằm ở nhà em xem TV cho vợ chồng Son. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau về rồi thì bây giờ có những cái gì gọi là nó bất ngờ không? Nghĩa là vỡ mộng không? Em vỡ mộng là cái vợ em ghen. Hai vợ chồng ở phòng trọ, cái nhiệt độ cũng đã cao rồi. Mà anh chị nhìn thì hai vợ chồng thì người ấy hơi nhỏ tí. Đêm mà đi ngủ mà em nằm xuống mà chưa được 5 giây mà không thấy ôm là lẫy.
à. Kêu chồng nhớ đến cô nào rồi cho nên là không ôm vợ nữa, không yêu vợ nữa, thế là em lại phải ôm. Mà em không ôm là khóc nóng quá mà bắt ôm. Dạ nó nóng mà cứ suốt cả bắt em ôm đâu rồi. Trước khi đi ngủ là hôn một cái, hôn một cái. Ừ. Không hôn là lại bảo chắc là cô nào nếu dạ. Mà bây giờ cái đó vẫn còn tiếp diễn không? Dạ vẫn tiếp diễn ạ, tối nào cũng thế ạ. Trước khi lên chương trình có ôm hôn cái không? Dạ ở bên khách sạn thì có phải ôm dạ, nhưng mà không hôn được bởi vì lúc mệt quá là em chỉ có đưa tay ra cho gối tay em cái là ngủ luôn. Hơi á. Dạ lấy cái hơi đấy. Có máy lạnh mà. Có máy lạnh thì ngủ mới sướng ạ. Ừ. Dạ. Đó là một cái tính rất là đáng yêu của phụ nữ mà. Không như phải có lý do vợ mới ghen chứ. Ừ. Đúng không em? Chắc là lý cái gì phải không? Dạ, trước đó là bồ bịch rất cực kỳ lăng nhăng. Không có nghĩa là sau khi cưới rồi. Dạ sau khi cưới thì em điều tra với tìm hiểu thì chưa thấy. Chưa thấy biểu hiện gì. Ừ. Nhưng mà trước khi đó thì lăng nhăng. Dạ trước sao đó. Em biết? Dạ mấy em chồng kệ. Dạ. Mấy chồng em chồng kệ. Thân với em lắm. Còn quản lý Facebook của em nữa, Facebook. Trong khi quen ấy, em đưa Facebook cho thì không có dùng. Nhưng mà đến khi cưới nhau về cái là lấy Facebook với mật khẩu luôn. Xem được những cái tin nhắn của em với người yêu cũ á, là bắt đầu là chặn Facebook của người yêu cũ. Ôi trời. Lấy lý do là sợ chồng nhớ đến người cũ là buồn. Cuối cùng cuồng ghen quá chặn luôn cả Facebook của đứa cháu luôn. Thế mà sao vậy? Thì hai cậu cháu nói chuyện tình cảm vui vẻ. Thế là tưởng nói chuyện với người yêu cũ là chặn luôn vào. Cháu ruột đấy ạ. Dạ, bây giờ lại còn quản lý Facebook không? Dạ có ạ. Là bây giờ cái Facebook của em là đăng nhập ở trên máy của em luôn. Cứ em mà đăng nhập là vợ em biết. Em nhắn tin cho ai hay em làm bất kỳ cái gì là vợ em biết hết. Trời ơi. Rồi còn gì em? Tính trẻ con. Rồi nhiều khi lấy những cái việc gọi là rất là vô cớ. Hai vợ chồng em bây giờ là đang muốn có em bé. Thế xong hôm ấy vợ em bảo là thôi hai vợ chồng đi khám đi. Nhưng tính em thì em ưa để râu. Cạo râu đi ra ngoài đường con gái theo. Thế hôm ấy về bắt em cạo râu nhưng mà em không cạo. Em bảo em đi chơi. Vợ em đi một mình. Thế là bàn với em bé học sinh á, mua thuốc đỏ về bôi này. Xong lấy cái kéo cắt ở đây là một khoảng này. Xong về nhà nằm khóc. Bảo là vợ bị té xe. Ô em về mà em hối, em bảo là em đưa đi bệnh viện nhưng không chịu đi, em thuê taxi đi không chịu đi. Đến cuối cùng nửa đêm em tháo ra chả thấy sao lại làm hoảng. Diễn sâu quá cơ. Mà trong là... sâu thế. Ủa nhưng mà tại sao làm vậy? Không, trước giờ là lúc nào cũng chiều chuộng nghe lời em lắm anh. Đó tự nhiên thấy sao vùng lên là không chiều theo ý em, đó là em nghĩ phải làm gì đó để anh này thấy sai. Vợ em muốn nít chứ sợ luôn á. Rồi giờ em còn để râu không? Em có. Sao bữa nay không để râu? Lên chương trình. Hôm nay là đi lên truyền hình. À lên truyền hình nên phải cạo râu. Dạ. Em chỉ có đi chơi em mới cạo. Chứ còn bình thường đi làm hay ở nhà em không cạo. Thế còn em? Ông xã em nãy giờ kể tật xấu em á. Dạ. Thì ông xã em có những tật xấu gì không? Yêu thì vợ nói gì ra là số 1. Nếu vợ sai thì xem lại số 1 là vợ luôn đúng. Về nhà thì đâu có thực thi điều đó đâu. Vợ nói gì cũng thường như là... xem vợ là trẻ con cho nên chẳng tôn trọng ý kiến vợ. Nhưng là bao nhiêu. Đó là vỡ mộng là cái điều đó đúng không? Đổi dạ. Trắng thay đen đúng không? Với lại là lúc trước là quen em thì lúc nào cũng gòn gàng rồi tươm tất rồi rau ria rồi sạch sẽ mà về nhà để ra em thấy dê dê thế nào. Trước em đang ế thì em phải gọn gàng, em phải đẹp đẽ, em phải mim tán gái. Nhưng bây giờ em lấy vợ về em chung tình rồi thì em thì em phải cạo nữa. Đúng rồi. Chứ em cạo ra đường con gái thì nhìn vợ em lại ghen. Lấy lý em do càng chết ấy để không cạo râu không? Thật ra có nhiều phụ nữ thích đàn ông để râu lắm em ơi. Dạ đúng rồi anh ạ. Nhưng mà em không thích cạo râu là do em làm biếng hay là tại vì em thích cái mặt em? Em thích mặt để... em thế á. Đó là cái sở thích quan... của chồng. Quan trọng vợ em không thích. Căng như bởi vì em đi thị trường nhiều. Thế đâm ra mình muốn để nhìn mặt mình nó già dặn thêm một chút đi thì sẽ khó bắt nạt mình hơn. À thì ra cũng có nguyên nhân. Hai bạn này kể chuyện xấu nhau đâu có thấy kể tật xấu gì đâu xấu. Mà cũng đâu có gì đâu vỡ mộng đâu trời. Toàn tật đáng yêu thôi à đúng không? Có phải là tụi em bây giờ đang mong có con đúng không? Dạ, vợ chồng em đang rất là mong có con. Có khi nào là vì quá mong mà cũng muốn gặp anh Thuận nên Thuận chúc cho tụi em để tụi em mau dạ. Có tin vui không? Tại vì ngộ lắm em dạ. Chúc ai là người đó dính á dạ. Thấy thiệt mụ Thuận dạ. Còn chờ gì nữa không? Chúc ta đi. Thôi bây giờ các em nói về cái mong muốn thay đổi các em đi rồi chúc anh sẽ chúc mừng hai đứa nha. Dạ. Rồi em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em muốn vợ em bớt trẻ con đi. Bớt cái quản lý cái vẻ ngoài của em đi.
em cũng chỉ mong thế thôi, chứ em không mong gì hơn. Bởi vì đối với em, vợ em như vậy là gần như hoàn hảo. Thế còn em? Giờ vợ đi. Dạ, em mong muốn là anh có thể đừng nuôi chó được không? Có thể đừng nuôi chó được không? Đơn giản lắm, chỉ cần có em bé là thế nào cũng bỏ con chó vô sọ. Đúng rồi, là tại vì cái lông của con chó rất là ảnh hưởng đến em bé. Cái chuyện nó tức khắc. Thôi nói tóm lại là vậy, để bà Bụt nói trước đi rồi một chút luôn nha. Thật ra là tụi em á, những cái điều mà tụi em nói về nhau á, theo chị hoàn toàn đó mới là tật xấu. Những cái rất là dễ thương. Cái rất là dễ thương. Ví dụ ngay cả cái tính trẻ con của vợ cũng rất là dễ thương. Nhưng đúng chỗ, đúng lúc. Có nghĩa là không cần phải bỏ hết. Tại vì đôi khi vợ mình có một chút nhõng nhẽo, có một chút ấy, thì nó cũng lạ lẫm lắm em. Nhưng mà vừa phải. Ví dụ như là tối nay trước khi đi ngủ nhõng nhẽo chút xíu vậy đó thì là đúng lúc. Thì là chồng sẽ thấy sự mà đáng yêu của vợ. Rồi cái vấn đề mà quản lý về ăn mặc, rồi là cái sở thích của chồng, thì theo chị em chỉ nên góp ý thôi. Còn cái chuyện chồng em sẽ tùy tình huống, tùy hoàn cảnh để mà chồng em tiếp thu những cái ý kiến đó. Còn chồng á, thì chị nghĩ rằng nếu mà vợ em cấn bầu một cái thôi là em phải thôi nuôi chó. Đúng rồi. Dạ. Vợ em có bầu em bỏ nuôi chó. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Ông Bụt đó, tới được ông Bụt đi. Trời, bây giờ tự nhiên tôi bị tâm lý ghê. Thì thôi, nhưng đây cũng là một cái ngày mà chúng ta gặp nhau. Nha. Thì anh Quốc Thuận xin chúc cho hai em mau sớm có tin vui. Và một em bé khỏe mạnh, đáng yêu sẽ ra đời trong năm 2017. Vâng, có gì cũng báo cho tin vui nghe. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Nhìn thấy ông trời, người gì mà bự cho bá. Em cũng lần cho em ấy cũng liều với em. Em chắc đang tò tí te hay là gì đó. Em gọi là tiền đậu luôn, không phải hậu đậu luôn. Xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai người giới thiệu về mình. Dạ, em tên Trần Anh Tuấn, năm nay em 33 tuổi, em là nhân viên kinh doanh. Dạ, em là Hoàng Thị Tương Thanh, năm nay em 25 tuổi, em đang là nhân viên xuất nhập khẩu. Trời, hơn nhau gần chục tuổi ha. Dạ, 7 tuổi. Ừ, 7 tuổi luôn. Rồi, hai bạn, cơ duyên gì mà hai bạn gặp nhau? Em có ông anh rể á, ổng cho Bình Phước, nó hơi Tết mà về trên Bình Phước chơi. Con nhỏ cháu trên đó làm mai cho mày. Cái ổng đưa hình về coi, cái em biết ngay là làm mai cái cô chị của vợ em. Xong cái em thấy em không thích, em thích cái cô đứng kế bên á. Vợ em bây giờ kế bên mặt ốm ốm mà chụp hình mặt nghiêng nghiêng, em thấy ghét. Cái em nói hồi làm quen bỏ ghét. Mà xui cái em Tết em lên Bình Phước là vợ em tới Bình Phước, về lại thành phố đi học. Xong rồi về tới thành phố em mới gặp lại, xong rồi hẹn cái quán cà phê. Em thấy cô này thấy nói chuyện giọng lánh 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 mà mắt cũng to to. Em thì quan niệm cặp mắt cửa sổ tâm hồn thôi, tâm hồn chứ rộng rãi hay em cũng cái ấn tượng đầu tiên. Cửa sổ rộng trộm dễ vô lắm. Thế còn em thì cái cảm nhận đầu tiên mà khi em gặp cái người đàn ông này thì như thế nào? Nhìn thấy ông trời, người gì mà bự cho bá. Nhưng mà tiếp xúc với chị thì cũng thấy vui vẻ, dễ thương. Sau lần đó thì về ổng có xin số điện thoại. Rồi có mấy lần hẹn gặp em đi uống cà phê, nói chuyện, cưa cẩm em. Rồi, thế là sau khi đi chơi đó về thì chắc có lẽ là bỏ cái ý định là chỉ là quen một ngày thôi đúng không? Dạ, rồi sau đó khoảng một tháng thì hẹn em lên cầu Ánh Sao. Rồi tỏ tình. Tỏ tình vui không? Dạ, bữa đó thôi nôi con bạn em mới rủ gái em đi, xong cái lên cầu Ánh Sao em cũng hơi uống bữa đó uống cũng ba lon, em cũng lần cái em mới cũng liều cái em ôm vợ em luôn. Nó nói thôi làm bạn gái anh nha, cho qua mấy giây mà im im. Em nói chắc cũng có tín hiệu đáng mừng. Chữ đen. Dạ. Không là quay qua nói em không có nói chuyện với người say xỉn. Lúc đó là em biết là trong người có rượu rồi, là em cũng phải nói cái câu đó, tại lỡ mai cái ông nói ủa tôi tỏ tình hồi nào sao mình đâu biết đâu. Thôi thì bây giờ đến bao lâu thì hai bạn chính thức quen nhau? Dạ, sau bữa đó thì là sau bữa đó là coi như là chịu đèn nhau rồi. Mà chị hỏi nè, mà trong thời gian yêu nhau á, em có thấy rằng cái đối thủ này á có ghen tuông một cách mà gọi là mù quáng không? Kể mấy cái chuyện đó mới vui đó. Đây chị, cái này là ghen, gọi là ghen chúa luôn. Ghen chúa là bình thường. Cái em đi chơi thì em có cho số điện thoại một cái anh chàng lạ. Cái bữa đó là đúng 20/10, ổng mới nhắn tin anh mời em đi ăn trưa uống nước nha. Nhưng mà em thì em biết ổng ghen, em cũng không có nhận lời. Cái tối đó ổng lên, ổng chở em đi chơi. Thì cái truyền thống ghen là cứ lên là phải dở điện thoại vợ ra xem có tin nhắn có ai gọi không. Lúc đó vợ chưa hay còn yêu? Dạ, lúc đó là đang yêu. Cái bắt đầu dở ra thấy cái tin nhắn đó thì lồng lộn lên điên tiết lên. Cái này là ai? Giải thích coi. Thì em giải thích là thì đi ra ngoài đường thì cũng thấy anh kia cho số làm quen thôi, xã giao chứ không có gì hết.
ổng thì ổng nghĩ em là cho số để làm quen để này kia vậy đó. Ổng nói em đủ thứ hết á. Cái em cũng giải thích thì cũng êm rồi chở em đi chơi. Trên đường đi chị mới ra ngoài đường hả? Ổng ngồi trên xe mà ổng la lối ôm sòm vậy nè. Đi đường á mọi người nhìn em cũng thấy ngại nữa. Ổng cứ nói tại sao là có bạn trai rồi lại cho số điện thoại. Em có biết làm như vậy là không được không? Em có biết đó hả? Làm vậy là xúc phạm anh không? Rồi nhiều người đứa con gái anh xin số điện thoại nó không cho. Nó có bạn trai rồi tại sao em lại đi cho số điện thoại người khác? Rồi coi giống cái đầu xúc... là cái đuôi á là cái ông dạ. này nè. Tức là ổng cũng đã từng xin người ta điện thoại trong khi ổng yêu bà này. Nhưng mà vì người ta không cho thôi. Chứ ông giận là giận cái vụ không cho số điện thoại đúng không? Gọi người lạ là lúc em chưa quen vợ em. Nhưng mà từ lúc là yêu rồi là hết xin rồi đúng không? Dạ. Lúc yêu là ghen vậy dạ. Rồi lúc lấy cũng ghen dữ hơn hay là bớt đi? Dạ lấy về thì cấp độ nó giảm xuống rồi. Vẫn còn cái tính mà hay nghi ngờ á. Chuyện không có mà cứ nghĩ ra thành có vậy đó. Ví dụ em đi làm á thì tối không xong thì em phải ở lại em làm cho xong. Thì cũng gọi cho ông nói là hôm nay em về trễ nha. Cái bắt đầu hỏi ủa ở lại với ai? Công ty ở lại mấy người, có anh ở lại không? Có anh trưởng phòng nào không? Cái hỏi gì đó. Thế em cũng giải thích thì ở lại cũng có anh chị ở lại làm chung. Về nhà vô bước vô phòng thấy mặt đống rồi, chủ hộ một đống luôn. Cái hỏi ủa chuyện gì vậy? Cái móc điện thoại ra 30 cuộc gọi nhớ. Là ở nhà cứ nghĩ là em chắc đang tò tí te hay là gì đó. Từ công ty mà về tới nhà là em đi mất bao nhiêu? Dạ em đi mất 45 phút. 45 phút là 30. Vậy chi làm phút rưỡi gọi của đó. Rối vậy em, rối vậy ghê. Dạ không, tại vì em lo vậy. Điện thoại di động kế kè kè anh mình mà. Sao gọi mất máy? Nhưng mà lý do sao mà em ghen vợ em dữ vậy? Em không phải em ghen mà có người bạn anh, người bạn học cũ của vợ nó đi uống cà phê, có hai vợ chồng có em đi luôn. Lúc đó là cũng chưa cưới. Cái bạn cũ của vợ vừa gặp vợ em á, trời lâu ngày em gặp sao thấy to ra ha. Trời anh mà có em á, có em đó mà nói gì? Trời rồi rồi làm sao yên tâm mà đi một mình được? Anh giá em thì tại vì cái người bạn đó của em á thì kiểu như tính mất giật thôi, mất giật xíu một xíu nó kỳ thiệt á. Gì đó nói đó à thì chính gì đó mà ghen đúng không? Dạ đó. Ghen là phải rồi bà nội. Trời đó coi trước mặt rồi chồng dạ. Mà nó còn dám khen vậy thì lúc mà không có mặt chồng rồi đi uống cà phê chung mà nó khen tới cái gì nữa. Nhiều khi bà này nó phải khen gì sao rồi. Vậy chị hỏi em nè, bây giờ lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ được 1 năm 2 tháng. Lấy xong rồi yêu hơn lúc mà đang dạ, yêu? Dạ đúng rồi, dạ, dạ yêu hơn. Em dạ. Vợ em có thật xấu vậy? Hay quên trước quên sau. Có lần đi chơi, chạy vòng Sài Gòn đã đời. Cái anh nói anh ơi, em nãy giờ em bận áo ngực. Em không hiểu vợ em sao nữa. Thì em nói em lại gọi này là, em gọi là tiền đậu luôn vậy, phải hậu đậu đó. Rồi nè hỏi thiệt luôn á. Em ví dụ như lấy vợ nhỏ hơn mình gần chục tuổi vậy đó. Dạ. Có những cái gì mà khác hơn những người em khác? Em thì tại lúc có mà... nhõng nhẽo một cách mà lạ kỳ cục. Ok, dạ. Ngược lại, ông nhõng nhẽo em á. Em không nhõng nhẽo mà ông nhõng nhẽo em à. Thí dụ ví dụ như là tối ngủ, ôi cho một cái mới chịu ngủ à. Thấy cuộc sống hai bạn này vui quá. Quá vui. Bây giờ nè, có một điều ước gì mà để thay đổi nhau á, tụi em sẽ ước cái gì? Chung là bớt cái tính ghen lại. Đừng có mà suy diễn cái chuyện mà không có mà cứ nghĩ là thành có vậy đó. Đổ cho vợ nhiều khi em cứ phải giải thích lòng vòng rất là mệt mỏi. Hai cái đó thôi phải không? Dạ. Còn em? Bớt nóng tính lại. Gái mà mình đại diện. Nóng tính như thế mà. Giờ mình phải duyên dáng dịu dàng tí xíu. Với lại chứ mà... nóng tính em làm sao mà chồng nó không duyên dáng dịu dàng. Tại vì nhiều khi ổng hỏi em nói gì cái em không ưa cái em quạo lên em la ổng. Chị thấy gì nè cưng, làm sao để chồng em bớt ghen là do em dạ. Đó. Có đi đâu rủ không đi theo dạ. Chứ còn đừng đi riêng nữa. Chứ dạ. Còn thêm cái nữa là tính ổng cũng vô tư quá. Giờ muốn ổng là gì khi mình lo lắng cho chuyện sau này xíu. Yên tâm vậy. Có con rồi sẽ tự động thay đổi được cái đó dạ. Còn em á, nếu mà nói về bớt nóng tính á cũng đúng đó dạ. Phụ nữ mình phải biết đè nén một chút xíu. Sau dạ. này á, cuộc sống nó sẽ hạnh phúc. Tốt cho cả con cả chồng mình dạ. Rồi, Trường xin chúc cho hai bạn về nhà 9 tháng 10 ngày sau có em bé. Dạ, cảm ơn chị dạ. Dạ. Là anh này phải nuôi mà vợ mà đẻ cực đuối lắm. Không cho vợ đẻ mà cho cá đẻ. À, kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son được dựa trên format Shinkansen Irasai của đài truyền hình Asahi Nhật Bản. Và trước tiên, xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Cô dâu giống như là một nàng bạch tuyết đi bên cạnh một chàng hoàng tử. Hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên bảo trì điện ở siêu thị. Năm nay em 32 tuổi.
Dạ em tên là Lê Thị Thu Trâm, năm nay em 25 tuổi, thì em làm nhân viên tư vấn bánh hàng. Đúng Trâm. Tê tê hết, tình tiền. Chắc lẽ là em đi siêu thị gặp anh này, anh sửa điện, hai người quen nhau đúng không? Dạ không, em với ảnh là hai người làm chung trong siêu thị hết. Em làm nhân viên bán hàng, còn ảnh thì làm bảo trì điện. Chỉ gặp mặt biết mặt thôi nhưng mà không có nói chuyện. Thì trong một cái dịp mà ảnh tạo một cái ấn tượng cực kỳ xấu đối với em luôn, thì em nhớ rất là rõ là cái hôm đó đó là em đang đi chung với một cái người bạn của em. Thì anh này nè, ảnh mới gọi: em ơi, tới đây anh hỏi chuyện tí nè. Thì mình cũng tới mình nói chuyện với anh. Thì anh mới hỏi là em có phải là đi chân thấp chân cao không? Thì lúc đó tự nhiên em chân hững luôn à. Thì tự nhiên cái gọi chưa biết gì hết, gọi lại hỏi vậy, làm cho em á hả rất là bực bội trong người. Cái là chửi xong rồi bỏ đi luôn, không có nói chuyện. Từ lúc đó đi là rất là ghét anh, ghét lắm. Tính em á thì thẳng tính, thì thấy sao thắc mắc sao hỏi vậy. Thì cổ đi qua với cô bạn thì em thấy đi hình như đi khập khiễng sao á. Thì em mới kêu là hỏi gì đó, rồi cái không nói gì hết, chửi té tát thì mặt em luôn. Không vậy là nhẹ chứ té tát gì đâu. Dạ. Đến khi nào em mới chính thức để ý? Thì cho tới một lần á, thì khi mà ở trên thành phố thì em làm thì công việc nó không có được suôn sẻ như ý mình, rồi mất tiền mất đồ là do ở trọ xui lắm. Thì mới nói với bạn là thôi ngày mai tao đi về quê, tao không ở đây nữa đâu. Thì bạn mới nói chứ vậy thôi tao dẫn mày đi ăn hột lộn cho mày xả xui nha. Xong mới nói chứ tao rủ anh Tuấn đi nữa. Thì em cũng đồng ý đi luôn, mặc dù là ghét nhưng mà vẫn đi. Dạ, đi ăn cho bỏ ghét luôn. Các bạn quen nhau trong trường hợp nào? Thì sau cái bữa ăn đó thì cái cũng đi về, cái trên đường về thì cũng có xảy ra sự cố nhỏ nhỏ, nó vô tình thôi. Thì chạy khi mà em chở thì hơi mỏi tay thì em cứ thả tay xuống. Thả tay xuống vô tình chạm vô đùi của cô ấy. Nhưng mà lúc đó em không có nghĩ là vô tình. Tự nhiên cái đang ngồi vậy nè, tự nhiên cái chảy gần tay thả xuống đây. Cái sau rồi em mới nghĩ bụng, trời, ông này không biết ổng có ý gì không ta, phải có cái ý gì thì mới làm như vậy. Mà sao trong tâm em là nó cái tay nó rất là vô tình hay là cái tay nó vô tình ý. Anh Thuận ơi, cô ấy cũng đi im. Đi im là thấy thích này, thấy không có phản ứng gì, thôi cũng để im luôn. Nên em thấy vậy em cũng để im luôn. Cho cứ vậy là chạy tới nhà, thì tới nhà cái xong ảnh nói chứ: em ơi, em có muốn đi thêm một vòng nữa không? Mà lúc đó là gần 12 giờ khuya rồi, còn rủ đi thêm một vòng nữa. Thì em cũng nghĩ bụng, nói ông này chắc không phải có cái vấn đề gì nè. Nhưng mà em không có đồng ý, tại vì ngày mai là mình về quê rồi. Rồi ngồi nói chuyện, thì cuối cùng mình cũng không còn gì để nói. Em mới bày trò để hai đứa chơi, chứ giờ ngồi không biết có làm gì, cái bày trò đó hai đứa chơi. Là cái bài trò gì không? Rủ chơi đánh bài. Dạ, em tưởng rủ chơi banh đũa. Là bài trò chơi đánh bài. Dạ. Bài ăn hung hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rủ đánh bài ăn hung. Anh xì. Vậy là giờ chị hiểu rồi. Chiêu của tụi em có nhiêu đó. Vậy mà có hiệu quả chị. Hiệu quả. Cuối cùng có hung được cái nào không? Dạ, cũng may thắng được một ván. Cũng được hùng. Hùng cái hùng ở đâu? Hùng má, hùng má, hùng gò má. Hai đứa hùng nhau thì bắt đầu chính thức quen nhau. Rồi sau cái vụ hùng gò má đó thì bao lâu rồi lấy luôn? Thì khoảng 2 năm thì kết hôn. Dạ, 2 năm thì kết hôn. Dạ, hai người có con chưa? Dạ chưa. Đây là cái điều mà em rất là muốn nói trong chương trình này. Gì à? Nói đi em, nói đi. Khi mà cưới về thì ngay cái ngày đầu tiên cưới luôn, em có nói vậy nè: anh ơi, khi nào mình có em bé thì anh mới nói là 2-3 năm nữa đi em. Thì em mới nói giờ kinh tế chưa ổn định thì 2-3 năm nữa mình có thì cũng không có sao hết. Cái bây giờ hiện tại là 2 năm 8 tháng rồi, em vẫn hỏi lại câu đó, vẫn trả lời là 2-3 năm nữa đi em, là thêm 2-3 năm nữa, là không có chịu sinh. Thì tại em đi nói cùng mấy đứa bạn đi chơi với nhau á, thì thấy mấy đứa cũng có con, có em bé, em thấy chăm thấy cực quá. Nói thôi, bây giờ còn trẻ thôi, thoải mái ăn chơi, thoải mái thời gian nữa đi rồi có con được. Có phải đó là nguyên nhân không? Nhưng mà đôi khi chồng em không có hiểu một cái số vấn đề về em, giống như là em đi làm nè, rất là áp lực về cái chuyện đó. Thì ai gặp cũng hỏi: chăm ơi chăm, mày lấy hả mấy năm trời mày không có, mày biết luôn cho mày coi. Đó, thì làm cho mình cũng buồn chứ. Về mình nói chồng mình ơi từ từ thôi, sức đầu em nghe người ta nói ăn chi chứ mệt. Cứ giống chơi như mình đã đi rồi, chơi có cho đã sao đi. Có gì đâu. Đó, nhưng mà ngộ lắm, chồng em vậy nè, không cho vợ đẻ mà cho cá đẻ. Ủa là sao? Cá kiển á. Chồng em rất là thích mê cá kiển, bỏ 50-60 ngàn ra mua 2-3 con cá kiển về, cái xong rồi á hả ép cho đẻ, bắt em tới coi ở con cá nó nằm như vậy là đẻ đó em. Ép cá đẻ mà không ép vợ đẻ. Dạ,
đúng rồi. Đúng rồi. Chắc có lẽ là ổng thấy con cá nó đẻ cho nên ổng sợ vợ ổng đẻ như cá mà vô. Đúng rồi. Nuôi cho cá đẻ là có cái mà chơi, có cái mà tiêu khiển xả chết, nuôi mà vợ mà đẻ cực đuối lắm. Nên từ từ đó, không cho xanh rồi cứ mê cá thôi. Rồi nhiều lúc em bực là em quát á, lúc nào cũng cá, con vợ thì không cho đẻ mà lúc nào cũng cá hết trơn á. Em rất là bực trong những cái chuyện đó. Ngoài cái vấn đề là mê cá, như là mê ép cá đó, thì chồng em còn mê gì nữa không? Có, mê gái. Ai cũng mê gái chứ. Dạ, không mà em không biết là những người chồng khác như thế nào nha, nhưng mà chồng em đặc biệt luôn. Mê gái. Đàn ông thì ai cũng mê gái mà dạ. Khẳng định là mê gái đặc biệt là dạ. Phải dữ lắm ạ. Là sao? Chị biết sao em nói vậy không? Là khi mà em lên trên cơ quan ảnh chơi thì có cái chị đó, chị đang mang thai, chị mới nói là em ơi, Tuấn á, em trên siêu thị á, già trẻ lớn bé bầu bì nó bao hết, không chừa một ai hết trơn á, em nói với em vậy. Rồi có một lần em cũng lên đó chơi thì gặp một cái bạn gái đó thì đang đứng trong quầy hàng á, thì mới dẫn em lại giới thiệu. Em giới thiệu với em nha, đây là vợ của anh, còn giới thiệu với vợ đây là bạn gái của anh. Trời ơi, em nói hả, trong lòng lúc đó tức muốn điên luôn á, mà không làm gì được ổng. Là giới thiệu cho vui thôi chứ. Chứ giờ nếu bạn gái thiệt em đâu có dám giới thiệu vậy anh Thuận. Đúng rồi, giới thiệu cho vui chứ cũng vui không thôi, có ý gì hết. Nói chung là ý Tuấn là vui thôi. Dạ. Nhưng mà vợ Tuấn không thấy vui. Dạ đúng rồi. Không. Thật xấu của em là hay như là mê gái. Bây giờ thích bao la thôi với các cô gái. Vậy thì thật xấu của vợ em là gì? Vợ em có tính là cứ sai vặt chồng. Ví dụ như thời gian mà em rảnh á thì em chăm cá, ngồi cho cá ăn, hay là rảnh nữa thì đọc báo, cằn nhằn léo nhéo. Anh ơi phụ em quét nhà, anh ơi phụ em phơi đồ, anh ơi đổ rác. Đó, cứ công việc thì có nhiêu đó thôi mà cứ ngày nào cũng léo nhéo. Nói chung mà thấy em mà ngồi mà rảnh đó, là phải kêu bắt làm cái này làm cái kia cho bằng được. Chứ có cái nữa là hay vòi tiền. Hay vòi tiền rồi hả? Hay môi tiền của em. Hai vợ chồng thỏa thuận lúc đầu rồi, tháng lương của em thì sẽ cho cô ấy một nửa để lo cho chuyện gia đình, còn một nửa thì em xài riêng những lúc bạn bè cà phê cà pháo gì đó, nhưng mà tìm mọi cách để moi cho bằng hết cho bằng được. Không mà em á, em moi nhưng mà em không có mua đâu, mặc dù em xin mua đồ mua quần áo ngoài kia nhưng mà em không có mua. Em chỉ thấy chỉ sợ là trong bóp chồng em á, là đôi khi có nhiều tiền quá cái xong bắt đầu mình tiêu xài phung phí, rồi mình bạn bè rồi mình nhậu nhẹt phung phí thôi. Em đó, em chỉ muốn tiết kiệm cho hai vợ chồng thôi. Mà đặc biệt cái cô ấy nuôi heo á, mà lấy tiền em bỏ heo không à. Cứ xin em á, anh ơi cho em tiền lẻ em bỏ ống heo. Anh nói không, anh không có tiền lẻ, rồi tự động lại lấy tiền chẵn bỏ luôn. Với lại nữa hay kiểm tra điện thoại. Đi làm về mà để điện thoại xuống là canh lại bóc coi cái số nào mà lạ ha, là hỏi cho bằng được, hỏi ở số này của ai, hỏi tới, hỏi mà phải em nói ra ở người đó là vậy ở đâu vậy đó mới chịu. Và nếu mà để mà em muốn cái sự thay đổi của vợ cho em chọn một, thì trong những cái theo như em kể đó thì em muốn vợ em thay đổi cái gì? Có một cái thôi hả chị? Một cái thôi. Một, chọn một cái suy nghĩ cho kỹ. Vợ bớt lục bớp môi tiền của chồng. Nhiều khi có độ riêng đi không được. Nếu chị mà là em, một cho điều ước á, thì á, là ước vợ đừng có kiểm tra điện thoại. Còn cái chuyện lục bóp mình á, tiền á, gọi là của chồng công vợ, tích cóp lại đó nuôi heo mốt cho ngược lại em chứ cho ai. Đó. Còn cái việc kiểm tra điện thoại, chị nghĩ vậy nè. Cái chuyện mà điện thoại đó, Facebook nè, rồi dạ. Trên mạng, làm sao em kiểm soát được? Dạ, đúng rồi. Đúng không? Dạ. Bây giờ em giữ cái hồn của chồng em, giữ cái xác làm cái gì? Dạ. Đúng không? Dạ. Đó, cho nên rằng chị nghĩ rằng em càng biết nhiều trong cái điện thoại đó nó có cái gì, hoặc trên Face, trên cái gọi là cái hộp thư riêng của chồng em có cái gì nhiều thì em càng mệt. Dạ, đúng rồi. Cái đó chị nói thiệt. Dạ, em cũng mà nói càng vậy. Làm nó càng lén mở tài khoản khác hoặc là kiếm một cái sim khác để mà ấy, cũng vậy thôi. Đó, cho nên rằng là vợ chồng ở với nhau là ở bằng cái nghĩa cái tình, ở lâu dài, ở suốt đời. Chứ mình cũng không thể nào mà giữ chồng mình cả xác cả hồn mà bên cạnh mình 24/54 được. Dạ. Theo chị thấy là mình để nhẹ cho mình đi, mình bỏ ví dụ kiểm tra điện thoại. Bởi vì nói chứ hai vợ chồng làm gì làm vẫn là hai cá thể riêng biệt trong cái thời đại này. Dạ. Đó. Còn nếu mà để cho em chọn một trong những cái thay đổi của chồng em thì em sẽ chọn cái gì?
Thì đó, thì em hồi nãy nói rồi đó, bớt chọc con gái lại đi. Nói chung là mình bây giờ, hồi đó mình chưa có gia đình á thì sao cũng được, mà bây giờ mình có gia đình rồi thì mình bớt lại cái mối quan hệ đó, nó bớt lại với đó, đặt con trai thì bình thường thôi. Chỉ là cái cách nhưng giao tiếp gái mình xã giao thôi chứ. Cái ý của vợ em á, theo chị là đúng như vậy nè, em xã giao khác mà em bị vượt cái ranh giới xã giao đó lại là khác nữa. Chị nói em nghe, ví dụ ngày xưa khi mình chưa có gia đình, mình gặp những cái người con gái đồng nghiệp bạn bè mình nói ý bà xã, hoặc là ý cục cưng hay gì này kia, đó là bình thường khi mình chưa có vợ, chưa có gia đình. Nhưng bây giờ trước mặt vợ mình nói vậy thì cái cô kia cô sẽ cảm thấy rằng em không tôn trọng vợ em. Mà em phải nhớ một điều á, là khi mà người ta tôn trọng vợ em có nghĩa là từng người ta tôn trọng em, nói chung là mình giữ qua giữ lại vậy là tốt cho cả hai đứa đó. Cho nên rằng á, cái đó thì bỏ được mà, đúng không? Tại vì thay vì giới thiệu là ở đây là người yêu anh thì đây là giới thiệu đây là cô bạn đồng nghiệp. Dạ. Thay đổi nghe. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em. Chúc dạ. Tôi ngồi rồi đó. Ngày sinh đó đó thì lại trùng với ngày sinh của người cũ của em. Thì 2 giờ đêm em lên nóc nhà người ta, em phải hát cho vợ em nghe. À, chia tay với cặp vợ chồng đầu tiên thì ngay sau đây không mất thời gian của quý vị thêm, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Xin mời. Mời đi cưng. Chào hai em. Rồi, giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Hoàng Anh Văn. Năm nay em 24 tuổi. Công việc của em là bên ở chị điện. Còn em? Dạ, em tên là Võ Ngọc Châu. Năm nay em 27 tuổi. Em là giảng viên ạ. Giảng viên về môn gì? Dạ, em giảng viên bên ngành điện tử ạ. Đừng có nói là hồi đó em giảng cho cậu này xong rồi cậu này em cua luôn. Dạ đúng. Chính xác. Cô giáo. Dạ. Sinh viên. Dạ. 27, 24. Thế thì ai là người để ý ai trước? Nói gì để ý, tụi em cũng chưa để ý nhau đâu. Dạ. Như là chọc ghẹo nhau, không biết lúc nào yêu nữa. Chọc ghẹo sao? Dạ không, sao? Dạ là như thế này. Là cô giáo giảng bài, điện thoại, laptop để kế bên. Mà em ngồi bằng đầu. Cái là em nhanh tay lắm. Em giật điện thoại cái, em nháo qua điện thoại, qua điện thoại em liền. Là em biết số. Về cái hỏi thăm cô từ từ. Cái lúc mà hôm mà em về em nhận được cái số điện thoại hoặc cái lời hỏi thăm đó, em có biết đây là cậu học trò này không? Dạ thì mới đầu không biết, nhưng mà sau rồi nhắn tin qua lại thì mới biết. Không biết, biết hả? Dạ. Vậy thì lúc đó là em nghĩ anh này cảm nhận với em như thế nào? Anh này cũng là cũng lý lắc trong lớp nên nghĩ là cũng nhắn chơi với lại nhớ ơi cô ơi cô chấm điểm dễ cho mấy bạn trong lớp giùm em này kia. Mình tưởng là cũng thương các bạn trong lớp, thật ra có ý đồ khác đâu biết đâu. Bao lâu thì em gọi là chính thức nhận ra là cậu học trò này yêu mình? Và lúc đầu nhắn mấy tin rồi sau này em thấy nghe có mùi rồi đó. Mùi. Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có bạn trai gì chưa hay là? Dạ lúc đó thì em mới chia tay với người yêu cũ. Nhưng mà em có tiếp nhận không? Em có cảm thấy là tò mò với cái mùi vị này không? Dạ mới đầu thì em cũng không quan tâm đâu. Nhưng mà khi mà add nick Yahoo của em á thì em thấy nick Yahoo là có ngày tháng năm sinh. Mà cái ngày sinh đó thì lại trùng với ngày sinh của người yêu cũ của em. Và lúc đó em mới chia tay người yêu cũ rất là buồn. Tức là đúng bạn rồi. Có một cái gì đặc biệt hơn chút. Dạ. So với những người khác. Dạ. Thì còn khi mà em cua cô giáo á thì em có cái chiêu gì khác tất cả những cái người khác không? Dạ có chứ chị. Ví dụ 12 giờ đêm em lên nóc nhà người ta, em phải hát cho vợ em nghe. Trời ơi. Chó ở dưới nó sủa ầm ầm ầm. Cái em sợ quá. Nói cái chi tiết mà con chó sủa. Em sợ quá. Em sợ quá, em chạy năm. Thế tao tưởng ăn trộm, tao tưởng ăn trộm. Cái em chạy về phòng, em kêu bạn em: mày đi ngủ, tắt đèn, phát lửa, đi ngủ. Bạn em biết gì lắm rồi đó. Rồi dưới tao la quá trời luôn. Ủa là nhà cô giáo với nhà em bộ cách gần nhau lắm hay sao mà? Dạ không xa lắm chị. Xa lắm ạ. Vậy mà đứng ở trên nóc nhà làm sao cô giáo nghe? Em nghe điện thoại chị. Điện thoại. À, hiểu. Có nghĩa là em ở trên sân thượng. Không, em leo qua nhà người ta, nóc nhà người ta luôn. Trời ơi, nghe quá. Em có nhớ là em hát cái gì không? Ca khúc gì vậy? Ngày xưa em hát, em thích nhất là bài Đợi Chờ Là Hạnh Phúc. Nhưng mà em xài cái chiêu này trong bao lâu thì vợ em đổ? 5-6 tháng nghĩ chị. Còn khúc cây cứng nữa là hôm đó là muốn cũng là Noel muốn dẫn vợ em là về nhà em chơi. Chứ vợ em nói là bây giờ anh thổi được 100 cái bong bóng em mới
theo anh về anh chơi. Trời ơi, em cũng gan, em cũng chơi luôn. Em thổi 100 nó không đóng hôm đó. Em giờ em nghĩ lại mình đúng mình ngu thiệt. Thổi sau hôm đó cái miệng nó không nói được luôn. Bây giờ em cũng hí hẳn cầm bóng bắt em chạy vòng 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 hình ngoài đường đó, xong mới chịu đi về anh chơi. Có phải là vì những cái hành động đó và cái tấm chân tình đó mà em đã ngã lòng với anh em? Dạ, cũng một phần. Mới đầu em cũng không có chấp nhận đâu. Em thấy ông này anh trẻ tuổi hơn, rồi lo sợ nhiều thứ lắm, nên là không có muốn quen. Nhưng mà kêu ảnh hát cho em nghe, cái em tưởng là không hát, cái tự động cái hát, cái làm em cảm động. Rồi tiếp theo cái em không chịu quen, cái làm nũng nó, bây giờ cô không quen em là em nghỉ học. Thâm vậy đó. Thâm dữ. Cô hết hồn cô quen luôn. Cô hôm đó là cái bạn này bạn tỏ tình sao, rồi xưng hô sao? Cô ơi, yêu em đi hả hay sao? Ngày đó là em nhớ suốt bây giờ luôn, không bao giờ em quên được. Đó. À, hôm đó nó yêu xong em cô giáo lơ ly. Em chết thời cơ, em kiếp một cái. Xong cô giáo quay lại một cái bớt mặt em, năm ngón tay mặt nó về em cũng không nhớ. Vậy đó hả? Trời ơi. Mà lúc đó là đang ở đâu? Dạ đang đi học bài ở trong khuôn viên của trường. Và lúc đó là đã là chắc là tình trong như đã một ngoài còn e rồi. Dạ lúc đó cũng thích à. Là lúc đó là chính thức yêu nhau. Dạ. Nhưng mà trong lúc yêu nhau thì hai bạn có giấu thân thế không? Trời, giấu dữ lắm, giấu ghê lắm. Nhưng mà giấu như vậy thì bao lâu thì cái kim bị lòi ra? Dạ khi nào thì hát thiệp cưới. Hay vậy, giấu cái gì mà hay vậy trời. Rồi hai cô trò yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Dạ chính xác là 3 năm, cái ngày mà kỷ niệm 3 năm là ngày cưới. Ồ. Cuối nhưng mà nay. Còn chị này hỏi nè, rồi cô trò vậy là có giữ gìn cho nhau không? Dạ có chứ. Nếu mà giữ nhau chắc cũng có điều tận một chút vui quá. Thì biết ngay là sao. Đúng không? Dạ cái đêm tân hôn không có vui gì hết á, mà đêm tân hôn mà hai vợ chồng hả, cãi nhau banh xác luôn á. Trời ơi, cãi nhau quá trời luôn. Giận ảnh làm hoài không được, cái ảnh quay là ảnh giận xong rồi ảnh quay lưng đi, rồi á giảm như là con nít vậy đó. Thì em lúc đó em rất là uất ức, lúc đó mình cảm thấy mình bị hắt hủi, thì không có được quan tâm, bị hụt hẫng. Dạ bị hụt hẫng lắm. Em nói trời ơi, cưới chồng gì không quan tâm gì hết á, chỉ biết lo cho nghĩ cho mình không à. Lúc đó là vợ cần sự quan tâm, hỏi là em có sao không, có như thế nào không. Bỏ mặt vợ ngồi một góc vậy đó, còn nằm trùm chăn ngoay ngoắt đi. Ai biểu cưới ông trò làm chi? Tức lắm. Cho chứ em không có kinh nghiệm. Trời em tức quá, em gọi cho mẹ em khóc quá trời khóc luôn. Nói chung là lúc đó là em muốn bỏ luôn á. Thiếu kinh nghiệm là một chuyện, nhưng mà cái tâm lý nó cũng bị áp lực đúng không? Dạ. Ra đâu phải là cặp nào mà đêm tân hôn cũng thành công đâu. Dạ suốt tuần luôn ạ. Suốt tuần trăng mật luôn. Một tuần luôn. Một tuần cũng thành công luôn. Không. Một tuần nó phải gọi là một tuần dập mật. Dạ. Dập mật anh. Toàn tập luôn. Rồi bây giờ anh hỏi nè. Dạ. Em phát hiện ở cái cậu học trò này, bây giờ là ông xã mình đó, là có cái điểm gì xấu? Hay càng nhằn hay càng ràm. Xấu nhất á, xấu đau, xấu đớn luôn á. Nóng tính lên á, sân hô không có tốt với vợ. Là không sao? Em thì thích nhẹ nhàng, dịu dàng. Ảnh bật lên thì không kiềm chế được. Thì Xuân mày tao rồi gì đó em... Mày tao chí tớ vậy như nít vậy đó. Dạ em rất là giận. Em cảm giác như mình bị xúc phạm vậy. Lúc em... đó thì em phản ứng như thế nào? Em nói mày tao lại không? Dạ không, em không giờ nói mày tao hết á. Em giống như em kỹ từ đó lắm. Ừ. Dạ nên là em nói nhỏ mà hổn quá. Từ nhỏ nghe em mà. Ngày xưa kêu cô mà giờ kêu mày tao vậy tức lắm. Còn không? Dạ không, dạ không. Em không biết còn không, nó sợ đó là không em bà vợ nữa, sợ không. Nóng lên rồi lúc đó không suy nghĩ được, tại có một lần hứa em đã đời xong hôm sau cãi nhau lại như vậy nữa đó, là từ cưới với nhau giờ là hai lần á. Hai lần nghĩa là hứa với em hai lần là không thực hiện. Dạ hứa một lần không, bây giờ mới một lần thôi đúng không? Bây giờ thôi thì em có muốn chồng em hứa với anh với chị Vân và tất cả mọi người khán giả đều? Dạ đây là tâm nguyện của em từ đầu đến trước giờ. Chỉ muốn nói được câu này thôi. À mình phải có trước có sau, nói đi phải nói lại. Bây giờ phải hỏi tại sao mà những lúc đó em lại bộc phát ra như vậy. Dạ nhiều lúc vợ em tính tình thì hay quên. Thứ hai nữa là có cái tính là làm việc xong rồi cứ bày ra đó. Em tính em gọn gàng em kỹ lắm. Về em nói hoài không được. Em tức quá. Em nói một câu vợ em cãi một câu. Điên máu lên rồi xong rồi đó. Vậy đó hả? Chỉ có vấn đề là bừa bộn vậy thôi. Dạ. Thì ví dụ như bây giờ chị nói là sắp tới tương lai mà những vấn đề gì nó nặng nề hơn cái chuyện bừa bộn nữa, rồi đi đến chuyện xung đột cãi nhau thì em sẽ xưng bằng cái gì nữa? Không, nhưng mà sau này mà gặp tình huống như vậy thì em sẽ có em kiềm chế lại. Phải tìm một cái
cái cách để mà mình chế ngự chính bản thân mình. Dạ. Chẳng hạn như là mình tự xé đồ mình. Bây giờ nè, anh muốn em hứa một lời với người bạn đời mình. Anh hứa với em là sau này sẽ không có những cái... Em đừng nên nhìn cái cành hoa mà anh hứa. nhìn mà xả. Sau này sẽ... Anh hứa sau này sẽ không bao giờ nói những từ đó nữa. Có gì... Nếu mà có chuyện xảy ra, anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình lại. Vợ nói một câu cho chồng mắt được đi. Vậy là em vui lắm rồi. Rồi, bây giờ vợ em ở nhà thì có những cái tính xấu gì? Tính hay quên. Ngoài hay quên. Bề bộn. Như cách đây cũng mấy tháng, hai chồng em đi miền Tây chơi, em dắt xe ra ngoài em bóp để tủ lạnh. Em ơi, bóp của anh để tủ lạnh kế điện thoại của em nha. Lúc đi ra giờ em cầm cái điện thoại cái bóp để lại, toàn bộ giấy tờ xe, tiền bạc để bóp hết. Mà hên lắm á, xăng em đổi trước. Cuối cùng hôm đó là đi miền Tây là trong 12 chồng em còn uống 50.000. Về đến nhà cái bóp mình chỉnh hình tủ lạnh. Vừa mừng mà vừa giận. Vừa mừng mà vừa giận. Mừng là không mất bóp, giận là tại sao bà vợ mình phải hay quên vậy. Rồi lúc đó chắc nhìn chồng cười trừ thôi chứ. Dạ không, em sợ lắm. Tại vì hả, chồng em hay la này kia đó, lúc đó em co ro lại. À vậy đó, còn em muốn chồng em thay đổi như thế nào? Bớt cái tính càm ràm đó. Như vậy có nghĩa là bỏ cái càm ràm mà vẫn giữ cái nóng tính. Dạ, bớt nóng tính đi. Thế còn em muốn vợ em như thế nào? Bớt đi cái sự hay quên lại. Em có sanh chưa? Dạ chưa, nhưng mà em hay quên. Tại vì á, là nếu mà em sanh em còn hay quên nữa. Dạ. Thì chị thấy vậy nè, từ trong sâu thẳm của chồng em á, là chồng em muốn rằng á, em phải công nhận chồng em là một người chồng, một người trụ cột của gia đình thực sự. Tại vì sao? Thường tâm lý của những người mà người ta nhỏ tuổi hơn mình đó, người ta luôn luôn muốn chứng tỏ rằng người ta phải là người chồng đích thực, người chồng trụ cột. Và em nên tạo cho chồng em cái cảm giác đó. Tại vì chị thấy chồng em rất là lanh. Còn về phần của vợ em á, vợ em có cái bệnh đó là hoàn toàn vợ em không có muốn. Mà không có muốn quên. Em không biết sao đó, giờ em những việc lặt chặt á hay quên lắm. Những con số nè, những hàng ẩn thức nè, nhớ cực kỳ. Đúng rồi. Ở ngoài đời chuyện đó là chuyện mình. Vô trư mà, em. Cái này là đản trí đó, chứ không phải là, yeah. là hay quên đâu. Có con á, còn đản trí hơn nữa nghe. Thì về phía chị ha, thì chị thấy gì nè, em chàng cái đó giùm cho vợ em đi. Thì những cái mâu thuẫn nhỏ, những cái mặc cảm nhỏ nó sẽ xóa đi hết ha. Rồi. Chúc tụi em hạnh phúc ha. Dạ. Cảm ơn hai em. Chắc là có cái thiên nhiên tiền định gì đó, trời đất quay cuồng rồi, vũ trụ sụp đổ. Nhìn khờ khờ như vậy mà cũng men. Miệng của Đức luôn, bốn mắt nhìn nhau chào máu hỏng hết. Và sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Hai bạn giới thiệu cho mình. Dạ, em tên là Trương Hoài Nam, hiện là nhân viên xuất nhập khẩu. Em được 27 tuổi. 27. Em là Phan Hữu Kim Ngọc, là nhân viên văn phòng, cùng tuổi với chồng em. Nếu mình đoán không lầm thì chắc có lẽ là hai bạn là có một cái mối tình từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Sao anh hay vậy? Anh có coi bói không vậy? Ôi, em hay quá vậy Thuận. Thì em quen cũng 6-7 năm rồi. Dạ. Từ hồi là còn đang... Sinh viên. Sinh viên đại học. Dạ. Thì quen nhau trong cái ngày đầu tiên vô luôn. Đầu tiên đi học đó. Dạ. Thì mới dưới quê lên, bỡ ngỡ lắm. Em tìm cái lớp của em ở đâu? Thì em thấy cái cô này, ủa sao giống cái cô mà dưới quê mình đang cua mà không có được, cua cả năm trời không được. Có như nào cô đó không ta? Vô tình xếp hai tụi em lại chung lớp. Thành ra là chắc là có cái thiên duyên tiền định gì đó. Quyết định là tấn công dồn dập luôn. Mà cứ cổ ngồi đâu là em ngồi đó, cổ ngồi đâu. Em duyên bên kia chứ đối với em là cục nợ chị ơi. Ôi à, đó cục nợ bởi vì bây giờ mới gánh nợ nè. Em vô lớp mà hả? Nhiều khi mình cũng muốn để ý người này người kia, giờ mà anh này anh kia mà sao giờ đi đâu cũng thấy đây, ngồi gần gần đó vậy đó. Cứ yêu cầu gì là em có đó, mà muốn cái gì là em chạy đi, em đi mua. Nhiều khi thằng hắn em biết cái gì rồi. Rồi thôi. Sam vậy hả? Đâu khoảng tháng mấy. Lúc đầu thì em cũng nghĩ là trong lớp hòa đồng vui vẻ thôi, em hỏi thì em trả lời đối đáp lại. Sao em thấy phiền quá em nói thẳng luôn, nói tôi có bạn trai rồi đừng có làm phiền tôi nữa. Lúc đó là trời đất quay cuồng, vũ trụ sụp đổ. Lúc đó là buồn giống như là hết muốn học nữa rồi, tiêu tán hết rồi, không biết giờ sao. Xong cái nhưng mà em điều tra có radar mà em điều tra cô này sắp chia tay rồi. Có cơ hội, nhào vô tiếp. Nhưng mà đổi chiến thuật, giờ là âm thầm lặng lẽ thôi.
À, xong rồi có một cái cơ hội làm tự nhiên cái tình yêu của em bước lên tiến thứ hai. Ừ. Bữa đó đang ngồi học thì hai đứa cũng ngang ngang với nhau, em me mà cứ ngồi đó em gần gần à. Cái có cái cửa sổ đây, cửa sổ mà sẽ kế bên học à. Không phải là một cái cửa sổ nữa, nó như một cái cửa hầm vậy đó. Ừ. Thì em thắc mắc, em chỉ nói bâng quơ thôi, không biết trong đây có cái gì hay mà nhìn nó bí mật quá. Em cũng tò mò, em là tò mò còn hơn nữa, từ đầu em me rồi mà em có nói, bà này nói mở ra chu vô. Lanh lắm, em chưa kịp gì là tự vô. Em diễn tả bên đây đi cho khán giả thấy mặt em, em dễ thương lắm. Đó. Em diễn tả bên đây cho chị. Còn vậy cái lớp của em quay lại, em quay cái lớp của em lại. Quay cái lớp lại đó. Đúng rồi, đó. Đó. Em bắt đầu em nghe nói là em nhọt nhọt vô liền. Em bước đâu được 3 bước, sao nó lạnh như trời. Mà nó tối thui, không có thấy cái gì hết á. Mà em đi đi bước từng bước, em không có thấy được, nó cứ vịnh vậy. Em bước đâu được tới bước thứ 5 cái em muốn quay lại rồi. Thấy hiu quá, sợ đúng không? Sợ quá. Nhưng mà công sức của mình là bao gây dựng bao nhiêu năm nay, chắc là lần này là lần quyết định đây. Em dư vô được tôi tới bước thứ 10 cái tự nhiên dư cái hố đen vậy đó, xung quanh phía dưới trần em nó đổ xuống hết trơn, nó sập xuống hết luôn. Cái em lấy cái tài em chụp lại cái thành lúc cái thành đèn cho em. Em nghe một cái rầm. Lúc đó em học cái hội trường nó là lầu 4. Xong mà gớt xuống với em chết. Ủa chết ba, cái này là hội trường ở lầu 2. Là em đang trên nóc nhà, em đang đu đeo. Trời ơi. Mấy cái miếng là phòng ở dưới, mấy miếng là phòng ở trên nó bầu rớt xuống, mấy bạn đang học ở dưới. Ở dưới thì lạ chí ché nhìn lên chị ý ơi ơi. Cái ông thầy giảng viên cũng ngừng học. Cái em xui cái nữa, cái chiếc dép em đang mảng rớt luôn dưới. em lấy hết sức bình sinh em trồi lên trên, bò được vô lớp. Đang suy nghĩ chắc trốn quá, tính bỏ trốn. Mà thôi giờ bỏ trốn thì cô này cô cũng lại đánh giá mình nữa. Thôi em chạy dưới để lấy đôi dép đi về. Lấy được đôi dép cái ông thầy không nắm đầu lại. Em gán bảo vệ cô này luôn, không có kêu là cổ suối. Em nói là em làm rớt cái miếng giấy, em chui chổng em lượm, em biết sao rớt. Rồi em thoát được không? Thẻ sinh viên em bị giữ tới giờ em đâu dám quay lại em lấy đâu. Thì từ cái lúc đó em cũng ấn tượng với chồng em là nhìn khờ khờ như vậy mà cũng men, dám chơi mà không có dám khai em. Tự nhận chân thành nghĩa là rồi là có cái cảm tình. Em lúc đó em có cảm tình, bắt đầu cởi mở hơn, chứ trước đó là em không thèm nói gì tới hết. Tụi em mới bắt đầu cho bạn cơ hội. Cái cơ hội em đến lần nữa cái tự nhiên máy hư, làm bài tập mà máy hư, kêu em sửa máy vi tính à. Máy vi tính em cũng chuyên nghiệp lắm, đâu biết gì đâu. Kêu sửa là em sửa à, kêu sửa có cơ hội là đâu biết cứ gì đâu. Nhập vô là coi như sửa. Cứ kêu em là em ok good. Rồi cái lúc đó em gắn máy vô được, máy chạy luôn. Thờ phước chủ mai thầy sao á. Là thêm một cái ấn tượng tốt với em nữa. Cái là trời khiến á chứ đâu có biết sửa gì đâu. Cái cụ lấy bánh kẹo rồi cho em ăn, lịch sự. Mà tay em bụi không mà đâu mà đút đi, gài keo đút. Tay chân cũng đang cầm thôi. Cô lấy miệng cô đút luôn. Em đơ hết trơn, bốn mắt nhìn nhau chào máu họng hết. Nói vậy là chắc có lẽ là em là người tỏ tình trước hả? Dạ thì cái đó cũng là em bật đèn xanh cho bạn đó. Thì em lúc đó em chạy xong rồi em chạy đường về, cái giờ chịu hết nổi, cứ nhớ tới cái lúc đó hoài. Tấp vô lề, nhắn tin liền, anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Không. Rồi lúc đó em là chính thức quen nhau luôn là lúc đó. Rồi mọi thứ nó cứ im xuôi trôi rồi chúng em cưới luôn. Này cưới xong về là có hòa vỡ thêm lần nữa không? Chồng em là hồi lúc chưa cưới thì em biết là có cái tật hay la cà nhậu nhẹt với bạn bè. Nhưng mà cưới về mới biết là quá mức quy định. Không có tuần nào mà không nhậu. Mà nhậu là hiếm khi nào một tăng mới chịu ngừng. Coi như là còn người là còn nhậu, chừng nào người ta đi về hết mà mình rủ mà người ta không đi nữa mới chịu về. Chiến hữu của em nó đô mạnh quá, em phải tiếp chiêu thôi. Nhưng mà em là một người bạn tốt, không bao giờ bỏ bạn. Đúng rồi. Em nhậu bả cũng đâu có vừa đâu, nhậu không biết đường về luôn. Tới 11, 12 giờ đêm bắt đầu gọi em ra rước. Rước xong cái về gặp em đúng hỏi đúng ba câu à. Anh biết em ăn cái gì không? Hôm nay em gặp ai không? Em uống nhiều chai không? Rồi hỏi ba câu đó tới sáng luôn. Không chịu ngủ, cứ nằm xong cười. Xong mới quay qua hỏi. Hỏi xong cười. Nguyên đêm luôn. Em bó tay luôn. Vậy mà cứ che em. Là em mắc cười hay là em giận? Thì em đâu dám nói đâu. Mong bà ngủ không chết, quỳ lại luôn. Ngủ rồi. Không chịu ngủ gì hết trơn, trời. Em là bạn bè, chừng lâu lâu bạn bè ở xa đến em mới nhậu nhẹt vui vẻ với bạn bè thôi, chứ không phải là mỗi tuần đều đặn như chồng em. Ngoài ra vợ em còn có tính xấu gì không? Cô này là chuyên gia, cái gì cũng cằn nhằn á, chuyện gì cũng la được hết á. Đi mà mở cửa, mở tủ gì á, không kéo hộp tủ là cũng chữ, mở cửa ra không đóng cũng chữ.
đi tắm rụng tóc không dội cũng chữ. Nhưng mà nhưng mà em là lần thứ hai thứ ba em mới nói chứ không có nói lần đầu tiên. Người ta tắm rửa xong là sạch sẽ, còn chồng em tắm xong là em vô cái nhà tắm như bãi chiến trường vậy đó, dớ quần áo mọi thứ một chỗ vậy đó, em phải dọn xong em mới tắm được. Thì làm vợ làm gì mới dọn chứ. Trời ơi, ghê chưa, cào nhào em suốt vậy đó mà không bao giờ ghi nhận công lao của em. Bữa đó bệnh ta nói nằm mệt quá hỏi giờ muốn ăn gì, em ăn cháo cá lóc đi. Em mua cá lóc về em mần em làm đâu 3-4 tiếng đồng hồ làm xong xuôi hết rồi bài biển dọn lên trên trước, lên ngồi ăn, khi lên trên khều xuống em xong rồi ăn xuống ăn cháo cá đi. Đang tưởng tượng diễn cảnh như hai vợ chồng mới cưới về ngồi ăn vui vẻ nói chuyện, bà vừa mới đi trên cầu thang đi xuống, vừa nhìn xuống rồi quát vô mặt em xong. Quá chửi sùm, trời ơi cái gì đây. Em nghe cháu cá mình cũng đang đói đang mệt, mình hí hửng mình xuống mình tính thưởng thức thôi. Vừa xuống chưa thấy cái nồi cháo ra, em thấy cái nhà bếp là ha, tao nói tày quầy hết, nồi niêu chai lọ tao nói mọi thứ nên chỉ nghĩ tới cái cảnh mà mình đang mệt mà mình còn phải dọn dẹp cái bếp nữa. Em nhớ tới cái tật bài của chồng em nên em càng tức thêm, chửi tùm lum luôn. Rồi em bỏ lên em đóng cửa em đi ngủ luôn cho mà ăn mình luôn đi tự xử. Có bây giờ mà chồng em chửi em lại đâu giờ. Nhưng ngày xưa thì cũng như lúc cua thì chửi lắm, mà mình nghĩ trong bụng mai mốt cưới về chết với tao chữ mà tao biết. Xong cuối cùng cưới về cũng vậy luôn. Đâu dám nói. Bây giờ á em muốn vợ em thay đổi gì? Bớt chửi, em chửi riết, em không biết làm sao cho đúng. Thật ra là em chỉ cằn nhằn giống như là để góp ý thôi, chứ bây giờ mà em không nói cứ vậy em cứ dọn hoài, rồi mốt có con rồi em dọn thêm con nữa chắc em đuối luôn á. Tức là em bực bội chồng em cái chuyện mà bừa bãi thôi đúng không? Dạ. Giờ thực ra nên nãy giờ ngồi kể hết những cái mà mong ước về nhau rồi, những cái mà chưa hài lòng về nhau rồi, thì hai bạn cảm thấy rằng là hai bạn có thể dung hòa điều tiết những cái mà hai vợ chồng mong muốn để sửa đổi không? Chắc từ từ cũng được. Em bớt lắm rồi đó, chứ ngày xưa em nhậu tận có 5 bữa chứ nhiều. Trời ơi. Giờ em tận nhậu có 1-2 bữa em. Chứ đâu phải là nhiều đó. Mà nhậu đó là trong làm công ăn việc bạn bè cũng có, làm ăn cũng có. Nhưng mà cái vợ em mong muốn ở em lại không phải là cái đó. Cái vợ em mong muốn đầu tiên là gì em quên hả? Gọn gàng, đó, cái đó là cái em có thể làm được ngay chứ em đâu cần phải làm mai mốt hay cái gì. Em thấy em gọn gàng quá, em làm như em bê đê. Em thấy em gọn gàng là em giữ gìn sức khỏe cho vợ em đó. Tại vì vợ em cái tánh nó gọn gàng, mà giờ em không gọn gàng ở đâu, bỏ sức ra nó dọn dẹp nó này kia nọ nữa, đúng không? Có làm được không? Được không? Chắc cố gắng. Rồi, cố gắng và thực hiện nha. Rồi, xin cảm ơn hai em. Em tên là Huỳnh Diễm Thúy, hôm nay em 29 tuổi, hiện là nội trợ. Em tên là Lê Toanh, hiện nay em là kỹ sư cơ khí. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Em và anh gặp nhau trong sinh nhật của một vị bạn. Lúc đó thì em làm gì? Lúc đó em làm hướng dẫn viên. Bữa đó thì em cùng với đám bạn trai giống như ngồi trên phòng của bạn nói chuyện. Thì tự nhiên có một cô bé giống như đi ngang qua. Vô tình lúc đó thì em ngước người nhìn lên nhìn. Tự nhiên có một cảm giác giống như là một cái gì đó nó... đúng như nó quen, đúng không? Tim mình như nó dừng lại. Cái hình nhìn của hoài. Em có cảm giác như ai theo dõi mình thôi, nhưng mà em cũng không hề để ý. Bây giờ em hỏi xem là cô bạn đó đã có bạn trai chưa? Là bạn đã có bạn trai rồi. Lúc đó em hơi chưng hững xíu, nhưng mà quyết tâm dạ, quyết tâm với con. Bạn quyết tâm như thế nào? Trước đó thì em được một cô bạn giới thiệu về ảnh là có một người bạn của chị rất là thích em, anh đó rất thông minh, hiền, giỏi, gia đình gia giáo. Nhưng mà em nói là em đã có bạn trai rồi. Rồi sau đó em lại nhận được cuộc gọi điện thoại của anh. Anh mới nói là anh muốn hẹn gặp em. Em viện lý do là em bận học mà em hay về trễ nữa, chắc là không gặp được. Em đi mua một bó hoa, em mua từ lúc 7 giờ tối ra khoảng 10 giờ mấy mới về. Lúc đó em cũng chưa ăn uống gì, người cũng đói. Rồi sau này tới anh tặng hôn hoa cho vợ em. Nói tặng em, hôm nay trễ rồi anh đi về. Trời ơi, không vậy đó hả? Có đơn giản gì thôi à? Trời, mua hoa không, bởi vì bữa đó thì thật sự là người em cũng một là mình cũng lần đầu tiên tặng hoa mà cũng hơi run, hai là giống như cũng là trời cũng tối, đường cũng vắng, rồi em xin phép đi vào. Lần thứ tiếp theo thì em muốn người tạo thêm một cái ấn tượng nữa. Dạ, em vẫn tặng hoa. nhưng mà cái lần tặng hoa kỳ này đó là Tuấn Anh có nói một cái câu gì khác với câu ban đầu không? Dạ không luôn ạ. Chỉ là tặng hoa rồi xong rồi
anh xin phép em đi về. Đi về đi họp thôi ạ. Khi lần thứ hai thì nghe nói là không thích hoa nữa. Thì thôi mình nghĩ cái gì khác đi, mình tặng một cái gì nó có thiết thực hơn đi. Bạn tặng gì? Em quyết định tặng sữa. Ai chẳng tặng sữa. Bởi vì cơ bản là vợ em thì hồi đó là người cũng gầy gò nó sao sao, tặng sữa uống để bồi bổ. Rồi em cũng có từ chối nhưng mà dán anh khệ nệ khinh thùng sữa lên da em, đổ mồ hôi cái khinh lên đó, anh tặng em thùng sữa, em uống cho tẩm bổ. Anh về nghe. Dạ đúng rồi. Nó cũng vậy nữa hả? Vậy anh về nghe, chỉ có đổi cái chất liệu thôi. Dạ. Để em bảo theo cái ấn tượng cho vợ em thì em có viết thêm một 4 bức thư. Wow. Và trong bức thư em không hề nói chữ yêu ở trong đó cả. Bức thư rất ngắn, gửi Thúy. Không biết thời bây giờ có ai còn gửi thư cho nhau nữa không? Anh muốn gửi cho em lá thư này để ghi lại những hình ảnh của em trong anh. Hình bóng của em ngày nào anh cũng nhớ, cả ban ngày lẫn ban đêm, rồi chấm hết tôi. Trời ơi. Dễ thương quá. Dạ em à. Không, tôi thấy cái lá thư này rất xúc tích nhưng mà nó đang chứa đầy tình cảm ở trong đó. Dạ, em đọc lá thư đó thì em gần da óc luôn á. Nhưng mà thì em ấn tượng nhất là anh tặng em bức hình, một tấm hình vẽ lại từ tấm hình chân dung của em chụp, em gửi cho chị bạn vẽ lại giống y chang luôn. Anh cũng lên là tặng em. Rồi anh đi về. Rồi anh đi về. Hồi nãy cô chị bước lên là anh có thấy em cầm thẻ bức tranh. Dạ vâng, đây bức tranh đây, bức tranh em vẽ và em. Dạ. Giống không quý vị? Có nghĩa là tự tay em vẽ luôn. Dạ vâng, tự tay em. Cái bức hình này là em đúng như em lấy từ một cái tấm hình chụp nhỏ nhỏ. Em rất là ngưỡng mộ, nhìn tấm hình mà em cảm thấy là siêu lòng. Sau khi quá trình em quen bạn trai cũ thì đã chia tay, anh này cứ theo đuổi hoài, em cũng cho một cái gọi là cơ hội. Một chuyến đi Đà Lạt em gặp khách rất là khó tính, đoàn bị trục trặc nữa, em cũng khóc rất nhiều, không biết gọi ai hết, chỉ biết gọi anh thôi. Tâm sự cái anh nói là hỏi em nè, em có cần anh lên hay không. Mà lúc đó là Tết nữa chị. Cái em mới nói là Tết như vậy sao anh lên được. Anh nói là em chỉ cần trả lời là cần hay không. Em giả bộ nói là cần, em nghĩ là anh sẽ không lên thôi. Sẽ cần. Lúc đó là chiều tối em đi dẫn đoàn về là em thấy anh, em cảm động chứ. Vừa gặp bạn gái mình thì có nói câu hỏi về nghe không? À không, bữa đó thì bởi vì em sợ lắm. Em lên là từ dạ em lên là từ buổi sáng thì em phải bắt xe che chạy 3-4 tiếng mới tới gần trưa chiều chiều. Và em lúc đó thì đi đang dẫn tour đi, là gần tối thì mới gặp được. Rồi xong em qua nủi và em được vài câu, rồi sáng hôm sau em mới bắt về chứ anh. Vậy việc lúc nào thì bạn mới nói được cái tình của mình, tỏ ra cho bạn gái biết? Cái đó là cái bữa đó, okay. ngày lễ tình nhân đó anh. Bữa đó thì em cứ chơi ở nhà em hoài, cái em nói ủa anh hôm nay có anh biết ngày gì không? Cái anh nói, ủa ngày gì? Em nói trời ơi ngày hôm nay ngày tình yêu, ai cũng đi chơi, chẳng lẽ anh hỏi đây không? Anh mới kêu cái thôi em vô tắm đi, rồi anh đi về. Thôi vậy hả? Có thật sự em, bởi vì em muốn có tạo một cái ấn tượng mà giống như mang cái hơi hướng của bạn bất ngờ. Em chuẩn bị một cái giống biệt gặp trong á, em cắt hình trái tim và em mua thùng sơn màu đỏ này nhà, và em lúc đó ở bên chung cư thì đó em ở dưới nhà thì ngay đường á em ở em sơn, là lúc khoảng 7 giờ mấy người ta nhìn vô em cũng ngại lắm. Rồi sau đó giống như khi xong hết rồi thì em mới gọi cho vợ em ra, thì vợ em đứng lên trên ban công, đứng ra ngoài bước ra thì em nhìn xuống dưới thì em đứng ở dưới. Dạ, và dưới với một trái tim màu đỏ. Em nhìn thấy hình trái tim là em rất bất ngờ rồi anh. Trái tim to ơi là to nữa chứ. Mà trước cửa nhà người ta. Có bị mắng vốn không? Dạ thì có, ngày hôm sau cũng có người hỏi ai vẽ em cái trái tim đây. Ồ vậy đó hả? Như vậy thì chị cảm giác là chắc là tụi em sẽ lãng mạn lắm đây. Chắc là nói ra anh chị sẽ bị sốc mà. Mấy cái lãng mạn đó không còn nữa chị. Không có tin. Sau khi cưới thì hả, những ngày như sinh nhật em thì có gửi lời chúc mừng, còn những ngày lễ 8 tháng 3, ngày lễ tình nhân, kỷ niệm ngày cưới thì không thể để ý tới. Cơ bản em nghĩ vậy này, sau khi giống như là mình lấy nhau thành vợ chồng hết rồi thì bây giờ em đi làm đúng không? Thì tiền lương này nọ thì em đưa hết cho vợ em giống như kiểm soát hết rồi. Và giống như mua quà cho vợ thì em nghĩ thôi một cành hoa hay gì cùng lắm hai vợ chồng cùng nhau đi ăn. Cần gì phải tạo như một cái gì sốc làm chi. Vậy có khi nào mà em nói mà chồng em không nghe không? Dạ thì chồng em thì rất là gia trưởng, thì hầu hết là mọi chuyện đều là anh quyết hết. Em muốn vợ em giống như là
sáng thì nấu cơm, rồi quần áo thì ủi cho em để em mặc đi làm. Và em muốn giống như vậy, em chia sẻ với em tất cả mọi chuyện, đừng giấu giếm em chuyện gì cả. Có bao giờ em giấu giếm chồng điều gì? Dạ có, thì có một anh cũng chơi thân, ảnh ở dưới quê, anh mới nhờ em là đứng tên mua xe giùm ảnh, thì để anh trả góp. Em mới thấy không có vấn đề gì mà mình giúp được người ta. Bữa đó thì anh đó trả tiền xe trả góp á trễ, công ty tín dụng gọi cho em, lúc đó thì điện thoại em trong túi anh. Tự nhiên là có một người ở đó gọi điện thoại tới bảo là chị Thúy ơi, chị tới hẹn trả tiền rồi, mua trả góp cái xe. Nghe lập tức thì em trả lời liền, quá chị có gọi lộn số không, bởi vì cơ bản là vợ em không muốn xe nào đâu. Hồi sau nữa họ lại gọi điện thoại tới tiếp, thu ai mới nói là chị có thể nói rõ hơn được không, nói đúng tên họ tên chứng minh thư luôn, số nhà luôn. Rồi họ nói thêm câu nữa, vợ anh mua cái xe mà anh không biết à. Nói câu đó là em giống như là lửa giận trong người nó vừng mà em lại hỏi vợ em là em có làm cái gì giấu anh không. Em giấu mà em sợ anh lại la, cho nên em nói là dạ không, để em tìm hiểu coi sự việc như thế nào. Em gọi anh đó, tại sao mà không đóng tiền xe mà lại làm phiền em như vậy á. Thì người đó đang đi công tác, cái em mới về em khai thật với anh đó. Anh cũng giận lắm, giận đùng đùng đạp cái bàn. Cái em vừa khóc em vừa nói với mẹ kể hết, anh thì anh bỏ giận đi ra ngoài đường luôn. Bữa đó là thật sự là em rất là nóng, bởi vì từ sáng em đã hỏi 2-3 câu rồi, em có làm gì không, tụi em nói là không, em cứ suy nghĩ quẩn hoài. Tại sao hàng ngàn câu hỏi tại sao ra cho em. Lúc đó tự nhiên cái người em nó bực quát mà tại sao cô lại lừa dối mình này đó. Chế không được. Vâng, thì em đập cái bàn rồi sau em bỏ ra suy nghĩ, thấy giống như là cái câu chuyện thật sự cốt lõi nó cũng không có vấn đề gì cả. Thực ra thì sau cái lần đó rồi thì các bạn còn có những cái lần nào nó tương tự như vậy không? À không, từ đó trở đi giống như là vợ em lại đúng ra là mọi thứ thì lại chia sẻ hết với em. Nhưng có vấn đề gì thì nói hết, em cảm thấy rất là thoải mái. Vậy thì bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Anh bớt nóng tính lại. Cái đó em nghĩ là nếu mà vợ em hỗ trợ em bằng cách giống như là khi mà em nóng giận chẳng hạn, thì em muốn câu hỏi tại sao thì có cái câu trả lời nó rõ ràng. Mà ngay thì lúc đó thì đâu có chuyện gì xảy ra đúng không anh? Thì em muốn là giống như là vợ em sẽ chia sẻ với em nhiều hơn. Bây giờ em thử vậy nè, cái ngày lễ đó thì em tặng chồng em thử coi, giống như là em như tấm gương vậy đó, em tự em làm trước đi, tự nhiên chồng em sẽ thấy rằng khi nào chồng em mệt, tự dưng vợ rủ đi coi phim, vợ tặng mình một cái món đồ mà mình thích, tự nhiên thấy nhẹ lòng, thấy hạnh phúc sướng. Thì tự động chồng em sẽ thấy được rằng mình sướng như vậy thì vợ mình khi nhận được những cái điều mà mình quan tâm vậy cũng sướng theo. Sướng cơ là. Đúng không? Em cứ thử một thời gian thử coi làm sao. Dạ. Sao mà lại có người dễ thương lạnh lùng vậy? Em ở trên núi xa xôi quá, anh đi không tới. Em suy nghĩ rất là nhiều. Tình trường nó nhiều, lúc đó mình chọn vợ nó chính xác. Mà thương thì dễ, mà thích cỡ thì em không biết. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son của chúng tôi đã đi qua một quãng đường khá dài. Và chúng ta đã từng xem và từng nghe và từng thấu hiểu từng hoàn cảnh của từng cặp vợ chồng. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp tiếp theo hai cặp vợ chồng nữa, và họ sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện thú vị nào đây. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Cặp vợ chồng này trẻ trung quá à. Chắc chắn là cặp vợ chồng này sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện rất là vui tươi, dí dỏm này. Mà hai em giới thiệu chút xíu về mình. Em tên là Nguyễn Anh Tài. Hôm nay em 27 tuổi, em là nhân viên sale của FPT. Trời đất, em 27 rồi hả? Dạ. Nhìn em nhỏ xíu à, cỡ 21-22. Dạ. Còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Thảo Ly. Năm nay em 25 tuổi, em làm kinh doanh thời trang. Thế hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Thì em gặp chồng em lần đầu tiên là năm 2010 em đi thực tập. Thì thực tập chung với công ty của anh này. Thì lúc đó em vừa vào em thấy trời ơi, sao con trai gì mà da trắng dữ vậy trời. Môi thì đỏ, da trắng như ngọc trinh, đỏ như son, rồi mũi cao, nhìn kiểu baby Hàn Quốc ghê ta. Lúc đó là ấn tượng rồi đó. Còn em ấn tượng gì vợ em? Dạ thì em thì ấn tượng là vợ rất là xinh. Vừa bước xuống xe là thấy cười, rồi hoạt bát rất là lanh lợi, nhưng mà mình cảm giác là đây là như cái style của mình, mình rất là thích. Nên là mình nhiều khi lúc đó giống như tình yêu sét đánh, là mình ước gì là vợ của mình. Và thế là tôi nghĩ rằng là ngày hôm đó có thằng tình yêu đi ngang và nghe thấy cái điều ước của hai bạn. Ai là người tỏ tình với ai trước nào? Em không biết ai tỏ tình với ai trước, mà lúc đó là em thấy là cái buổi đó là vợ lên, vợ ngồi kế bên em á, thì tự nhiên cái em chưa nói gì hết, tới cuối buổi tự nhiên đưa em nick chat. Giống như là mình cảm giác mình là anh trai mà mình lại còn bị thụ động. Bị động phải không? Dạ. Mình đang ở thế. Sao giận không? Vui. Vui.
Nhưng mà chị hỏi nè, em có cảm nhận giống như chồng em không? Giống như sét đánh, giống như con người này sinh ra để làm chồng mình không? Không, lúc đó thì em không cảm nhận là anh này là chồng em đâu. Mà lúc đó nghĩ sao mà lại có người dễ thương, lạnh lùng vậy. Kiểu là mình thích để tán thử xem như thế nào. Hai người cua dính luôn. Mấy bà, hai bạn lấy nhau là bao lâu rồi? Dạ, 8 tháng. Quen nhau bao lâu? Dạ, quen nhau gần 5 thì chia tay. Rồi sau đó sau 2 năm mới quay lại nhau rồi cưới. Tại sao chia tay? Dẫn em đi suối tiên chơi nè. Trời ơi, cho em chơi đủ thứ trò chơi hết á. Rồi cho em ăn cái này, ăn cái kia, giống như mình là công chúa rồi đó. Xong tối thì gọi điện thoại: em ơi, mình chia tay nhau nhé. Vì anh thấy là em ở trên núi xa xôi quá, anh đi không tới. Với lại em tính con nít quá. Ủa em ở đâu? Dạ, em ở miền Trung, Quảng Nam. Vợ em ở miền Trung nhưng mà lại nghe không phải là thành phố, mà là từ thành phố mà đi lên tới núi, lên núi khoảng 50 phút. 40 phút à? 50 phút. 10 phút thở mà thở hết. Trời ơi, 10 phút mà thở nữa. Tính luôn nha, 10 phút thở. Rồi là chia tay vì dạ, một lý do như vậy thôi. Từ hồi nhỏ là trong gia đình là hồi đó giờ sống ở miền Nam, mình quen người miền Nam là chủ yếu à. Không có quen ai miền Trung ấy, là ba mẹ cũng có nói là quen ở người miền Nam, biết bao nhiêu người là không quen, là quen miền Trung chi xa. Rồi mình gặp thêm là cái tính cách cũng trẻ con nữa. Ủa nhưng mà em quen với ảnh thì là trong cái thời gian thì bên gia đình của ảnh biết không? Dạ biết, gia đình là biết. Em ở Trung xa thì ba mẹ mới nói anh là thôi đừng có yêu, yêu rồi sâu đậm không có bỏ được. Thì anh mới chia tay em á. Mà rồi sau khi mà nói lời chia tay về em có đau khổ không? Cũng một khoảng thời gian đó là một năm mấy đến hai năm đó, là khoảng thời gian đó em một mình thôi. Em suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà lúc mà anh nói chia tay em sốc không? Cực kỳ sốc luôn chị. Tức mà khóc luôn á chị. Khóc luôn. Thấy cảm thấy người gì mà kỳ cục, nhút nhát quá à. Cảm thấy là vì cái khoảng cách thôi á mà lại bỏ mình như vậy á. Rồi em mới vượt qua cái trạng thái đó liền không? Hay là mất thời gian bao lâu? Khoảng nửa năm. Rồi trong một năm rưỡi đó là hai đứa cứ rình rập theo dõi nhau. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thì lúc đó em theo dõi Facebook thấy lúc nào cũng chụp hình của một mình. Em đang buồn, em cô đơn, thấy thương. Mình cảm giác là mình thấy mình giống như có tội, có lỗi quá. Đúng rồi. Quyết định là làm quen lại. Thì ai là người quyết định? Em không? Anh này là quyết định quay lại. Nên đó là em quyết định đó, mình khi mình quay lại mình phải suy nghĩ rất là chín chắn. Em quyết định đó là canh cái ngày sinh nhật của vợ á, thì em gọi điện em nói là anh muốn gặp em, có chuyện muốn nói với em. Không thèm gặp luôn. Tại vì chia tay vậy sao mình gặp liền đúng không anh? Đúng vậy. Mình đúng phải dài dò. Mình phải cho thời gian thử nghiệm. Mà thời gian là bao lâu? Có ngày rồi. Trời ơi. Trời, tôi tưởng đâu là nghe chắc cho một tháng, một năm, cho một ngày. Và tôi nghĩ rằng là kể từ khi mà quay trở lại nhau thì cái giai đoạn mà hai bạn tiếp tục đi đến hôn nhân chắc không có gì khó khăn. Em quay lại là vì một câu nói của anh thôi mà em quay lại. Câu nói gì? Anh nói là em à, hai đứa mình chia tay nhau một lần rồi, nhưng mà bây giờ quay lại là sẽ mãi mãi sống đến đầu bạc răng lâu. Trời, nghe câu xúc động quá. Rồi còn em yên tâm là anh sẽ che chở em hết cả cuộc đời, bảo vệ em luôn, em không cần làm gì hết. Rồi. Ở không mình nuôi em luôn. Trời ơi. Cái câu đó trong gì, trong phim đúng không? Tất cả phía trước là đúng, có câu mà ở không em luôn thì không có. Không có. Nghĩa là cái bà này bắt theo dạ. Không tưởng tượng. Rồi thế là sau đó là bắt đầu nghe mình ngay lúc đó hạnh phúc quá mà, nghe chào nước mắt quá mà. Lúc đó thôi, ok em quay lại với anh. Quay lại thì thấy trời ơi, dịu dàng lắm chị, nhìn mặt này chị. Trời ơi, rất là yêu thương, chiều chuộng, dịu dàng lắm. Trời ơi, đàn ông mà phải dùng cái từ dịu dàng. Ôi, tại nhìn ông baby quá mà. Baby quá nên nhiều khi mình nghĩ. Công chúa nên mấy em cũng là cũng phải cưng hết. Nhưng mà sau này mở màn mới biết nha anh. Bây giờ về rồi mới biết đá, biết đúng màn. Rồi, đúng rồi, anh, đúng rồi. Nhưng mà nè, quen nhau rồi á, là khi mà gia đình em biết á thì có cái gì khó khăn không? Có nghĩa là có bàn ra bàn vô, có cản em nữa không? Trời, bàn quá trời luôn á chị. Vậy á. Bàn ra hay bàn vô? Bàn ra, không ai bàn vô đó chị. Rồi sao cưng? Ảnh về anh xin phép ba mẹ cưới, xong ba mẹ nói: con à, quen thêm hai ba cô này cho có kinh nghiệm, tình trường nó nhiều, lúc đó mình chọn vợ nó mới chính xác. Trời đất ơi. Rồi anh nói nghe lời không? Em thì là em đã khi quay lại là mình đã có quyết định rất là chín chắn rồi. Thì bây giờ là mình là chỉ còn cái mục tiêu là phải bảo vệ quan điểm của mình và thuyết phục ba mẹ. Nghĩa là hai người mà cuối cùng thì ba mẹ đồng ý, em thuyết phục được không? Anh này thuyết phục được chị. Vậy là quá hay rồi. Anh thuyết phục bằng tình cảm, bằng nước mắt. Chồng em mau nước mắt khóc vậy. Mà chỉ có em mới làm anh khóc được thôi. Thấy không? Nghe nè, rồi cái lúc đám cưới thì sao? Trời ơi, đám cưới kinh dị hơn nữa. Cái đêm tân hôn sao? Trời ơi, anh tuyệt vời lắm. Nhìn ảnh baby Hàn Quốc vậy mà không biết gì hết trơn. Người đàn ông tinh khiết. Dạ đúng rồi. Sao hấp dẫn lắm. Ảnh lúc đó thì bạn bè chúc rượu xỉn,
đem vào phòng á, em tay chân cứ lỏng ông run vậy nè, chảy nước mắt. Anh cưới được em, anh cảm giác bây giờ anh hạnh phúc quá. Bây giờ anh được tọa nguyện rồi. Anh hạnh phúc quá. Bây giờ anh không biết sao hết. Rồi sau đó rồi ship nữa, tiếp nữa. Rồi cứ ôm em vào lòng thủ thỉ, nói những lời êm dịu. Nhưng mà đâu thấy làm gì đâu, tại không biết làm. Lúc đó là trời đất ơi, gì kỳ vậy? Thật ra thì mình muốn nghe nói mình lên mạng mình tìm kiếm làm sao để đêm tân hôn lãng mạn. Phải nói là phải vô phải tâm sự với vợ trước, mình không nên là mình dồ dập quá. Có những cái người ta nói thương nhau cởi áo cho nhau, nhưng mà em thì cái khúc thương thì dễ mà khúc cởi thì em không biết. Thì ra khóc đây không phải khóc vì cái chuyện tình cảm, nghĩa là coi như là được một cái kết quả viên mãn, mà khóc đây vì rắm rứt bởi vì không có thuộc bài. rồi mọi thứ dạ mọi thứ diễn ra là tuyệt vời. Rồi có cô vợ tuyệt vời vậy là chắc đó. Là em ghen dữ lắm nè đúng không? Trời ơi, cực kỳ ghen vậy. Ông ghen kinh khủng. Ông ghen sao đâu? Trời ơi, em ra đường không được đánh xong đi nha, không được trang điểm, đánh xong rồi đổ chốc ra quyến rũ trai hả? Trời ơi, làm cái gì em đi ra đường không được mặc quần bó sát nha, bó sát chụp khoe vòng cong quyến rũ với trai hả? Rồi á, đi biển nha, không được mặc bikini. Trời ơi, hôm nay tắm biển là mặc bộ ba, mặc bộ tắm thấy chưa? Tại vì á là bikini cũng dạ quan, đi ngoài biển thì nổi lên vậy đó, rồi mấy người ở trên bờ thì lại xì xầm nói là đẹp, em nói đẹp quá, em nghe được, em thấy tức tối trong người, thấy khó chịu, bực mình phải không? Cảm giác giống như là của mình mà lên đi bình phẩm vậy, không được, bực mình. Đâu tắm được 10 phút à? Bắt lên bờ dẫn về. Ủa tại sao vậy, tắm có 10 phút? Người ta nhìn quá không cho, dẫn về. Nhột, không tắm được. Còn chồng em mặc cái gì? Chồng mặc quần đùi áo thun. Quần đùi áo thun chứ không mặc quần bơi luôn. Không luôn. Tự anh ý thức được, anh ý thức cho người khác nhìn. Ông kính đáo, ông sợ mấy bà kia nhìn ổng. Biết giữ mình lắm. Biết là giữ mình. Như vậy là bây giờ hai đứa mình phải tài trợ cho hai vợ chồng em, tài trợ cho chồng chị hai bộ người nhái. Hai bộ đồ người nhái. Để lặn đúng không? Tắm biển là lặn là không ai nhìn luôn. Dễ thương vậy. Rồi vợ em có cái gì xấu? Nè, vợ em thì có cái là trả treo kinh khủng. Ví dụ như là làm cái gì mà bực mình lên đó, là nói một câu là trả treo một câu. Đặc biệt là hay chọc tức em nữa, em nóng tính kinh khủng lắm. Rồi sao, rồi lúc mà cái cơn điên em lên rồi em làm sao? Dạ thì em điên lên em chỉ muốn là nói cho dập tắt thôi, nhưng mà lại vợ lại phản ứng lại nữa, mạnh cãi lại. Rồi em làm sao nữa? Phản thì chị nhìn đi, mặt anh trắng vậy nè, khi anh giận lại đỏ như quả cà chua. Dữ tợn, kinh khủng lắm. Anh gầm gừ á, tức quá, trào nước mắt luôn. Còn khóc nữa hả? Không, 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 không phải khóc mà giống như là mình bức xúc quá, mình tức quá, anh đập vô tủ. Cái đau tay? Dạ đau quá, xong đau tay lại khóc. Trào nước mắt ra. Trào nước mắt. Thấy em khóc, anh mà khóc một cái làm đau lắm. Cảm giác là tự nhiên mình làm anh khóc. Em thấy có lỗi, cái lúc đó làm soi. Ảnh mà khóc là em soi liền. Tại bây giờ em khóc chưa? Em cũng khóc luôn chứ. Rồi lúc đó chồng em, chồng em có soi không? Chồng không soi đâu. Chồng ngồi im nhìn thôi. Mít ướt, đồ mít ướt. Vậy em soi em. Gì kỳ vậy? Em biết là giống như là nước mắt cá sấu thôi, để giống như là để soi dịu em thôi, chứ thực ra là khóc không phải khóc do là biết mình có lỗi. Thì khóc kỹ thuật. Dạ, không. Tại tính em dễ khóc là em tự điều khiển nước mắt của mình luôn. Ôi trời, tự điều khiển. Trời giống biết ngô quá. Nhiều khi em muốn em khóc mà em đứng. Em bây giờ em khóc được không? Trời ơi, giờ em vui, gặp anh đang vui mà. Trời, hai bạn rất là dễ thương. Bây giờ mong muốn thay đổi sao? Em chỉ mong vợ là mình dành thời gian cho em nhiều hơn. Thế còn em muốn chồng em thay đổi gì? Thì em muốn chồng em là bớt nóng tính lại. Khi nóng tính là nhìn xấu quá à. Nhìn gớm lắm. Nói chung là muốn thích xíu nào. Phụ giúp vợ trong việc nấu ăn. Ví dụ như lâu lâu chồng có thể nhặt em cái rau hoặc cùng nhau rửa chén cũng vui chứ bộ. Lúc đó cảm thấy là mình hạnh phúc. Nhưng mà chồng em là tuyệt đối không bao giờ vào bếp. Sao vậy? Em vào bếp rất là khổ vậy à. Cảm giác như mình là nô tì vậy đó. Anh ơi lấy cho em giá, lấy cho em ớt. Mà xong rồi em đang đi giữa chừng. Thôi được rồi, đừng lấy nữa anh, bỏ ra tủ lạnh đi. Mà em cứ làm chạy tới chạy lui vậy đó. Mà lấy có mấy cái lạc vàng thôi. Em nói cái em tức quá, em bê nguyên một cái vàng đó lại cho vợ luôn. Tự bà lựa đi. Dạ tự bà lựa.
giờ sao ta? Cuộc sống của bạn bây giờ đang rất là vui. Tuy nhiên có một số cái các bạn phải bắt đầu điều tiết đi để chuẩn bị cho một cái gia đình lớn hơn. Có nghĩa là sẽ có một hai đứa con. Đúng không? Thì về phía em quản lý về em trong cái cách ăn mặc như vậy nó hơi bị xích sao quá. Bây giờ em cứ hình dung đi, em đi ngoài đường với một cái cô vợ mà thiệt là không ai muốn dòm á. Trời ơi, tự nhiên một lúc nào đó em về em chán vợ em vô cùng. Những cái đồ vật của mình mà không ai thèm muốn á, thì đó là cái đồ vật không có giá trị. Cái đó là một cái điều mà em phải chuyển cái đó thành sự hãnh diện. Tại vì thực sự mà nói á, vợ em rất là xinh, vợ em có duyên nữa. Nhưng mà chị biết chắc chắn là không ai cướp vợ em được đâu. Bởi vì tụi em rất là xứng đôi, 1 9 1 10. Cho nên rằng á, tụi em phải là một cặp mà khi đi ra đường mọi người phải trầm trồ. Trời ơi, mày nó đẹp trai quá, lấy nhỏ nhỏ đi quá. Tụi em phải lấy cái đó là cái niềm mà gọi là vun vén thêm, gia vị thêm cho cái tình cảm vợ chồng. Chứ còn ha, nếu mà một lúc nào đó mà như vợ em đi với em cứ lúi xùi giống như là một cái bà nội trợ mà mấy chục tuổi vậy đó, thì một lúc nào đó tự động em sẽ chán. Không, cái đó là chị nói thiệt kinh nghiệm. Kinh nghiệm chị bàn với tụi em thôi. Còn cái chuyện mà em có làm hay không đó là quyền của em. Hiểu không? Nhưng mà chị góp ý như vậy. Rồi, xin cảm ơn hai em. Nói chuyện là dài dòng nghe, hồi em mệt lắm. Thương ai cũng vậy, thôi lấy anh đi. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Người như vậy mà hay là có vấn đề gì? Và bây giờ xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Căng thẳng á, mà nhìn cô dâu là thấy tươi mát liền. Cái này có màu xanh này ngọt quá. Làm như nó có một cuộc hội ngộ gì ở trên sân khấu này. Sao? Nên là tất cả những người phụ nữ ở trên sân khấu này đều đẹp hết. Dạ, cảm ơn anh. Cô dâu cũng đẹp, cô dâu này cũng đẹp và cô Hồng Vân cũng đẹp. Ôi, cảm ơn em. Đó, bây giờ ưu tiên cho người đẹp giới thiệu về mình. Em là Vương Thị Thủy, em 26 tuổi và em là giáo viên dạy văn. Còn dạ, em tên là Nguyễn Hoàng Tuấn, em năm nay 28 tuổi, em là giảng viên đại học. Để tôi đoán được coi, chắc một người làm ở trường học cấp 2, một người làm ở giảng đường. Tôi nghĩ hai người gặp nhau ở một nơi lãng mạn, cái quầy bán phá lấu. Dạ không, không đúng luôn. Ở chứ ở đâu? Dạ, gặp nhau ở trường học. Đó, người ta phải như vậy mới đúng. Dạ. Tụi em là giáo viên mà. Nhưng mà gặp nhau ở trường học là trường nào, là bởi vì em là cấp 2, còn anh này là bên đại học. Dạ, gặp nhau ở trường em. Này, tại vì trước khi lên làm đại học á, em dạy ở phổ thông. Thì em dạy trước vợ em 1 năm. 1 năm sau, tháng 6 là vợ em vào. Thì vợ em vào chào em đầu tiên thì em chả quan tâm, em không chào gì cả. Sao vậy ta, một bông hồng đẹp như thế này mà lại thở? Tại vì hồi đó là quan niệm ở miền Tây á, không thích là con gái miền Bắc. Tại vì nói chuyện là dài dòng nghe, hồi em mệt lắm. Dạ, cái lúc đấy em bị sốc. Bởi vì là các đồng nghiệp khác á, đon đả lắm, chào hỏi mình rồi nói chuyện thân thiện lắm. Và tất cả các cái đồng nghiệp nam á, có vẻ rất là quý mình. Thế nhưng mà có mình anh này là anh ngước lên cái anh cục xuống và không nói gì hết. Cái lúc đó hơi suy nghĩ. Suy nghĩ? Dạ. Theo hướng tích cực hay tiêu cực? Tiêu cực. Em nghĩ là anh này phải khó tính, là một chỉnh trẻ nữa. Quyết tâm là tìm mọi cách để mà trả thù. À dạ không, em hiền tính lắm chị. Chứ em chỉ là chị tìm cách để trả thù đó. Không, em không có. Cái ngày nào đó mình mặc đẹp thì là đẹp, xong anh này anh chào mình cái. Mình phải lấy cái khác để mình làm cho người ta chú ý đến, chứ không có dùng cái mà chính người ta đã làm cho mình. Cái gì mà của cô này mà khiến em phải chú ý? Tiếp xúc làm việc một thời gian, cũng đi chơi đây đó, thì thấy cách nói chuyện cũng dễ thương. Đó, là từ từ rồi thương luôn. Ở đây em phải nói rõ là tại sao em lại yêu cô này. Kép của nào trời trao của đó đó. Tức là em còn nhớ là cái ngày hôm đó là ăn cơm cùng á, thì mọi người mới trêu. Thì anh này anh làm một câu đó là: thôi thương ai cũng vậy, thôi lấy anh đi. Cứ nghĩ là giỡn thôi, đùa thôi. Thì ai dè cái lấy thiệt. Dạ. Sau câu đó bao lâu thì mới lấy? Tổng thể là 9 tháng. Trong lúc yêu đương nhau chắc có lẽ là chẳng bao giờ chia tay đâu đúng không? Yêu là ít giận lắm, chỉ giận có lần thôi. Mà lần xém là bị bỏ rồi. Sao? Em kể. Đúng rồi, em. Em phải kể, đúng rồi, cái này khi nói đến đây em kể. Tại vì ông kể sẽ là... Đúng rồi, anh sẽ nói, đúng rồi, anh sẽ lấp liếm, bớt xém. Cái ngày bình thường á, lúc chưa yêu á, thì cứ đến giờ trưa hoặc là giờ chiều á là anh sẽ về sớm. Thì mọi người mới chơi là đi đón người yêu. Thế thì em cũng nghĩ là có người yêu rồi, em không để ý gì đến đâu. Thế tự nhiên anh nói với em là anh chưa có người yêu. Thì thế đồng ý là chưa có người yêu thì tôi tin. Tin xong cái tự nhiên anh kêu là anh chỉ là đưa đón cái người em họ đi lại đi kia thôi. Thế thì
em cũng tin lắm, em còn khuyên răn, em kêu là thôi cố gắng là giống như là đưa đón cho nó đúng giờ đó, cái thứ để ảnh hưởng đến cái người em đó, và rất là chân tình luôn. Thế mà ai ngờ vào một hôm đang đi dạo, anh ấy bộc miệng ra rằng đó không phải là em họ mà là người yêu cũ. Trời ơi, mình cảm thấy mình bị lừa dối, bởi vì mình đang rất là tốt bụng việc vun vén cho hai anh em có thêm thời gian để nọ để kia. Thế là em mới nghĩ là một người lừa dối như vậy thì mình sẽ không quen nữa. Lý do gì mà em lại giấu vợ? Dạ. Em không phải giấu vợ mà là như vậy nè. Lý do gì mà em yêu người này rồi mà em lại vẫn nặng tình với cái người kia để mà phải chở đi học không thường xuyên ở đây? Là không phải là nặng tình mà giống như em đã có cái lời hứa rồi, cuối năm thì em sẽ không đưa nữa, tức là chỉ còn vài tháng nữa thôi. Thì mình nghĩ thôi vài tháng nữa thôi, mình cứ không nói thì cho nó qua, nhưng không biết sao tự nhiên cái tối em nói ra hết. Đó, em nghĩ là khi em đã hứa cái gì thì em phải làm cho nó tròn. Cho dù mình không còn yêu nhưng mà vẫn còn là bạn. Vợ em thì không hiểu như vậy. Đó. Mà cuối cùng làm sao em làm quê được cái gì? Nói chung là ngày em nó ăn cơm nó không có được, nói chung rất là buồn. Không biết nói gàng chi, biết hôm đừng nói được rồi. Không nói được là giấu luôn á. Tại vì còn có 1-2 tháng nó qua rồi. Cho nên bây giờ chị nhắn tin không trả lời, điện nói chung gặp nhau làm ngơ đấy. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Thì giờ quyết định là chiều cuối cùng là viết lá thư. Nhưng mà thôi viết bằng mực thường thì nó không có ấy, viết bằng mực đỏ. Mực đỏ. Mực đỏ là bằng lấy máu của mình viết. Trời ơi. Sợ vậy đó hả? Em dễ sợ. Trời ơi. Dạ. Em viết đúng 4 tờ A4. Trời ơi. Không chị, 4 tờ A4 nhưng mà nó là chữ to chứ không phải là chữ nhỏ nữa. Mình chữ nhỏ máu mình viết bằng tay mà giống như xem phim Hồng Kông đó, viết bằng viết tư á. Em viết cái gì trong đó? Thì em nói chung em viết là mình xin lỗi, thì mình hứa như thế nào đó. Khi em đọc bức thư đó, em có cảm nhận được đây là máu của chồng mình không? Em có tin không? Dạ, lúc mà đọc bức thư á thì em nói thiệt là em ở với một cái bạn, là bạn ấy bán thuốc tây, bạn ấy rất là hiểu về mấy cái vấn đề đó. Thì cuối buổi tối khi mà gặp đưa xong về thì em không có tin đâu, bởi vì em nghĩ là dễ gì đàn ông bây giờ mà viết thư bằng máu cho mình, làm gì mới gặp có thời gian ngắn mà thương dữ vậy. Em không tin. Thế em về em mới nói với là em xem coi có phải cái này là dùng máu gà không. Thế thì bạn em nó cũng thành thật lắm, nó dở ra rồi sau đó nó cho lên muỗng nó hửi. Xong rồi nó nhìn xong rồi nó kêu không mẹ ơi, cái này máu thiệt, máu người đó, không phải máu gà đâu. Trời ghê vậy hả, viết kinh này nữa hả? Xong rồi nó kêu trời ơi, tôi ngưỡng mộ mồ quá, kêu có gì đâu ngưỡng mộ, đang bụng muốn chết đây. Không phải vì anh ấy có người yêu trước hay sao, mà bởi vì là không thành thật. Mình cứ nói trước với nhau trước khi yêu thì mình sẽ thông cảm được. Nói thì nói vậy thôi chứ đến tối suy nghĩ bỏ ra đọc lại lần nữa. Rồi nghĩ sao thấy chắc cũng chân tình với mình, chứ nếu mà chị thoáng qua thì sẽ không có làm những cái việc như thế này đâu. Thì thôi cũng tha thứ, vì nó cũng không to lắm. Bây giờ chị hỏi này trước nè. Dạ. Đã yêu nhau đúng không, là hai người đều là thầy cô giáo hết á. Dạ. Có cầm đèn chạy trước ô tô không? Có ăn cơm trước kẻng không, hay là để đúng cái kẻng mới được ăn? Ba mẹ hai bên đồng ý thì mới ăn. Dạ. Vậy là đêm tân hôn rất vui dữ á. Dạ, có nhiều cái nó cũng nếu mà đi tân hôn theo cái nghĩa mà cưới xong á thì không có vui người ngủ gốc, tại có đứa em ngủ chung, đứa em vợ ngủ chung. Trời ơi, nhỏ em vợ rồi tự dưng bạn vợ đó vô giữa vậy. Mà bà em vợ đó nhiêu tuổi? Dạ 20, con trai. Ngủ chung á? Tối nó ngó xuống coi anh chị là cái gì. Trời ơi, em vợ lịch sự. Coi như bữa đó là bỏ luôn đêm tân hôn đó, chứ dễ gì, đúng không? Dạ, bỏ luôn ạ. Là trục trặc lần thứ nhất. Đó, trục trặc rồi bữa tân hôn thứ nhì. Tại vì tụi em mới cưới cho nên là chưa muốn có con sớm. Mà em sợ là tại vì ở trọ đó thì có con thì nó rất là khổ. Đợi chừng nào nhà cửa xong rồi thì tụi em mới có con. Em không có hiểu cái ý của anh mà em lại cứ nghĩ là chết. Người như vậy mà hay là có vấn đề gì, không biết có chuyện gì không mà em không dám nói. Tại vì lúc đó mới ngại, kéo dài cả tuần, hai bên cứ im ỉm, xong cuối cùng nói là bị làm sao, rồi thế nào đó, rồi sau đó giải thích cho nhau nghe thì là hiểu vấn đề là như vậy. Em nghĩ là chết là bị vấn đề về tâm sinh lý, và như vậy thì sẽ không có hạnh phúc. Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Dạ. Đó, hồi nãy là coi như đó là cái tật xấu mà không người không chịu mà tâm sự với vợ trước. Thì giờ bây giờ hỏi em là vợ của em á, em có tật xấu gì? Cái thứ nhất là 8 điện thoại, không phải là 8 giống như người bình thường mà là 8 không biết đường ra. Tức là khi người ta điện thì chỉ có nói chuyện, không biết là phía sau là công việc như thế nào. Có lần hai đứa lúc đang yêu nhau đi cầu ánh sao chơi thì có cái anh bồ cũ của anh điện vào, chỉ nghe điện thoại hơn nửa tiếng mà không biết đang đứng kế ai. Thôi còn chồng em thì sao? Nhiều tật xấu lắm ạ. Hồi trước á thì thấy thơm tho lắm, nhưng mà sau đó về thì phát hiện ra là tắm thì nhiều lần nhưng tắm không dùng xà bông tắm. Rồi em nói thì kêu là trời ơi như vậy là khô da, rồi anh không thích dùng xà bông, anh không thích mùi. Thế nhưng mà khi đi ra ngoài thì cứ nước hoa với nọ kia thì tại sao vẫn thích mùi nữa thôi. Đó là em thấy là cái lý do đó là không tốt. Chuyện đó không phải là không thơm tho. Một tuần 7 ngày giờ tắm 4 ngày xà bông vẫn được. Do là em làm biếng tắm xà bông hay là thực sự là em muốn bớt cái lượng sút ở tại vì nó tiếp xúc da mình. Không muốn nó tiếp xúc nhiều. Mình tắm nhiều nó đâu có tốt, quá chất mà.
Là chỉ tin xấu đó thôi. Rồi cái tiếp theo đó là ảnh thì nấu ăn rất là ngon và em rất là trân trọng cái món ăn của ảnh. Nhưng mà ảnh cứ cho ớt thật nhiều, tỏi thật nhiều. Và em thì em không ăn ớt được nhiều. Không ăn ớt được nhiều. Ảnh làm thật là cay, thật là mùi tỏi, thật là hăng lên. Sao anh cứ nói món này ngon lắm đó vợ, ăn đi. Rồi gấp cho em mà em ăn á, có khi có bữa em chảy nước mắt vì cay quá. Thôi bây giờ vậy nè, muốn hỏi em là em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Nói chung là phải biết bố trí công việc tí xíu. Cái nào việc nhà, việc của trường, nó sắp xếp thời gian cho nó hợp lý. Còn em, dạ. Em muốn chồng em thay đổi cái gì? Em muốn chồng em thay đổi là tắm thì dùng nhiều xà bông và... Chị thấy vậy nè, nếu như em tắm bằng xà bông mà để vợ em yêu em hơn thì em nên tắm bằng xà bông. Tại vì bây giờ chất sữa nhiều hơn chất sút rồi, em yên tâm phải như ngày xưa. Như vậy thôi. Đó, dạ. Còn cái chuyện mà nấu ăn thì tùy cái tấm lòng hảo tâm của em và tùy cái mức độ yêu của em với vợ em á, thì em sẽ liều lượng được cái vấn đề nấu ăn. Chị cay quá chị ăn cũng có nổi luôn á. Đúng rồi, không nổi. Còn ngược lại về phía em, cái chuyện mà sắp xếp thời gian á là hoàn toàn chính xác. Vì cái thời gian nó chỉ có 24 tiếng trong một ngày thôi. Bao nhiêu đó để sau này em phân bổ về thời gian vừa đi làm này, vừa lo công việc nhà, vừa nuôi con, phải cực kỳ khoa học em mới làm nổi. Dạ. Thì trong cái việc sắp xếp thời gian á là nó có một yếu tố nhỏ là bớt nghe điện thoại đi. Chị cũng rất cả nể, nhưng mà có những lúc mình phải ngưng. Về nấu ăn ngon theo khẩu vị của bà đi. Bà ngon, bà cho đứa em bé. Thôi, xin chúc hai bạn lúc nào cũng vui thêm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Dạ. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên.